Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 1141, được nuốt sống. Băng hỏa cự mãng cái kia màu trắng cùng màu đỏ đầu rắn, không ngừng một trước một sau co duỗi, theo co duỗi tăng lên, từ hai cái này khủng bố đầu rắn trong miệng phun ra màu xanh sương mù là càng ngày càng nồng đậm. Vừa mới bắt đầu Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản màu xanh sương mù bên trong độc tố. Nhưng tại màu xanh sương mù càng phát nồng nặc sau đó này màu xanh sương mù không ngừng thông qua Hứa Hồng Văn ba người lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Ba người bọn họ nỗ lực muốn dùng linh hồn lực đi chống đối, nhưng là bọn hắn càng phát cảm giác trong thân thể không sử dụng ra được sức mạnh đến rồi, hai chân cũng biến thành lung la lung lay lên. Phảng phất lúc nào cũng có thể té lăn trên đất. Mà Diệp Thần Phong có bên trong đan điền hồng sắc khí thể trợ giúp, trong thân thể hắn độc tố đang nhanh chóng biến mất. Hắn cũng cần mấy phút đến thích ứng quá trình này, cho nên hắn giờ khắc này trong cơ thể đồng dạng là mềm yếu vô lực, căn bản vô pháp đi ngăn cản băng hỏa cự mãng màu xanh khói độc. Phốc, thực lực yếu nhất Lâm Hân Di, thân thể nàng bỗng nhiên té lăn quay trên mặt đất, từ trong miệng phun ra một cái màu xanh tiên huyết, đồng thời trên mặt nàng da thịt cũng đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến thành màu xanh. Trong cơ thể nàng linh hồn lực đang không ngừng chịu đến áp chế, đến cuối cùng liền một tia một hào linh hồn lực cũng tăng lên không đứng lên rồi. Phốc, phốc, tại Lâm Hân Di té lăn trên đất không bao lâu, Lý Gỗ Lim cùng Hứa Hồng Văn cũng lần lượt ngã rầm trên mặt đất, từ trong miệng của bọn họ đồng dạng là phun ra một ngụm máu lớn, da thịt hiện ra nhạt màu xanh nhạt Hứa Hồng Văn, hắn liền nắm chặt nắm đấm sức mạnh cũng không có, hắn thở hổn hển nói ra. Này băng hỏa cự mãng khói độc cũng không có giết chết người năng lực, sẽ chỉ làm chúng ta toàn thân vô lực, chỉ có phục dụng băng hỏa thịt cự mãng, chúng ta mới có thể khôi phục như cũ, bằng không chúng ta đem cả đời đều tăng lên không khởi linh hồn lực đến. Lý Gỗ Lim, Hứa Hồng Văn cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn họ cũng đều biết Diệp Thần Phong có cực kỳ cường hãn kháng độc năng lực, bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thần Phong, quả nhiên, Diệp Thần Phong vẫn là đứng thẳng. Hơn nữa trên mặt da thịt cũng không có biến thành màu xanh, bất quá, Lý Gỗ Lim vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, hữu khí vô lực nói ra, bây giờ ba người chúng ta hoàn toàn không có năng lực chiến đấu rồi, nhưng thiên minh bên kia không chỉ có băng hỏa cự mãng. Còn có cường giả cấp thánh, lấy Diệp thiếu một người năng lực. Lý Gỗ Lim là gương mặt lo lắng. Tại kinh mấy phút nữa sau đó Diệp Thần Phong thân thể là hoàn toàn thích ứng trạng thái như thế này. Tiến vào trong cơ thể hắn màu xanh sương mù không ngừng được hồng sắc khí thể cho hấp thu, có thể nói này màu xanh sương mù đối Diệp Thần Phong không có bất kỳ ảnh hưởng tới. Diệp Thần Phong che kín vết rách hai tay khẽ run, vừa vặn băng hỏa cự mãng một đòn cường hãn liền không cần nói nhiều, Diệp Thần Phong nhẫn nhịn hai tay đau đớn, bên trong thân thể không ngừng tụ tập linh hồn lực, sau đó, hai tay vung mạnh lên, bạch. Một tiếng, một trận gió to tại trên bong thuyền thổi qua. Đem màu xanh sương mù thổi tan không còn chút nào, dù sao Lý Gỗ Lim đám người cũng không có kháng độc năng lực, thời gian dài được rất nhiều màu xanh sương mù tiến vào, sẽ chỉ làm trong bọn họ độc càng ngày càng sâu. Tại bao trùm tại bong tàu khu vực màu xanh sương mù được Diệp Thần Phong linh hồn lực thổi tan sau đó băng hỏa cự mãng đột nhiên đem hai viên đầu rắn nhắm ngay Diệp Thần Phong, vừa vặn cũng là Diệp Thần Phong khiến nó bị thương nhẹ, hiện tại lại là Diệp Thần Phong đưa nó ra màu xanh sương mù cho thổi tan. Này làm cho băng hỏa cự mãng trở nên càng thêm nóng nảy lên. Chiều cao khoảng 12 mét băng hỏa cự mãng, nó cái kia dường như dầu ma tút thùng giống như tráng kiện tư thái, nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong quét ngang tới, hắn khí thế ở trong không khí phát ra vù vù. Vù vù, thanh âm, nếu như được này một cái đuôi cho quét chúng rồi, Diệp Thần Phong cần phải muốn lập tức tan vỡ rồi không thể. Diệp Thần Phong dưới chân vội vã thi triển ra bạo huyền bộ pháp. Bóng người nhanh chóng đi phía trái chếch nhoáng tới, ầm. Một tiếng, băng hỏa cự mãng đuôi trực tiếp quét vào một bức tường trên vách, làm cho bức tường kia vách tường là ầm ầm sụp đổ. Diệp Thần Phong đang trốn qua băng hỏa cự mãng một kích này thời điểm, trong lòng của hắn đã không lo được nhiều như vậy, bên trong thân thể linh hồn lực vội vàng nhanh chóng vận chuyển, hắn bây giờ chỉ có thể tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng, hoặc là thi triển một lần vạn tiễn xuyên tâm rồi. Diệp Thần Phong vẫn là lựa chọn trước tiên thi triển một lần vạn tiễn xuyên tâm. Đương nhiên, băng hỏa cự mãng cũng sẽ không chờ Diệp Thần Phong thi triển vạn tiễn xuyên tâm, màu trắng đầu rắn cùng màu đỏ đầu rắn miệng bên trong,
phân biệt phun ra màu trắng bão táp cùng cực hạn hỏa diễm, hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng tập kích tới. Đang không ngừng vận chuyển trong cơ thể linh hồn lực Diệp Thần Phong, hắn thời khắc chú ý băng hỏa cự mãng nhất cử nhất động, này băng hỏa cự mãng tốc độ ở trên hắn, mắt thấy lần này băng hỏa cự mãng công kích là muốn tránh cũng không được, nếu như được cực hạn lạnh giá cùng cực hạn hỏa diễm cho đánh chúng, Diệp Thần Phong cũng không biết hội có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại đã không có thời gian để Diệp Thần Phong để suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì, Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên hướng về trong biển rộng nhảy xuống, màu trắng bão táp cùng cực hạn hỏa diễm nhanh chóng tại Diệp Thần Phong phía trên lướt tới. Phù phù, một tiếng, mà Diệp Thần Phong thân thể cũng thuận lợi nhảy vào trong biển rộng, Diệp Thần Phong thời khắc đều không có đình chỉ tăng nhanh trong cơ thể linh hồn lực lưu động, tại cảm giác được bên trong thân thể các nơi gân mạch bắt đầu căng đau. Bắt đầu có loại nứt toác cảm giác sau, hai chân ở trong nước biển mạnh mẽ động một cái, ầm. Một tiếng, Diệp Thần Phong thân thể trong nháy mắt lao ra khỏi mặt biển, hai chân dùng sức giẫm tại trên mặt biển, bóng người hướng về du thuyền tầng thứ hai bong tàu bay đi. Mà ở trên bong thuyền băng hỏa cự mãng, nó cũng chính muốn đi vào hải lý đem Diệp Thần Phong giải quyết, dù sao Diệp Thần Phong là đem nó cho hoàn toàn chọc giận, đang nhìn đến Diệp Thần Phong từ trên mặt biển lăng không lên thời điểm. Băng hỏa cự mãng cơ thể hơi rụt về phía sau, lại đột nhiên bắn đi ra, băng hỏa cự mãng thân thể hướng về Diệp Thần Phong lăng không phi nhảy lên, một trắng một đỏ đầu rắn là há to miệng, chúng nó là muốn đem Diệp Thần Phong thân thể cho nuốt vào bụng bên trong. Diệp Thần Phong đang nhìn đến nhanh chóng tiếp cận của mình băng hỏa cự mãng sau, hắn khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa nhắm ngay băng hỏa cự mãng, trong miệng chợt quát lên, vạn tiễn xuyên tâm. Xíu, yêu yêu, xíu. Yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Từng đạo bén nhọn mũi tên nhọn từ Diệp Thần Phong ngón tay bên trong bắn ra, hướng về băng hỏa cự mãng bắn đánh tới. Băng hỏa cự mãng tại cảm thấy được một cái mảnh lại một mảnh mưa tên sau đó bởi thân thể của nó ở giữa không trung, nó là căn bản vô pháp làm ra bất kỳ cái gì tránh né động tác, chỉ hơi hơi thay đổi hai viên đầu rắn. Lấy thân thể để ngăn cản Diệp Thần Phong thi triển vạn tiễn xuyên tâm. Xì xì, xì xì, xì xì. Từng thanh mũi tên nhọn tại băng hỏa cự mãng trên người tạo thành từng đạo vết thương, ầm. Một tiếng, rất nhanh, băng hỏa cự mãng liền té lăn quay bong tàu bên trên, mà Diệp Thần Phong cũng không hề đem vạn tiễn xuyên tâm cho đình chỉ. Thẳng đến một cái hoàn chỉnh vạn tiễn xuyên tâm hoàn tất sau, Diệp Thần Phong là quỳ một chân trên đất. Thân thể đột nhiên nằm nhoài tại bong tàu bên trên, bên trong thân thể linh hồn lực là phi thường trống không. Trong miệng thở hổn hển Diệp Thần Phong, hắn nhìn cách đó không xa trên người che kín tiên huyết không nhúc nhích băng hỏa cự mãng, khi hắn vừa định yếu thở ra một hơi thời điểm, chỉ thấy toàn bộ băng hỏa cự mãng lần thứ hai chuyển động, hai viên đầu rắn là lại nhắm ngay Diệp Thần Phong, nhìn dáng dấp lúc này băng hỏa cự mãng là trở nên cực độ nóng nảy, đuôi đột nhiên quét qua. Diệp Thần Phong bây giờ căn bản không có tránh né năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng hỏa cự mãng đuôi quét trúng phần eo của chính mình. Sau đó, băng hỏa cự mãng lợi dụng tư thái của chính mình cực kỳ nhanh chóng đem Diệp Thần Phong cho quấn quanh lên, hơn nữa càng quấn càng chặt, cái này cũng là mãng xà giết chết con mồi thường dùng một tấm phương thức. Mỗi khi Diệp Thần Phong hô hấp một lần, băng hỏa cự mãng cái kia ồ ồ tư thái liền quấn quanh càng chặt một chút. Diệp Thần Phong trong cơ thể là không ngừng vận chuyển tôn cấp trung kỳ linh hồn lực, nhưng đây căn bản tránh thoát không được băng hỏa cự mãng quấn quanh, thật ra khiến hắn mũi cùng trong miệng hô hấp càng ngày càng gấp rút rồi, trong đôi mắt tầm mắt cũng càng phát mơ hồ, cũng không lâu lắm, Diệp Thần Phong đột nhiên liền mắt tối sầm lại, không có bất kỳ chi giác. Tại Diệp Thần Phong đã hôn mê sau đó màu đỏ đầu rắn đột nhiên một miệng ngậm chặt Diệp Thần Phong đầu. Đem Diệp Thần Phong thân thể từng bước nuốt vào bên trong thân thể, ước chừng sau một phút, Diệp Thần Phong liền trực tiếp được băng hỏa cự mãng cho hoàn toàn nuốt sống. Tại đem Diệp Thần Phong nuốt vào trong người sau đó này băng hỏa cự mãng táo bạo cảm xúc mới chậm rãi khôi phục lại, hai viên đầu rắn hơi hơi đung đưa, một bộ phi thường thỏa mãn dáng vẻ. Chương 1142, Luyện hóa, băng thuộc tính, hỏa thuộc tính. Cách du thuyền cách đó không xa một chiếc du thuyền thượng. Nghiêm Thiên Giác thông qua hình ảnh theo dõi nhìn thấy Lý Gỗ Lim đám người chúng rồi băng hỏa cự mãng độc, mà Diệp Thần Phong lại bị băng hỏa cự mãng cho nuốt sống sau đó hắn đối với Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm, nói ra, hai người các ngươi đi du thuyền thượng xác định một cái Diệt Thiên Minh thân phận của những người đó,
nếu như trong đó có Diệp Thần Phong lời nói, lại thông báo ta một tiếng, nếu như là còn lại Diệt Thiên Minh người, trực tiếp giết là được. Cấp Thánh Trung Kỳ Đinh Quảng Hải, nhìn xem hình ảnh theo dõi trong băng hỏa cự mãng, hắn do dự không quyết định nói, thiếu chủ, ngài có thể hay không trước hết để cho Tiểu Lục rời đi bong tàu. Một bên Cấp Thánh Sơ Kỳ Ô Thiên Phàm cũng đi theo gật đầu. Nghiêm Thiên Giác lần nữa tại trên điện thoại di động của hắn hoa nhúc nhích một chút, cách đó không xa con tàu này du thuyền hết thảy cái loa bên trong lại phát sinh một trận cực kỳ chói tai sóng âm. Tại đây trận sóng âm vang lên sau đó vừa vặn nuốt Diệp Thần Phong băng hỏa cự mãng, phù phù. Một tiếng, thân thể của nó đột nhiên hướng về du thuyền dưới nhảy xuống. Đang nhìn đến băng hỏa cự mãng tiến vào trong biển rộng sau đó Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm rồi mới từ du thuyền bên trong đi ra, trực tiếp đứng ở trên mặt biển, từng bước hướng về cách đó không xa du thuyền đi đến. Du thuyền tầng thứ hai trên bong thuyền. Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn chả có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn đến hình ảnh, Diệp Thần Phong dĩ nhiên trực tiếp được băng hỏa cự mãng cho nuốt sống. Quá rồi tốt, sau một hồi lâu, Lâm Hân Di trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ lập lòe lệ quang, trong miệng hữu khí vô lực quát, Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong. Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim trên mặt cũng tận là bi thương thương vẻ, Lý Gỗ Lim nói ra, Hân Di, ngươi cũng đừng trước tiên vội vã khổ sở. Diệp thiếu khả năng không có việc gì, trước hắn không phải một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích ma. Nói ra câu nói này thời điểm, liền ngay cả Lý Gỗ Lim cũng không thể tự kiềm chế để cho mình tín phục, hắn nhưng tận mắt thấy Diệp Thần Phong hôn mê sau được băng hỏa cự mãng cho nuốt xuống bụng, phải biết băng hỏa cự mãng trong cơ thể có một loại cực kỳ kịch liệt ăn mòn chất lỏng, có thể đem nuốt vào trong miệng thực vật tại so sánh trong thời gian ngắn tiêu hóa hết, nói cách khác Diệp Thần Phong được băng hỏa cự mãng nuốt vào bụng bên trong. Nói không chắc không bao lâu thời gian liền sẽ hóa thành một vũng máu tươi rồi. Hứa Hồng Văn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mặt biển, hắn thấy rõ ràng có hai bóng người tại chiều du thuyền nhanh chóng tiếp cận, tại đem đối phương tướng mạo nhìn rõ ràng sau đó Hứa Hồng Văn nói ra, là Thiên Minh cường giả cấp Thánh Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm, bây giờ chúng ta trong cơ thể căn bản tăng lên không khởi linh hồn lực đến, xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi cùng Diệp Thiếu. Đáy biển bên dưới. Này băng hỏa cự mãng là một loại cực kỳ đặc thù sinh vật biến dị, cho dù tại trong biển rộng, nó cũng là có thể hoạt động như thường, trên người nó vừa vặn được vạn tiễn xuyên tâm bắn thủng vết thương, tại dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ khép lại. Mà bị băng hỏa cự mãng nuốt vào bụng trong Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên cảm giác trái tim bỗng nhiên đau xót, sau đó, hắn dĩ nhiên từ hôn mê tỉnh táo lại, tại mở hai mắt ra sau, hắn cảm giác bốn phía có dính cộc cộc chất lỏng bao quanh hắn. Những này dính cộc cộc chất lỏng tại không ngừng mà ăn mòn làn da của hắn, nếu không phải Diệp Thần Phong nhục thân rất cường hãn, nếu như đổi lại một người bình thường được băng hỏa cự mãng nuốt vào, e sợ tại mấy phút đồng hồ bên trong cũng sẽ bị ăn mòn liền xương vụn cũng không còn sót lại rồi. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong cơ thể căn bản không làm gì được, thân thể của hắn tại băng hỏa cự mãng trong cơ thể chật vật uốn éo nhúc nhích một chút sau đó hắn nhìn thấy phía trước đen như mực địa phương có hai cái quang điểm. Hai cái này quang điểm một cái hiện ra màu trắng, một cái hiện ra màu đỏ. Tại Diệp Thần Phong nhìn về phía cái kia một trắng một đỏ hai cái quang điểm lúc, hắn bên trong đan điền ngàn năm băng tuyết liên hoa, vạn năm băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể đột nhiên có cực kỳ kịch liệt phản ứng, thật giống cái kia một trắng một đỏ điểm sáng đối với chúng nó phi thường có sức hấp dẫn. Tại cảm giác được điểm này sau đó Diệp Thần Phong đã dùng hết lực khí toàn thân thể từng điểm dịch chuyển về phía trước động lên. Do ở trong cơ thể linh hồn lực tiêu hao rất lớn, hắn mỗi di chuyển một điểm, này làm cho hắn đều có loại kiệt sức cảm giác, mà theo dịch chuyển về phía trước động, chu vi cái kia dính cộc cộc chất lỏng tính ăn mòn cũng tại không ngừng mà bay lên, đang điên cuồng ăn mòn Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt, Diệp Thần Phong cánh tay cùng trên đùi da thịt đang điên cuồng biến mất. Tiên huyết đột nhiên chảy ra, loại này đau tận xương cốt khó chịu, để Diệp Thần Phong là thật chặt cắn môi. Thân thể nhưng vẫn là từng điểm dịch chuyển về phía trước động lên. Ước chừng 2 phút sau, Diệp Thần Phong thân thể di chuyển đã đến hai cái quang điểm địa phương, nguyên lai hai cái này quang điểm là hai cái nắm tay lớn nhỏ hình tròn vật thể, chúng nó là vững vàng sinh trưởng ở băng hỏa cự mãng trong cơ thể. Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được màu trắng viên cầu trong tràn đầy băng thuộc tính năng lượng, mà màu đỏ viên cầu chung thì là tràn đầy hỏa thuộc tính năng lượng. Diệp Thần Phong lập tức đoán được,
hai cái này viên cầu phải là băng hỏa cự mãng cội nguồn. Hắn cũng biết tại sao bên trong đan điền băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể sẽ có phản ứng. Băng tuyết liên hoa là băng thuộc tính thực vật, mà hồng sắc khí thể bên trong cũng tồn tại hỏa thuộc tính, cho nên chúng nó mới sẽ đối này một trắng một đỏ viên cầu có phản ứng. Diệp Thần Phong đồng thời vươn tay trái ra cùng tay phải, phân biệt đặt tại màu trắng viên cầu cùng màu đỏ viên cầu bên trên, ấn lại màu trắng viên cầu tay trái, hắn đột nhiên cảm thấy nhất cổ cực hạn băng thuộc tính năng lượng, dường như muốn đem thân thể của hắn trong nháy mắt đông thành nước đá như thế, mà ấn lại màu đỏ viên cầu tay phải. Này làm cho Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy nhất cổ cực hạn hỏa thuộc tính năng lượng, nguồn năng lượng này dường như muốn đem thân thể của hắn trong nháy mắt đốt cháy thành cho bụi. Nhưng mà, liền ở Diệp Thần Phong chịu không được muốn rời đi hai tay thời điểm, hắn bên trong đan điền băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể hành động, hồng sắc khí thể bên trong năng lượng nhanh chóng rót vào đã đến Diệp Thần Phong cánh tay phải bên trong, mà băng tuyết liên hoa bên trong năng lượng nhưng là nhanh chóng rót vào đã đến tay trái của hắn cánh tay trong. Diệp Thần Phong hai tay lạnh lẽo cảm giác cùng nóng rực cảm giác nhất thời vô ảnh vô tung biến mất rồi. Được băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể rót vào hai tay của, Diệp Thần Phong cảm giác mình hai tay khôi phục cực lớn sức mạnh, hắn đầu tiên đột nhiên đem màu trắng viên cầu cho vặn xuống. Tại vặn dưới màu trắng viên cầu sau, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác một trận thiên chóng mặt xoáy, nguyên bản tại trong biển rộng ngao du băng hỏa cự mãng, viên kia màu trắng đầu rắn bỗng nhiên thấp rủ xuống. Băng hỏa cự mãng màu trắng đầu rắn hoàn toàn là nằm ở tử vong trạng thái, mà toàn bộ băng hỏa cự mãng thân thể cũng cực kỳ kịch liệt uốn éo chuyển động. Có thể là cảm nhận được trong bụng uy hiếp, băng hỏa cự mãng nỗ lực muốn đem Diệp Thần Phong từ trong bụng ói ra. Tại băng hỏa cự mãng trong bụng Diệp Thần Phong, hắn rõ ràng cảm giác được có nhất cổ sức hút tại đưa hắn bên ngoài lôi kéo, Diệp Thần Phong không chút do dự lại lập tức đem màu đỏ viên cầu cũng vặn xuống. Tại đem màu đỏ viên cầu vặn xuống sau đó cái cỗ này sức lôi kéo trong nháy mắt biến mất rồi, băng hỏa cự mãng một cái khác màu đỏ đầu rắn cũng thấp rủ xuống, băng hỏa cự mãng thân thể là hoàn toàn không có phản ứng chút nào, thân thể khổng lồ là không ngừng hướng về biển rộng dưới đáy chìm rồi. Phải biết này màu trắng viên cầu cùng màu đỏ viên cầu, chính là băng hỏa cự mãng chỗ căn cơ, Diệp Thần Phong tại đem cái này hai viên cầu vặn xuống sau đó này băng hỏa cự mãng nơi nào còn có tồn còn sống đạo lý. Tại đem màu trắng viên cầu cùng màu đỏ viên cầu vặn xuống sau đó Diệp Thần Phong cũng cảm giác được này băng hỏa cự mãng hẳn là đã chết rồi, chính lúc hắn suy tính phải như thế nào rời đi này băng hỏa cự mãng thân thể lúc, hắn cái kia hai cánh tay đột nhiên mất đi sự khống chế rồi, tay trái cầm màu trắng viên cầu, tay phải cầm màu đỏ viên cầu, hai tiếng, đột nhiên đem cái này hai viên cầu đập nát ở thân thể của mình bên trên. Từ nơi này hai viên cầu bên trong chảy ra chất lỏng màu trắng cùng chất lỏng màu đỏ là nhanh chóng thẩm thấu Diệp Thần Phong thân thể. Diệp Thần Phong cả người đột nhiên run lên một cái, tại hai cái này viên cầu vỡ vụn nháy mắt, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác thân thể của mình phảng phất đưa thân vào nóng bỏng dung nham cùng vạn năm sông băng bên trong rồi. Loại mâu thuẫn này cảm giác không cách nào biểu đạt rõ ràng, bất quá, Diệp Thần Phong giờ khắc này là lâm vào vô tận trong thống khổ. Ngũ tạng lục phủ của hắn khi thì bị đóng băng, khi thì được quay nướng, quả thực chính là cực hạn băng hỏa hai tầng. Đương nhiên Diệp Thần Phong cũng cảm thấy băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể đang không ngừng hấp thu băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Này băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể hẳn là muốn luyện hóa băng hỏa cự mãng cái này hai viên thuộc tính khác nhau viên cầu. Chuyện đến nước này rồi, Diệp Thần Phong ngoại trừ yên lặng chịu đựng, hắn vẫn có thể làm gì? Bên trong thân thể linh hồn lực vẫn không có khôi phục, Diệp Thần Phong trong lòng chính lo lắng Lâm Hân Di đám người an toàn đây. Chương 1143, tôn cấp đỉnh phong. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Này một trắng một đỏ hai viên nắm tay lớn nhỏ viên cầu, có thể nói giống như là băng hỏa cự mãng hai viên nội đan, này băng hỏa cự mãng bình thường đồ ăn đều là băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, thiên minh vì bồi dưỡng được một điều này băng hỏa cự mãng. Bọn hắn tại băng hỏa cự mãng trên người tiêu tốn tài nguyên cũng không nhỏ, nói cách khác này một trắng một đỏ viên cầu bên trong đã bao hàm băng hỏa cự mãng hết thảy năng lượng. Phải biết một điều này băng hỏa cự mãng là dựa vào các loại băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo bắt đầu trồng chất rồi, này lên tới hàng ngàn hàng vạn băng thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng một mạch tràn vào Diệp Thần Phong trong cơ thể, này làm cho băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể căn bản vô pháp một hơi hấp thu sạch sẽ. Như vậy còn lại năng lượng bàng bạc liền tứ ngược Diệp Thần Phong thân thể.
Vừa mới bắt đầu Diệp Thần Phong chả miễn cưỡng có thể cắn răng kiên trì, có thể theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cơ thể hắn thiêu đốt cảm giác cùng đóng băng cảm giác càng lúc càng kịch liệt rồi. Hắn trái nửa người da thịt bị đông cứng được từng tấc bạo liệt ra, có thể trực tiếp nhìn thấy dưới da ngọ nguậy cơ bắp rồi, mà hắn phân nửa bên phải thân thể dường như được đẩy vào cực hạn lò nướng trong, hắn phân nửa bên phải thân thể hoàn toàn đã biến thành đỏ chót sắc, nhiều lần thanh yên từ trên da của hắn nhô ra. Thịt ngon của hắn như đều phải bị nướng chín như thế. Diệp Thần Phong bên ngoài còn như vậy, chớ nói chi là trong cơ thể hắn rồi, hắn gân mạch được từng cây đông nứt ra. Ngũ tạng lục phủ của hắn từng cái được đốt cháy mất đi công năng, liền ngay cả trái tim nhảy lên cũng càng ngày càng yếu ớt rồi. Trong đầu ý thức càng ngày càng mơ hồ Diệp Thần Phong, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã hoàn toàn là mất đi chi giác, hắn căn bản không cảm giác được bất kỳ đau đớn, trong miệng hư nhược tự nói, lẽ nào, chẳng lẽ muốn như thế xong? Tại băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính năng lượng phải đem Diệp Thần Phong tâm mạch cho phá hủy thời điểm. Băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể phảng phất là cảm thấy, chúng nó là ký sinh tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền, nếu như Diệp Thần Phong chết. Như vậy chúng nó cũng đem ở trên thế giới này biến mất rồi, cho nên, ngàn năm băng tuyết liên hoa, vạn năm băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể, chúng nó phân biệt phân tán ra một cỗ năng lượng, đem Diệp Thần Phong tâm mạch cho vững vàng bảo vệ tốt rồi. Này màu trắng viên cầu cùng màu đỏ viên cầu bên trong băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính năng lượng. Cũng không hề theo thời gian trôi đi mà giảm bớt, trái lại trở nên càng phát dâng trào lên, băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể phải không gián đoạn hấp thu. Kỳ thực này băng hỏa cự mãng tại không trước khi chết, nó đang đứng ở một loại lột xác quá trình, phổ thông băng hỏa cự mãng chỉ có cùng cấp thánh đỉnh phong cao thủ bằng nhau thực lực, mà này băng hỏa cự mãng có thể là bình thường bổ sung năng lượng quá mức thịnh vượng. Nó có loại mơ hồ muốn lần nữa tấn cấp cảm giác, nếu như này băng hỏa cự mãng lần nữa tấn cấp. Như vậy thực lực của nó có thể so sánh đế cấp sơ kỳ cường giả. Đáng tiếc là, này băng hỏa cự mãng hoàn toàn tính sai, cho rằng đem Diệp Thần Phong nuốt vào, có thể rất mau đem Diệp Thần Phong tiêu hóa hết. Ai biết, Diệp Thần Phong tại trong bụng của nó đột nhiên tỉnh lại, còn đem nó sinh tồn cội nguồn hai viên nội đan cho vặn xuống, này cực kỳ cường hãn băng hỏa cự mãng cứ như vậy biệt khuất chết rồi. Diệp Thần Phong rất nhanh sẽ hoàn toàn mất đi chi giác. Hắn giờ khắc này trên người dính đầy tiên huyết, giống như một cái sống sờ sờ huyết nhân bình thường. Diệp Thần Phong thân thể chính nhận lấy cực hạn lạnh lẽo cùng cực hạn nhiệt độ cao rèn đúc, nếu như có thể nhìn thấy Diệp Thần Phong trong cơ thể lưu động huyết dịch lời nói. Ngươi là có thể rõ ràng nhìn thấy trong máu điểm một chút hào quang màu vàng đột nhiên trở nên rực rỡ lên, sau đó Diệp Thần Phong thân thể cũng bắt đầu hấp thu băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính năng lượng. Từng cái bị đóng băng gân mạch chậm rãi tuyết tan rồi, được quay nướng mất đi công năng ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu khôi phục, chỉ cần Diệp Thần Phong có thể gắng gượng qua, đi ngang qua lần này băng hỏa thuộc tính rèn đúc, trong cơ thể hắn gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ sắp trở nên cứng cáp hơn cùng cường hãn. Ước chừng sau 5 phút, Diệp Thần Phong đột nhiên từ hôn mê tỉnh táo lại, nhất cổ cực hãn linh hồn lực chấn động từ trên người hắn đột nhiên hướng về bốn phía khuếch tán ra. Hắn nửa bên trái da thịt đang nhanh chóng khép lại, bên phải thông làn da màu đỏ cũng đang nhanh chóng khôi phục màu sắc nguyên thủy, bên trong thân thể nhất thời được minh mông linh hồn lực cho lấp đầy. Diệp Thần Phong tại Hy Lý Hồ Đồ hấp thu băng hỏa thuộc tính năng lượng sau, hắn dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến tôn cấp đỉnh phong. Tại Diệp Thần Phong vặn dưới băng hỏa cự mãng một trắng một đỏ hai viên nội đan lúc. Trên mặt biển, du thuyền tầng thứ hai trên bong thuyền. Thiên Minh cấp thánh trung kỳ Đinh Quảng Hải cùng cấp thánh sơ kỳ Ô Thiên Phàm, bọn hắn lại đi đến du thuyền trước mặt sau, thân thể trực tiếp nhảy lên du thuyền tầng thứ hai. Nhìn xem trong cơ thể linh hồn lực bị áp chế Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm là đi tới. Đinh Quảng Hải một mặt hí hành hạ nói, ta ngược lại muốn xem các ngươi như sơn chân diện mục rồi. Đinh Quảng Hải lần lượt đem Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di trên mặt nạ ra người cho xé xuống, này Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim xem như là Diệt Thiên Minh bên trong cao thủ rồi, mà Lâm Hân Di lại là Diệt Thiên Minh phó minh chủ con gái, cho nên Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm là nhận ra ba người này. Đồng dạng tại cách đó không xa du thuyền bên trong Thiên Minh thiếu chủ Nghiêm Thiên Giác, hắn thông qua hình ảnh theo dõi thấy rõ ràng Lý Gỗ Lim đám người dáng dấp, tiếp lấy, du thuyền cái loa bên trong liền vang lên Nghiêm Thiên Giác thanh âm.
vừa vặn được Tiểu Lục nuốt sống người kia là Diệp Thần Phong sao? Thấy không có người trả lời vấn đề, Nghiêm Thiên Giác thanh âm lần nữa từ cái loa bên trong truyền tới, không trả lời ta cũng không liên quan, ngoại trừ Lâm Hân Di bên ngoài, còn lại hai người trực tiếp giết cho ta đi nha. Muốn để một người phụ nữ ngoan ngoãn mở miệng, đầu tiên muốn cho thân thể của nàng trước tiên đầu hàng, Lâm Hân Di, lúc trước ta cho ngươi làm nữ nhân của ta ngươi không muốn, quay đầu lại ngươi vẫn là chạy không thoát cái này vận mệnh. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Trên mặt biển đột nhiên bốc lên lần lượt bọt khí, còn có loáng thoáng linh hồn lực từ biển dưới nước truyền lên, này làm cho Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm phải không cầm ánh mắt nhìn về phía mặt biển, ầm. Một tiếng, một đạo mãnh liệt cột nước phóng lên trời, đợi đến cột nước tản đi thời điểm, một vệt bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, bây giờ Diệp Thần Phong trên mặt mặt nạ da người sớm đã bị băng hỏa cự mãng trong cơ thể ăn mòn chất lỏng cho ăn mòn rơi mất, lộ ra hắn thì ra là khuôn mặt. Từ trong nước biển lao ra Diệp Thần Phong, bên trong thân thể của hắn tuy rằng tràn ngập tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực, nhưng là trên mặt của hắn che kín vẻ thống khổ, trong cơ thể hắn băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính năng lượng vẫn không có được băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể cho hấp thu sạch sẽ, mà Diệp Thần Phong muốn phải tiếp tục hấp thu băng hỏa thuộc tính năng lượng, hắn phát xuất hiện thân thể của mình thật giống tạm thời đã tới một cái bão hòa điểm, hắn không cách nào đang hấp thu băng hỏa thuộc tính năng lượng. Cho nên hắn chỉ có thể lần nữa mạnh mẽ chịu đựng băng hỏa năng lượng ăn mòn. A hát! Diệp Thần Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem trong không gian giới chỉ cổ tay đeo tại trên tay, trong tay nhét một viên cúc áo, dùng linh hồn lực đi kích phát rồi cúc áo. Hắn lập tức lại tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng trong, mái tóc biến thành nhàn nhạt màu đỏ, chu vi được màu đỏ nhạt khí thể cho lượn lờ, thực lực tạm thời tăng lên tới cấp thánh sơ kỳ. Tại thực lực tạm thời tăng lên, tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng về sau, Diệp Thần Phong mới cảm giác dễ chịu một chút, thân thể đột nhiên nhảy nhảy đến du thuyền tầng thứ hai bong tàu bên trên. Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau, hơn nữa còn là tăng lên thực lực Diệp Thần Phong, này làm cho Lâm Hân Di thầm nghĩ, ta liền biết Diệp Thần Phong tên khốn kiếp này sẽ không như thế dễ dàng có chuyện. Thiên minh cấp thánh trung kỳ Đinh Quảng Hải. Hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau, tay trái của hắn không khỏi sờ về phía tay phải, tạo thành tay phải hắn lắp lên người máy cánh tay, chính là Diệp Thần Phong cái này kẻ cầm đầu. Bất quá, Đinh Quảng Hải trong lòng cũng xác thực vô cùng khiếp sợ. Ban đầu ở Diệt Thiên Minh y đấu thi đấu thượng, Diệp Thần Phong chỉ là một cái chỉ là tông cấp sơ kỳ tiểu nhân vật, nhỏ như vậy nhân vật hắn Đinh Quảng Hải căn bản không để vào mắt, nhưng mới qua thời gian bao lâu. Cái này tiểu nhân vật lại có cấp thánh sơ kỳ thực lực. Phải biết Nghiêm Thiên Giác mặc dù có thể nhanh như vậy đến cấp thánh sơ kỳ, đây là thiên minh vô số tài nguyên trồng chất tích hiệu quả, Diệp Thần Phong sau lưng cũng không có khổng lồ như vậy ủng hộ. Diệp Thần Phong, ha ha ha, Diệp Thần Phong, các ngươi trước tiên cho ta bắt sống Diệp Thần Phong. Du thuyền cái loa bên trong lần thứ hai vang lên Nghiêm Thiên Giác thanh âm, Diệp Thần Phong mới vừa từ trong nước biển lao ra phương thức quá mức quỷ dị một ít. Diệp Thần Phong xuất hiện, này không liền nói rõ băng hỏa cự mãng đã chết rồi sao? Này làm cho Nghiêm Thiên Giác trong lòng không chắc chắn chiến thắng Diệp Thần Phong rồi, cho nên hắn mới lựa chọn trước hết để cho Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm thử xem Diệp Thần Phong thực lực đến cùng làm sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1144, Linh hồn vòng xoáy. Diệp Thần Phong, cánh tay phải của ta mối thù. Hôm nay là thời điểm cùng ngươi tính toán một chút rồi. Khi nghe đến cái loa bên trong Nghiêm Thiên Giác lời nói sau, Đinh Quảng Hải đưa mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, trong lòng hắn đối Diệp Thần Phong cừu hận không thể so Nghiêm Thiên Giác ít, phải biết hắn Đinh Quảng Hải nhưng là đường đường thiên minh ngũ thánh một trong, lúc trước lại bị một cái tông cấp linh hồn lực tiểu tử đứt đoạn mất một cánh tay, này làm cho Đinh Quảng Hải tại trong đoạn thời gian đó đã trở thành thiên minh từ trên xuống dưới trò cười. Bất quá, Đinh Quảng Hải không nghĩ tới lần này gặp lại được Diệp Thần Phong thời điểm. Diệp Thần Phong lại có cấp thánh thực lực. Lần sau Đinh Quảng Hải cũng không phải ngu ngốc, hắn cũng nghĩ đến vừa vặn Diệp Thần Phong rõ ràng là được băng hỏa cự mãng nuốt, Diệp Thần Phong có thể xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, nhất định là Diệp Thần Phong đem băng hỏa cự mãng giải quyết, băng hỏa cự mãng nhưng là có thêm cùng cấp thánh đỉnh phong cao thủ sánh ngang thực lực, lần sau băng hỏa cự mãng nhục thân cường độ có thể cùng đế cấp sơ kỳ cao thủ sánh ngang. Này liền không thể không để Đinh Quảng Hải tăng cao cảnh giác, lần trước tại Diệt Thiên Minh y đấu thi đấu thượng thời điểm.
Có thể nói Đinh Quảng Hải là nhất thời sơ sẩy mới sẽ được Diệp Thần Phong đứt đoạn mất một cánh tay, lần này hắn tuyệt đối không thể tại lật thuyền trong mương. Đinh Quảng Hải liếc mắt nhìn bên cạnh Ô Thiên Phàm, này cấp thánh sơ kỳ Ô Thiên Phàm cũng lập tức đem trong cơ thể cấp thánh sơ kỳ linh hồn lực để được đưa lên, mà một bên bên trong thân thể linh hồn lực bị áp chế ở Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Linh cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn tại cảm nhận được Diệp Thần Phong cấp thánh sơ kỳ linh hồn lực sau, trong lòng bọn họ mới thoáng an tâm một ít, bọn họ cũng đều biết Diệp Thần Phong có vượt cấp chiến thắng đối thủ năng lực, bây giờ cấp thánh sơ kỳ Diệp Thần Phong. Hắn hẳn có thể cùng cấp thánh đỉnh phong cao thủ đánh một trận. Trái lại, Diệp Thần Phong miệng hắn trong hàm răng là thật chặt cắn, hắn phát hiện trong cơ thể băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể dĩ nhiên không hấp thu nữa băng hỏa thuộc tính năng lượng, để băng hỏa thuộc tính năng lượng càng thêm không chút kiêng kỵ ăn mòn thân thể của hắn. Trong lòng của hắn mắng thầm chúng nó dở trò quỷ gì. Này băng hỏa thuộc tính năng lượng là chúng nó muốn chiếm được. Nhưng bây giờ cho ta trên đường tới đây vừa ra. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại cảm thấy đến tại đây băng hỏa thuộc tính năng lượng ăn mòn dưới, hắn gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ lần nữa được rèn đúc lên, thế là, trong lòng của hắn suy đoán. Cái này có thể là băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể cố ý lưu cho hắn, vì chính là càng thêm cực hạn rèn đúc thân thể của hắn. Nhưng này băng hỏa thuộc tính năng lượng thật là bá đạo, còn tiếp tục như vậy Diệp Thần Phong thân thể cần phải muốn phế bỏ không thể, hắn nhất định phải đem trong cơ thể băng hỏa thuộc tính năng lượng thả ra ngoài. Mái tóc hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, chu vi được nhạt hồng sắc khí thể lượn lờ Diệp Thần Phong, hắn hai con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm. Dưới chân lập tức thi triển ra bạo huyền bộ pháp. Gió giật cuồng xuất hiện, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong tại thực lực và phương diện tốc độ đã hoàn toàn là dẫn trước ở Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm rồi, tại hai người này chả chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong đã là xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi, song quyền cùng phát, ầm, ầm, hai tiếng, Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm ngực chịu đến Diệp Thần Phong công kích sau, hai người bọn họ dưới chân bước chân đột nhiên lui về phía sau 5 bước, khóe miệng không kiềm hãm được tràn ra tiên huyết đến. Hai con mắt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Thần Phong. Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm lúc này xem như là biết rồi, Diệp Thần Phong ở bề ngoài là cấp thánh sơ kỳ thực lực, kỳ thực thực lực của hắn có thể cùng cấp thánh đỉnh phong so sánh rồi, này để hai người bọn họ là thay đổi sắc mặt. Khoảng cách du thuyền cách đó không xa du thuyền thượng, Nghiêm Thiên Giác nhìn xem hình ảnh theo dõi, bàn tay của hắn không kiềm hãm được nắm chặt lên, trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Từ vừa vặn Diệp Thần Phong một chiêu đẩy lùi Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm đến xem, Nghiêm Thiên Giác liền biết hắn không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong rồi, uổng hắn chả cố gắng như vậy tu luyện, nhưng quay đầu lại này làm cho Nghiêm Thiên Giác cảm giác mình chính là một chuyện cười, Diệp Thần Phong như một tòa núi lớn như thế ép tới hắn không kịp thở. Đinh Quảng Hải, Ô Thiên Phàm, các ngươi sử dụng tới tuyệt chiêu đến đi. Không cần hạ thủ lưu tình. Nghiêm Thiên Giác mang theo cô đơn thanh âm từ du thuyền cái loa bên trong truyền ra. Nghe vậy, Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm không khỏi vui vẻ. Hai người bọn họ phân biệt đưa tay phải ra, trong cơ thể bắt đầu tập trung khởi linh hồn lực đến rồi. Một bên Lý Gỗ Linh cùng Hứa Hồng Văn khi nghe đến Nghiêm Thiên Giác lời nói, lại nhìn thấy Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm động tác sau, hai người bọn họ sắc mặt không khỏi biến đổi. Lý Gỗ Linh sử xuất toàn lực quát, Diệp Thiếu, nhanh! Nhanh đi ngăn cản, bọn hắn là đang thi triển hợp kích linh hồn chi thuật, linh hồn vòng xoáy, một khi bị bọn hắn triển khai ra cho dù cấp thánh đỉnh phong cao thủ cũng trực tiếp hội mất mạng. Lý Gỗ Lim, ngươi không cảm giác mình nói quá muộn sao? Đinh Quảng Hải thập phần hí hành hạ nói, chỉ thấy bàn tay phải của hắn bên trong xuất hiện một đoàn do linh hồn lực tạo thành vòng xoáy, mà một bên Ô Thiên Phàm bàn tay phải bên trong cũng có một đoàn linh hồn lực tạo thành vòng xoáy. Chi, làm Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm này tay phải của hai người bàn tay chậm rãi tới gần, hai luồng vòng xoáy đụng vào thời điểm, trong không khí truyền ra cực kỳ tiếng cọ sát chói tai, không khí chung quanh nhanh chóng hướng về Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm tụ lại, này làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy nhất cổ nồng nặc nguy hiểm. Nhưng mà, chính lúc Diệp Thần Phong muốn đi ngăn cản thời điểm, Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm trong tay phải vòng xoáy hợp thể rồi, Đinh Quảng Hải cười nói, Diệp Thần Phong, ngươi có thể đi chết rồi, ngươi có thể để cho chúng ta sử dụng tới linh hồn vòng xoáy, này đủ khiến bản thân mình hào được rồi. Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm cánh tay phải đồng thời đẩy về phía trước,
sáp nhập thành một cái vòng xoáy khổng lồ, linh hồn lực nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong bắn ra. Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm trong miệng đồng thời quát lên, linh hồn vòng xoáy. Diệp Thần Phong nhìn xem hướng chính mình tập kích qua tới linh hồn vòng xoáy, khi hắn vừa định yếu tránh né thời điểm, chỉ thấy chỉnh cái linh hồn vòng xoáy đang chậm rãi mở rộng lại mở rộng, căn bản là đem Diệp Thần Phong có thể tránh né địa phương toàn bộ phong bế ở, này làm cho Diệp Thần Phong là muốn tránh cũng không được. Xoay tròn cấp tốc vòng xoáy khổng lồ không ngừng tiếp theo Diệp Thần Phong. Bây giờ Diệp Thần Phong chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này rồi, trong cơ thể đem cấp thánh sơ kỳ linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, hai tay đột nhiên về phía trước chậm chậm mở ra, nỗ lực muốn để linh hồn vòng xoáy dừng lại. Nhưng mà, làm linh hồn vòng xoáy cùng Diệp Thần Phong cánh tay đụng vào thời điểm, linh hồn này vòng xoáy trực tiếp đem Diệp Thần Phong cánh tay cho bắn ra rồi, mạnh mẽ đụng vào Diệp Thần Phong ngực, mang theo Diệp Thần Phong hướng về du thuyền tầng thứ hai phòng yến hội va chạm mà đi. Âm, tại linh hồn vòng xoáy mang theo Diệp Thần Phong tiến đụng vào phòng yến hội thời điểm, toàn bộ phòng yến hội trong nháy mắt vỡ sụp xuống, đem Diệp Thần Phong hay sống chôn ở bên trong. Có phần thở hổn hển Đinh Quảng Hải, hắn tại thấy cảnh này sau, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười nói, thân thể thừa nhận lấy linh hồn của chúng ta vòng xoáy, Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể có sống sót cơ hội rồi. Phải biết linh hồn này vòng xoáy trên trời minh bên trong thuộc về cao đẳng linh hồn chi thuật, nếu như đem linh hồn vòng xoáy triển khai ra, hắn lực phá hoại tuyệt đối là không thể khinh thường, bất quá, linh hồn này vòng xoáy yêu cầu hai người đồng thời tu luyện, cũng nhất định muốn hai người đồng thời thi triển, cho nên tu luyện linh hồn vòng xoáy là phi thường khó khăn, mà linh hồn này vòng xoáy lại bị Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm tu luyện mà thành rồi, năm đó nhưng là trên trời minh bên trong đưa tới không nhỏ náo động. Cho nên, này Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm đối với mình thi triển linh hồn vòng xoáy, bọn hắn có 100% tin tưởng. Cùng lúc đó, đã sụp xuống đâu trong phòng yến hội, Diệp Thần Phong vị trí địa phương vừa lúc bị một cái bàn cho chống được, hắn giờ khắc này ngực là một mảnh máu thịt be bét, ngực xương cơ hồ là toàn bộ đứt gãy, tiên huyết chính không ngừng chảy ra, tại bên cạnh hắn rải rác một chút màu đỏ vỏ cứng. Cũng còn tốt lần này Diệp Thần Phong trên người là ăn mặc dùng hỏa diễm cự hạt chế tác mà thành phòng hộ phục. Này phòng hộ phục giúp hắn chặn rơi mất một đòn chí mạng nhất, bất quá, này phòng hộ phục cũng trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Ngực cực kỳ đau đớn kịch liệt, thêm vào trong cơ thể vẫn cứ đang bị băng hỏa thuộc tính năng lượng ăn mòn. Diệp Thần Phong sắc mặt là càng ngày càng khó coi, hắn nuốt một cái khô khốc vô cùng yết hầu, mờ u bàn tay xoa xoa trên trán rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Trong cơ thể hắn linh hồn lực lần nữa nhanh chóng vận chuyển, tiếp đó, hắn nhất định phải đem Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm lập tức cho miểu sát, cho nên hắn nhất định muốn tại đây sụp xuống phế tích bên trong làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị sẽ rời đi. Tại gia tốc trong gân mạch linh hồn lực lưu động lúc, Diệp Thần Phong phát hiện băng hỏa thuộc tính năng lượng cũng đang không ngừng hòa vào hắn gân mạch vận chuyển linh hồn lực bên trong, này làm cho Diệp Thần Phong trong cơ thể thống khổ đang chậm rãi giảm bớt. Phát hiện điểm này Diệp Thần Phong, hắn vội vàng lại tăng nhanh linh hồn lực vận chuyển. Chương 1145, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc. Diệp Thần Phong chết rồi. Diệp Thần Phong liền chết như vậy. Ta muốn thanh thi thể của hắn làm thành tiêu bản. Du thuyền thượng Nghiêm Thiên Giác thông qua hình ảnh theo dõi, nhìn thấy Diệp Thần Phong được linh hồn vòng xoáy đánh trúng, trực tiếp được đặt ở sụp đổ phòng yến hội sau đó. Trên mặt hắn biểu lộ có vẻ dữ tợn cùng điên cuồng lên, kỳ thực nội tâm hắn là cực kỳ không cam lòng, bởi vì hắn không có tự tay giết chết Diệp Thần Phong, cho nên cái này cũng là Nghiêm Thiên Giác biến tướng thừa nhận Diệp Thần Phong mạnh hơn hắn. Răng rác, răng rác, răng rác. Chính lúc du thuyền thượng Nghiêm Thiên Giác rơi vào tâm tình của chính mình bên trong lúc, du thuyền tầng thứ hai sụp đổ phòng yến hội địa phương, đột nhiên truyền ra phi thường tế vi tiếng vang. Này làm cho vừa vặn thở phào nhẹ nhõm Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm lần thứ hai nhíu mày đến, mà Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Linh cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn cũng con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm phòng yến hội phương hướng. Một tiếng, sụp đổ phòng yến hội đá vụn tung tóe, một vệt bóng người từ phế tích bên trong đột nhiên bật đi ra, chỉ thấy Diệp Thần Phong đầy mặt trắng xanh, ngực ao hãm đi xuống một đám lớn, tiên huyết đang từ ngực của hắn không ngừng tràn ra tới. Điều này sao có thể? Diệp Thần Phong dĩ nhiên không chết, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ thừa nhận lấy một cái linh hồn vòng xoáy. Cách đó không xa du thuyền thượng Nghiêm Thiên Giác,
hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong thân ảnh sau, cả người hắn lâm vào hốt hoảng cảm xúc bên trong, hung hăng dao động cái đầu. Du thuyền tầng thứ hai, Diệp Thần Phong từ phế tích bên trong nhảy sau khi đi ra, tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa sớm đã là khép lại với nhau, nhanh chóng đem đầu ngón tay nhắm ngay Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm, miệng quát, vạn tiễn xuyên tâm. Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm vừa vặn đã sớm thông qua hình ảnh theo dõi, nhìn thấy Diệp Thần Phong đối băng hỏa cự mãng từng dùng tới vạn tiễn xuyên tâm được rồi, cho nên tại Diệp Thần Phong ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại thời điểm, bọn hắn cũng đã đoán được Diệp Thần Phong yếu thi triển vạn tiễn xuyên tâm được rồi, bọn hắn nhưng là cũng biết vạn tiễn xuyên tâm chính là cao đẳng linh hồn chi thuật. Này để hai người bọn họ không thể không nghiêm túc đối phó. Đinh Quảng Hải đã tới không kịp ngạc nhiên Diệp Thần Phong từ linh hồn của bọn họ vòng xoáy bên trong còn sống, hắn đối với Ô Thiên Phàm vội vàng nói, lập tức đem linh hồn lực rót vào đến trong cơ thể ta, lấy Diệp Thần Phong tình huống đến xem, hắn thi triển xong lần này vạn tiễn xuyên tâm, hắn liền muốn triệt để thoát lực. Chúng ta chỉ cần đỡ đòn đánh này là được rồi, dù sao thiếu chủ vẫn không có ra tay đây. Ô Thiên Phàm khi nghe đến Đinh Quảng Hải lời nói sau, hắn đem bàn tay phải đặt tại Đinh Quảng Hải sau lưng thượng, đem trong cơ thể linh hồn lực một mạch rót vào đã đến Đinh Quảng Hải bên trong thân thể, mà Đinh Quảng Hải hai tay của cũng đột nhiên về phía trước giơ lên, trong cơ thể linh hồn lực dùng một loại phương thức đặc thù tại vận chuyển. Đinh Quảng Hải miệng quát, linh hồn lá chắn. Tiếp lấy, tại Đinh Quảng Hải trước mặt liền xuất hiện một tầng trong suốt ô dù, đưa hắn cùng Ô Thiên Phàm cho hoàn toàn bao vây lại. Linh hồn này lá chắn chính là thiên minh một loại phòng ngự loại cao đẳng linh hồn chi thuật. Tại Ô Thiên Phàm đem linh hồn lực rót vào đến Đinh Quảng Hải trong cơ thể sau, này cái linh hồn lá chắn chẳng khác gì là cấp thánh đỉnh phong cao thủ thi triển ra rồi. Mà về mặt sức mạnh bây giờ Diệp Thần Phong chỉ là giống như là cấp thánh đỉnh phong cao thủ. Cho dù hắn sử dụng tới một cái hoàn mỹ vạn tiễn xuyên tâm rồi, đoán chừng cũng thì không cách nào phá tan Đinh Quảng Hải linh hồn lá chắn được rồi. Xíu. Yêu yêu, xíu, 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 yêu yêu. Từng đạo do linh hồn lực hình thành mũi tên nhọn, từ Diệp Thần Phong ngón tay nhọn bắn ra, nhanh chóng mà lại mãnh liệt hướng về Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm vọt tới rồi. Ầm, 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 ầm. Sau khi mưa tên chạm vào Đinh Quảng Hải linh hồn lá chắn lúc, những tên này mưa dĩ nhiên nhanh chóng biến mất ở trong không khí. Diệp Thần Phong vạn tiễn xuyên tâm căn bản không phá ra được Đinh Quảng Hải linh hồn lá chắn, đương nhiên Đinh Quảng Hải trên mặt vẻ mặt cũng là hết sức khó coi. Bởi vậy có thể được ra Đinh Quảng Hải cũng là đang khổ cực chống đỡ lấy. Xem ra Diệp thiếu vạn tiễn xuyên tâm là không phá ra được Đinh Quảng Hải linh hồn lá chắn được rồi. Hứa Hồng Văn có phần tuyệt vọng lắc đầu nói ra. Mà đang ở Diệp Thần Phong vạn tiễn xuyên tâm thi triển đến 5-6 ngàn căn thời điểm. Từ Diệp Thần Phong trong ngón tay bắn ra mũi tên nhọn biến đổi hình thái, giờ khắc này cái kia từng cây mũi tên nhọn biến thành bị ngọn lửa bao quanh, cùng với được tầng băng bao quanh mũi tên nhọn rồi, vừa vặn Diệp Thần Phong tại phế tích bên dưới vận chuyển linh hồn lực thời điểm, băng thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng đang không ngừng hòa vào hắn trong gân mạch, này vạn tiễn xuyên tâm biến đổi hình thái cùng băng hỏa thuộc tính năng lượng có quan hệ. Xì xì. Tại đợt thứ nhất hỏa diễm mũi tên nhọn đánh trúng Đinh Quảng Hải linh hồn lá chắn lúc, Đinh Quảng Hải linh hồn lá chắn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Răng rác, răng rác, răng rác. Tại làn sóng thứ hai tầng băng mũi tên nhọn đánh trúng bốc cháy lên linh hồn lá chắn lúc, này một lạnh một nóng, chỉnh cái linh hồn lá chắn trong nháy mắt nát tan nứt ra. Mà Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm còn chưa kịp làm suốt bất kỳ phản ứng nào, thân thể của bọn họ đã bị tầng băng mũi tên nhọn cho bắn trúng. Hai người trong nháy mắt được băng nhốt lại. Diệp Thần Phong nhìn thấy Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm được giải quyết sau đó hắn biết cách đó không xa du thuyền thượng còn có một cái nghiêm thiên giác, hắn đem còn lại băng hỏa xuyên tim chỉ hướng cách đó không xa du thuyền. Mà ở du thuyền thượng nghiêm thiên giác, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong phá tan rồi linh hồn lá chắn, đem Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm giải quyết xong sau đó hắn đang đứng ở trong kinh ngạc. Hắn liền thấy Diệp Thần Phong đưa ngón tay chỉ hướng phương hướng của hắn, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thân thể nhanh chóng thoát ra du thuyền bên trong. Xíu, yêu yêu, 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 xíu, yêu yêu. Cách đó không xa du thuyền rất nhanh sẽ nhấn chìm ở hỏa diễm cùng trong tầng băng,
mà Diệp Thần Phong trải qua lần này phóng thích sau đó trong cơ thể hắn dư thừa băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính năng lượng hầu như đều thanh trừ, hắn cũng không biết vừa vặn băng hỏa xuyên tim có hay không đem Nghiêm Thiên Giác giết chết. Bất quá, hắn đã không có khí lực đi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm giác bên trong thân thể mình sức mạnh đang từ từ giảm bớt, lượn lờ tại chung quanh hắn nhạt hồng sắc khí thể cũng đang chậm chậm co rút lại về trong cơ thể hắn rồi, có thể khống chế trạng thái nổi khùng thời hạn đã tới rồi. Một khi có thể khống chế trạng thái nổi khùng biến mất, Diệp Thần Phong đem hoàn toàn tiến vào một quãng thời gian vô lực trong trạng thái. Diệp Thần Phong thân thể lung la lung lay đi tới được băng tiễn bắn thủng thân thể, được đóng băng lại Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm trước mặt, ầm. Ầm, hai tiếng, Diệp Thần Phong đem khối băng đánh nát, sau đó tại Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm này trên người của hai người thuận lợi lục ra được hai tấm bản đồ, đem cái này hai tấm bản đồ thu nhập trong không gian giới chỉ sau. Diệp Thần Phong trực tiếp đặt mông ngồi ở bong tàu bên trên, trong miệng thở dốc là càng ngày càng lợi hại. Diệp thiếu, ngươi không sao chứ? Lý Gỗ Linh gấp bận bịu mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong ngực tiên huyết không ngừng nhỏ xuống mặt đất, hắn lắc lắc đầu, nói ra, chỉ là bên trong thân thể linh hồn lực đang chậm rãi trôi qua mà thôi. Dầm ào ào, một tiếng. Tại Diệp Thần Phong đặt mông ngồi ở trên bong thuyền thời điểm, Nghiêm Thiên Giác từ nơi không xa trong nước biển trốn ra, chỉ thấy trên cánh tay của hắn có rõ ràng bị bỏng vết tích, sắc mặt tức giận nhìn qua du thuyền tầng thứ hai, làm hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong thoát lực ngồi ở trên bong thuyền thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười đắc ý, tự nhủ, Diệp Thần Phong a hát. Diệp Thần Phong, ngươi không phải là rất trâu bò sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi kế tiếp làm sao lại trâu bò lên. Nghiêm Thiên Giác hai chân giẫm tại trên mặt biển. Bên trong thân thể đề dâng lên cấp thánh sơ kỳ linh hồn lực, cực kỳ nhanh chóng hướng về du thuyền chạy tới. Hứa Hồng Văn đám người phát hiện Nghiêm Thiên Giác thân ảnh sau đó Hứa Hồng Văn nói ra, Diệp thiếu, ngươi chả có sức lực sao? Ngươi trước không cần lo chúng ta, chính ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Đặt mông co quắp ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, khóe miệng hắn lộ ra một vệt cười khổ, tuy rằng có thể khống chế trạng thái nổi khùng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng là trong thân thể của hắn đã không sử dụng ra được sức mạnh đến rồi, hắn lắc lắc đầu, nói ra ta liền đứng lên sức mạnh cũng không sử dụng ra được rồi. Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim nặng nề thở ra một hơi, nhớ tới băng hỏa cự mãng cùng với cấp thánh trung kỳ Đinh Quảng Hải cùng cấp thánh sơ kỳ Ô Thiên Phàm đều là Diệp Thần Phong một người giải quyết, bọn hắn tự không khỏi một trận tiếc hận, liền ngay cả hai người bọn họ gặp bực này trận chiến, sợ là sớm đã tại chết ở băng hỏa cự mãng miệng bên trong. Có thể nói Diệp Thần Phong là bọn hắn gặp tối có thiên phú cùng nhất là yêu nghiệt thanh niên, tuyệt đối không phải một trong. Một tiếng. Nghiêm Thiên Giác đột nhiên nhảy tới du thuyền tầng thứ hai bong tàu bên trên, nhìn xem có quắp ngồi dưới đất Diệp Thần Phong. Hắn cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, chúng ta lại gặp mặt, lần này ngươi nói ngươi còn có thể hay không có số may như vậy. Hôm nay tuyệt đối là ngươi Diệp Thần Phong tử kỳ rồi, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Chương 1146, không tìm đường chết. Sẽ không chết. Nhìn thấy Nghiêm Thiên Giác không có bị băng hỏa xuyên tim giải quyết, Diệp Thần Phong nỗ lực muốn từ bong tàu đứng lên, nhưng này thuần túy là uổng công vô ích hành vi, lượn lờ tại Diệp Thần Phong quanh thân nhạt hồng sắc khí thể hoàn toàn co rút lại về trong cơ thể hắn rồi, chỉ có tóc của hắn vẫn cứ hiện ra đỏ nhạt vẻ. Nghiêm Thiên Giác, ngươi muốn làm gì? Bên trong thân thể linh hồn lực bị áp chế Lâm Hân Di. Người đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn Nghiêm Thiên Giác chất vấn. Nghiêm Thiên Giác đối mặt không còn sức đánh trả Diệp Thần Phong đám người, trên mặt hắn là một bộ cực kỳ vẻ mặt dễ dàng, hắn liếc nhìn Lâm Hân Di, nói ra, Lâm Hân Di, ngươi cho ta chậm chậm chờ ta đem Diệp Thần Phong chơi xong sau, hai chúng ta lại cẩn thận vui đùa một chút. Ngược lại, Nghiêm Thiên Giác lại đưa mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, hắn bẻ bẻ cổ, nói ra, Diệp Thần Phong. Ngươi vừa vặn không phải là rất lợi hại sao? Có bản lĩnh ngươi đứng lên đem ta cũng giải quyết xong a hát. Có bản lĩnh ngươi đứng lên a hát. Một cước. Nghiêm Thiên Giác trực tiếp đá vào Diệp Thần Phong gò má thượng, cả người vô lực Diệp Thần Phong trực tiếp được đạp đến trên mặt đất, khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ tiên huyết đến, nằm dưới đất Diệp Thần Phong, nhạt mái tóc màu đỏ cũng đang chậm chậm khôi phục màu đen, khóe miệng hắn lộ ra một vệt thương hại nụ cười, nói ra, Nghiêm Thiên Giác. Ngươi đây là tại chứng minh cái gì? Chứng minh ngươi mạnh hơn ta. Vậy ngươi vừa vặn tại sao chưa từng xuất hiện?
Kỳ thực ngươi đã ở trong lòng thừa nhận ngươi không bằng ta, ngươi vĩnh viễn là ta bại tướng dưới tay Diệp Thần Phong. Câm miệng, ngươi cho ta lập tức câm miệng. Nghiêm Thiên Giác bộ mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn cực kỳ, Diệp Thần Phong là một lời giờ đến rồi hắn mềm trên xương sườn, này làm cho Nghiêm Thiên Giác cảm xúc là hoàn toàn không kiểm soát. Nghiêm Thiên Giác trực tiếp một cước giẫm tại Diệp Thần Phong xương gãy vỡ trên ngực, hung hăng dùng bàn chân tại Diệp Thần Phong trên ngực nghiền ép. Diệp Thần Phong lông mày đột nhiên cau chặt lên, trong miệng là cắn răng thật chặt quan. Nỗ lực không muốn chính mình thống khổ kêu ra tiếng, ngực của hắn được Nghiêm Thiên Giác như thế giẫm mạnh, xương gãy vỡ chính là càng thêm hoàn toàn, tiên huyết bỗng nhiên nhanh chóng dâng lên. Một bên Lý Gỗ Lim cùng Hứa Hồng Văn nhìn thấy Nghiêm Thiên Giác như thế dằn vặt Diệp Thần Phong. Bọn hắn đều nỗ lực muốn tăng lên khởi thân thể bên trong linh hồn lực. Nhưng mà, bọn hắn lại là căn bản vô pháp làm được, mà Lâm Hân Di thấy cảnh này sau, trái tim của nàng đột nhiên bỗng nhiên đau xót, nhìn xem Diệp Thần Phong ngực không ngừng tràn ra tiên huyết, viền mắt của nàng đều có chút ẩm ướt. Người điên cuồng gầm hét lên, Nghiêm Thiên Giác, người cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, người cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Nghiêm Thiên Giác nghe được Lâm Hân Di tiếng hô sau đó khóe miệng hắn hơi mỉm cười nói, có ý tứ. Có ý tứ, đường đường Diệt Thiên Minh núi băng mỹ nhân, dĩ nhiên cũng đều vì một người đàn ông mà rơi lệ. Không tệ, không tệ, như vậy sau đó cùng ngươi đùa thời điểm, ta thì càng thêm có thể tận hứng rồi. Diệp Thần Phong trên trán là nổi gân xanh, thân thể nhẹ nhẹ run rẩy, mái tóc có hơn một nửa đều khôi phục thành màu đen. Hắn lập tức muốn từ có thể khống chế trạng thái nổi khùng bên trong đi ra ngoài rồi. Nghiêm Thiên Giác nhìn xem đầy mặt thống khổ Diệp Thần Phong, hắn giơ chân lên đột nhiên giẫm tại Diệp Thần Phong tay trái trên cổ tay, đem Diệp Thần Phong trên cổ tay thủ vòng tay cho giẫm đến nát tan. Liên quan Diệp Thần Phong tay trái cổ tay xương cho đạp vỡ, điên cuồng cười nói, Diệp Thần Phong, cảm giác này không sai chứ. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi từ từ tại trong thống khổ chết đi. Phải biết Diệp Thần Phong trên tay trái thủ vòng tay là áp chế trong cơ thể hồng sắc khí thể, bây giờ Diệp Thần Phong không có từ có thể khống chế trạng thái nổi khùng bên trong thoát ly khỏi, vòng tay đã bị Nghiêm Thiên Giác cho đạp vỡ, đây không phải để Diệp Thần Phong tiến vào chân chính trạng thái nổi khùng bên trong ma. Tại thủ trạc được giẫm nát tan nháy mắt, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồng sắc khí thể lập tức trở nên sống độc, mà băng tuyết liên hoa thì là không có bất kỳ hướng đi. Tại băng tuyết thế giới bên trong xuất hiện loại kia hoàn toàn mới trạng thái. Hẳn là cũng không phải là muốn xuất hiện là có thể xuất hiện. Tay trái cổ tay được gắt gao đạp lên Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn từ từ biến trở nên trống rỗng, trên mặt vẻ mặt thống khổ hoàn toàn biến mất rồi, vẻ mặt là trở nên lạnh băng một mảnh, mà Nghiêm Thiên Giác phảng phất còn chưa phát hiện Diệp Thần Phong biến hóa. Hắn ánh mắt nhìn Lâm Hân Di, nói ra, Lâm Hân Di, phải hay không làm đau lòng. Tiếp đó, ta bảo đảm ngươi hội càng thêm đau lòng. Oanh! Chính lúc Nghiêm Thiên Giác thập phần đắc ý thời điểm, từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể bỗng nhiên thả ra nhất cổ cường hãn năng lượng, làm cho Nghiêm Thiên Giác dưới chân bước chân một cái không đứng vững, thân thể đột nhiên rút lui 5-6 bước. Hồng sắc khí thể nhanh chóng từ Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông bên trong tràn ra ngoài, mà Diệp Thần Phong tóc cũng trở thành tươi đẹp màu đỏ rồi. Trong cơ thể khí thế đang không ngừng kéo lên, trực tiếp vượt trên cấp thánh sơ kỳ Nghiêm Thiên Giác, trên mặt không biểu tình Diệp Thần Phong, bạch. Một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, đồng tử huyết hồng một mảnh Diệp Thần Phong, bên trong thân thể của hắn thả ra cuồn cuộn không đoạn lệ khí đến, cái kia con người màu đỏ ngòm là không nháy một cái nhìn chằm chằm Nghiêm Thiên Giác. Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Thần Phong chân chính trạng thái nổi khùng. Tại cảm nhận được Diệp Thần Phong trên người cuồn cuộn không đoạn lệ khí, nhìn xem Diệp Thần Phong như vạn năm kẽ băng nứt hy hệt biểu lộ, này để ba người bọn hắn cũng không kiềm hãm được lạnh cả tim, Hứa Hồng Văn không khỏi hỏi, Diệp Thiếu đây là thế nào? Lý Gỗ Lim lắc lắc đầu, nói ra, đừng hỏi ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiếu loại này hình thái, bất quá, bây giờ Diệp Thiếu hẳn có thể chiến thắng Nghiêm Thiên Giác rồi, chí ít chúng ta không cần chết ở chỗ này rồi. Lâm Hân Di trên mặt cũng tràn đầy mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ, khốn nạn, đại hỗn đản, lại hại ta trắng lo lắng một lần. Liền ngay cả Hứa Hồng Văn bọn người khiếp sợ như vậy rồi, chớ nói chi là Nghiêm Thiên Giác rồi, hắn cảm thụ Diệp Thần Phong vượt trên khí thế của hắn, trong cổ họng hắn là không kiềm hãm được nuốt nước miếng,
trong miệng tự nhủ, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì thế này? Nhìn xem mái tóc hiện ra màu đỏ, đồng tử huyết hồng một mảnh, quanh thân được hồng sắc khí thể cho lượn lờ Diệp Thần Phong, chính từng bước hướng về hắn đi tới. Nghiêm Thiên Giác biết mình bây giờ chỉ có thể đánh một trận, bên trong thân thể điên cuồng để dâng lên cấp thánh sơ kỳ linh hồn lực, miệng quát Diệp Thần Phong, người ít tại trước mặt chúng ta giả thần giả quỷ. Nghiêm Thiên Giác chân phải vi vi đạp đất, bóng người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong vào tới, nắm tay phải đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong trái tim khẩu đánh tới, hắn hiện tại nhưng không tâm tư dằn vặt Diệp Thần Phong rồi, hắn đã nghĩ đem Diệp Thần Phong lập tức cho giết chết. Đùng, một tiếng. Diệp Thần Phong bàn tay phải trực tiếp đem Nghiêm Thiên Giác nắm tay phải cho kế tiếp, đồng thời, Diệp Thần Phong đưa bàn tay đột nhiên nắm chặt rồi, nắm lấy Nghiêm Thiên Giác nắm tay phải nháy mắt, Diệp Thần Phong cánh tay phải dùng sức kéo một cái, hí. Một tiếng, Nghiêm Thiên Giác cả cánh tay phải cánh tay trực tiếp được Diệp Thần Phong cho lôi kéo xuống, tiên huyết nhất thời từ Nghiêm Thiên Giác chỗ gãy chân cuồng bắn ra. A hát, Nghiêm Thiên Giác trong cổ họng điên cuồng gọi hô lên. Mà nằm ở chân chính trạng thái nổi khùng bên trong Diệp Thần Phong, hắn được tiên huyết cho phun một mặt, bất quá, hắn cũng không có bất kỳ không khỏe phản ứng, trái lại trên mặt là phi thường hưởng thụ. Tại Nghiêm Thiên Giác thống khổ kêu gào thời điểm, Diệp Thần Phong tay phải trực tiếp bắt được Nghiêm Thiên Giác cánh tay trái, hí. Một tiếng, lại là đột nhiên kéo một cái, hắn toàn bộ cánh tay trái cũng bị xé kéo xuống, Nghiêm Thiên Giác trong cổ họng tê tâm liệt phế gầm rú là càng thêm lớn tiếng rồi. Thân thể trực tiếp nặng nề té lăn quay bong tàu bên trên. Nằm ở tuyệt đối trong thống khổ Nghiêm Thiên Giác, hắn nhìn thấy đầy mặt lạnh lẽo Diệp Thần Phong không có đình chỉ ý tứ, hắn sợ hãi, hắn là thật sự sợ hãi, trong tròng mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, trong miệng quát Diệp Thần Phong, người có gan thì giết ta, người có loại liền lập tức giết ta. Nghiêm Thiên Giác không có dũng khí tự sát, cho nên hắn chỉ có thể nói như vậy, vì chính là đạt được mau chút giải thoát. Nằm ở trạng thái nổi khùng Diệp Thần Phong, hắn căn bản không có để ý tới Nghiêm Thiên Giác lời nói, chân phải của hắn đột nhiên giẫm tại Nghiêm Thiên Giác trên chân trái, đem Nghiêm Thiên Giác chân trái xương cùng thịt giẫm đến trực tiếp biến thành một vũng máu, sau đó, hắn lại đem Nghiêm Thiên Giác chân phải cho giẫm đến trực tiếp biến thành một vũng máu. Nghiêm Thiên Giác đau trong hốc mắt nước mắt là lưu không ngừng, trong miệng hư nhược nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi là ác ma, Diệp Thần Phong, ngươi là ác ma. Này Nghiêm Thiên Giác vốn là không tìm đường chết, sẽ không chết, nếu như hắn vừa bắt đầu liền đem Diệp Thần Phong cho trực tiếp giết, e sợ cũng sẽ không có loại cục diện này rồi, cho nên tất cả những thứ này đều là Nghiêm Thiên Giác tự tìm. Chương 1147, sinh tử chưa biết. Bên trong thân thể linh hồn lực được băng hỏa cự mãng độc tố áp chế Hứa Hồng Văn đám người, bọn hắn nhìn xem Diệp Thần Phong đứt đoạn mất Nghiêm Thiên Giác tứ chi. Nghiêm Thiên Giác thân thể điên cuồng trên đất lăn lộn cảnh tượng, này để trong con ngươi của bọn họ cũng tràn đầy điểm một chút vẻ sợ hãi, tại ba người bọn hắn xem ra này hoàn toàn không phù hợp Diệp Thần Phong phong cách làm việc a hát. Lý Gỗ Lim nhíu chặt mày nói ra, các ngươi có phát hiện hay không Diệp thiếu trên người lệ khí càng ngày càng nồng đậm. Trên mặt của hắn ngoại trừ sát khí ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại lạnh như băng, thật giống bây giờ ở trong mắt hắn không nhìn thấy một tia tâm tình. Nếu như ta không có đoán sai, loại này cuồng bạo trạng thái hay là không phải Diệp Thiếu chủ động tiến vào, mà là Diệp Thiếu bị ép tiến vào. Nghe vậy, Hứa Hồng Văn cũng gật gật đầu, nói ra, nếu quả như thật cùng ngươi đoán như thế, như vậy e sợ hiện tại Diệp Thiếu ngay cả chúng ta cũng không nhận ra, tại Diệp Thiếu giải quyết xong Nghiêm Thiên Giác sau, ba người chúng ta cũng phải nguy hiểm. Tóc màu đỏ, con mắt hoàn toàn đỏ đậm, quanh thân được hồng sắc khí thể lượn lờ Diệp Thần Phong. Hắn không hàm bất luận cảm tình gì nhìn xem nằm ở trên bong thuyền kéo dài hơi tàn Nghiêm Thiên Giác, khóe miệng của hắn chậm rãi xẹt qua một vệt thích nụ cười máu, tại chung quanh thân thể hắn hồng sắc khí thể điên cuồng nguyễn chuyển động, Diệp Thần Phong đột nhiên nâng lên chân phải, hắn muốn đem Nghiêm Thiên Giác đầu trực tiếp cho dẫm nát. Nhưng mà, liền ở Diệp Thần Phong yếu đặt chân thời điểm, từ nơi không xa trên mặt biển truyền đến một trận cực kỳ cường hãn linh hồn lực chấn động. Một đạo âm khí âm u thanh âm lập tức tại du thuyền tầng thứ hai trên bong thuyền vang vọng lái tới, tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Bôi đen bóng hai ba lần liền xuất hiện tại bong tàu bên trên, tại Diệp Thần Phong còn chưa kịp phản ứng đến đây thời điểm, ầm. Một tiếng, này lao người ảnh nhất quyền đánh vào Diệp Thần Phong ao hãm trên ngực, làm cho Diệp Thần Phong dưới chân lui về phía sau hai bước. Nơi ngực máu tươi văng tung tóe đi ra, bất quá,
nằm ở chân chính trạng thái nổi khùng bên trong Diệp Thần Phong, hắn căn bản là hào vô ý thức, thậm chí ngay cả đau nhức đều không cảm giác được. Trên mặt vẫn cứ duy trì khát máu cùng lạnh lẽo. Này bôi đột nhiên xuất hiện tại trên bong thuyền bóng đen, chính là một cái 40 mấy tuổi đàn ông trung niên. Cái này đàn ông trung niên thân thể có làm nhiều chỗ đều nằm ở mục nát trong, mặt của hắn cùng tứ chi thượng da thịt thật giống được xoa một tầng dày đặc bột màu trắng. Mới nhìn, người bên ngoài khẳng định lập tức sẽ đem này đàn ông trung niên cùng trong điện ảnh zombie liên lạc với đồng thời. Xác thực, này đàn ông trung niên xác thực cùng zombie có phần liên hệ, hắn chính là thiên minh ngũ thánh mặt khác trong tam thánh một người, tên của hắn gọi là Triệu Vô Cực, một thân thực lực đã tới cấp thánh đỉnh phong, hắn trên trời minh bên trong có một cái biệt hiệu gọi là thi thánh. Năm đó này Triệu Vô Cực tại một lần bất ngờ giữa lây nhiễm hóa thi bệnh độc, bất quá. Này hóa thi bệnh độc không để cho Triệu Vô Cực thành là chân chính zombie, khiến hắn đã trở thành nửa người nửa thi tồn tại. Từ nay về sau, Triệu Vô Cực tại về mặt thực lực tăng lên phi thường nhanh, chen vào thiên minh ngũ thánh hàng ngũ. Đương nhiên này thì thánh Triệu Vô Cực trở thành nửa người nửa thi sau đó này làm cho hắn ở trong chiến đấu là có nhiều chỗ tốt, zombie hóa thân thể để Triệu Vô Cực mất đi cảm giác đau. Hơn nữa Triệu Vô Cực còn có điều khiển zombie năng lực. Có thể nói zombie càng nhiều địa phương, này Triệu Vô Cực có thể cho thấy thực lực liền càng thêm cường hãn. Này thi thánh Triệu Vô Cực cũng vừa hay ở phủ cận đây trong thành thị, hắn đang nghe nói thiếu chủ Nghiêm Thiên Giác đến quan sát lần này buổi đấu giá sau, hắn quyết định cũng tới nơi này đi một chuyến, nguyên bản hắn là đang ngồi du thuyền đến đây, nhưng mà, tại vẫn không có tiếp cận du thuyền thời điểm, hắn cũng cảm giác được du thuyền thượng không được bình thường, cho nên... Hắn lập tức bằng tốc độ nhanh nhất tại trên mặt biển chạy chạy, lúc này mới ngăn trở Diệp Thần Phong một cước giẫm nát Nghiêm Thiên Giác đầu. Thi thánh Triệu Vô Cực, cũng còn tốt nơi này không phải thi thánh địa bàn, nếu như tại thi thánh địa bàn cùng thi thánh chiến đấu, đoán chừng phổ thông đế cấp sơ kỳ cường giả cũng quá sức, hắn cái kia vạn người thi đội power nhưng không thể khinh thường. Hứa Hồng Văn đang nhìn đến nửa người nửa thi Triệu Vô Cực sau. Hắn thấp giọng tự nhủ. Nằm ở trạng thái nổi khùng bên trong Diệp Thần Phong, hắn mới mặc kệ cái gì thi thánh, không thi thánh đây. Hai con mắt của hắn bên trong lập lòe yêu dị huyết hồng sắc, khí thế trên người lớn dần lên, thi thánh Triệu Vô Cực tại cảm giác được Diệp Thần Phong biến hóa, cùng với nhìn thấy Diệp Thần Phong loại này đầy mặt giết chóc trạng thái sau, hắn biết mình không thích hợp ở nơi này ở lâu, dù sao nơi này không phải hắn địa bàn, huống hồ hắn còn muốn đem Nghiêm Thiên Giác cho cứu ra ngoài. Trong lòng có ý nghĩ này sau đó thì thánh Triệu Vô Cực tại Diệp Thần Phong vẫn không có triển khai công kích thời điểm, hắn đột nhiên đem tứ chi đứt đoạn, triệt để biến thành người côn Nghiêm Thiên Giác giáp tại bên hông, trong cơ thể đem cấp thánh đỉnh phong linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, nhảy đến trên mặt biển, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy nhanh mà đi rồi. Nằm ở trạng thái nổi khùng bên trong Diệp Thần Phong, trong đầu hắn hào vô ý thức, chỉ có giết chóc hai chữ. Cho nên hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Triệu Vô Cực hội đào tẩu, nhìn xem chạy càng ngày càng xa Triệu Vô Cực từ từ biến mất trong tầm mắt, Diệp Thần Phong cũng không hề lại đuổi tới rồi, mà là đem con ngươi màu đỏ ngòm nhìn hướng Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di. Gay gâu, tối chuyện xấu sắp xảy ra, Lý Gỗ Lim đang nhìn đến Diệp Thần Phong ánh mắt sau, trong lòng của hắn là một cái lộp bộp. Lẽ nào hôm nay ta cuối cùng muốn chết tại Diệp Thiếu trên tay? Hứa Hồng Văn bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Nhìn xem từng bước đi tới, trên mặt tràn đầy khát máu Diệp Thần Phong, Lâm Hân Di trong cổ họng gầm hét lên, Diệp Thần Phong, ngươi cho ta tỉnh lại đi. Diệp Thần Phong, ngươi cho ta tỉnh lại đi. Lẽ nào ngươi không quen biết chúng ta sao? Phải đi đến Lâm Hân Di đám người trước mặt Diệp Thần Phong, hắn đang nghe được này rít lên một tiếng sau đó dưới chân hắn bước chân hơi hơi dừng một chút. Trong tròng mắt hào quang màu đỏ như máu vi vi lóe lên, trong cổ họng giống một tiếng, a hát. Sau đó, nằm ở trạng thái nổi khùng bên trong Diệp Thần Phong, hắn dĩ nhiên trực tiếp nhảy xuống du thuyền, hai chân đứng ở trên mặt biển, hướng về nơi xa biển rộng mênh mông chạy tới, rất nhanh sẽ biến mất ở Lâm Hân Di các loại tầm mắt của người bên trong. Nằm ở trạng thái nổi khùng bên trong Diệp Thần Phong tại trên mặt biển là như dẫm trên đất bằng, tại đến biển rộng chỗ sâu thời điểm. Cá mập các loại cỡ lớn hung tàn loại cá cũng càng ngày càng nhiều, đáy biển cá mập muốn trực tiếp nhảy trên mặt biển lôi kéo Diệp Thần Phong thân thể, mà kết quả là một cái lại một cái cá mập được Diệp Thần Phong cho một quyền đánh thành bọt máu, thẳng đến cuối cùng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong cá mập dồn dập du tẩu,
không có hung tàn loại cá còn dám tiếp cận Diệp Thần Phong rồi. Hai chân đứng ở trên mặt biển Diệp Thần Phong, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, sát theo đó ầm. Ầm, 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 Diệp Thần Phong trên người gân mạch dĩ nhiên một cái lại một cái bạo liệt ra, cả người hắn trong nháy mắt được tiên huyết bao phủ lại rồi, phù phù. Một tiếng, thân thể nặng nề té lăn quay trong nước biển, nhắc tới cũng xảo, tại Diệp Thần Phong ngã sấp xuống tiến trong nước biển thời điểm, vừa vặn có một căn mộc đầu bay tới Diệp Thần Phong trước mặt, làm cho Diệp Thần Phong nửa người trên là ngã ở mộc trên đầu, để Diệp Thần Phong không có lập tức chìm vào trong nước biển. Ở trên người gân mạch từng cây nổ tung sau, lượn lờ tại Diệp Thần Phong chung quanh hồng sắc khí thể thu rút về trong cơ thể hắn, con mắt của hắn cùng mái tóc cũng khôi phục màu sắc nguyên thủy, hắn từ trạng thái nổi khùng bên trong thoát ly đi ra, trực tiếp lâm vào chiều sâu hôn mê trong. Lần này tiến vào chân chính trạng thái nổi khùng, là ở Diệp Thần Phong bị thương nặng, toàn thân thoát lực dưới tình huống, chẳng trách tác dụng phụ hội to lớn như thế rồi. Nằm ở hôn mê Diệp Thần Phong, nửa người trên của hắn là khoác lên mộc trên đầu, pha tạp vào điểm một chút hào quang màu vàng tiên huyết không ngừng chảy vào biển trong nước, khởi điểm lại có cá mập đang nhìn đến Diệp Thần Phong mất trong nước biển, coi Diệp Thần Phong là làm đồ ăn rồi, mà khi từng cái cá mập tới gần Diệp Thần Phong, ngửi được Diệp Thần Phong cái kia mang có từng điểm hào quang màu vàng tiên huyết sau, chúng nó như cùng là thấy quỷ bình thường dồn dập lần nữa tan tác như ong vỡ tổ. Bằng không chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí nói không chắc vẫn đúng là sẽ trở thành cá mập trong miệng một bữa ăn ngon rồi. Bất quá, tuy rằng Diệp Thần Phong tiên huyết làm ra xua tan cá mập các loại hung tàn loại cá tác dụng, thế nhưng bây giờ Diệp Thần Phong nằm ở chiều sâu hôn mê, hơn nữa trên người bị nghiêm trọng vô cùng nội thương ngoại thương, cứ như vậy khoác lên trên gỗ theo nước biển trôi nổi, có thể nói chờ đợi hắn là sinh tử chưa biết vận mệnh, cho dù Diệp Thần Phong có thể rất nhanh tỉnh lại. Lấy hắn hiện tại toàn thân gân mạch từng chiếc nổ tung, thân thể bị trọng thương tình huống đến xem, hắn cũng tối thiểu yêu cầu một tháng. Thậm chí càng lâu thời gian đến khôi phục thương thế. Này biển rộng mênh mông, Diệp Thần Phong cuối cùng rốt cuộc là sinh. Là chết. Chương 1148, chấp niệm, đế hồn đan. Tại Diệp Thần Phong theo nước biển không biết phiêu tới đâu thời điểm. Du thuyền tầng thứ hai trên bong thuyền Hứa Hồng Văn. Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy vẻ lo âu, nhưng thân thể bọn họ Lý căn bản không nhấc lên được linh hồn lực đến, căn bản vô pháp đuổi theo thượng nằm ở mất khống chế bên trong Diệp Thần Phong. Đột nhiên, Lý Gỗ Lim nhìn xem du thuyền dưới mặt biển, nói ra, Hồng Văn, hay là chúng ta được cứu rồi, cái kia trôi nổi ở trên mặt biển không phải băng hỏa cự mãng thi thể sao? Chỉ cần ăn được băng hỏa cự mãng thịt, chúng ta trong cơ thể linh hồn lực là có thể khôi phục lại. Hứa Hồng Văn cũng nhìn hướng trôi nổi ở trên mặt biển khổng lồ băng hỏa cự mãng thi thể, bây giờ Diệp Thần Phong không biết đi đâu, nếu như thiên minh người giết một cái hồi mã thương, như vậy ba người bọn họ là hoàn toàn xong đời, trước mắt khôi phục trong cơ thể linh hồn lực mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Hứa Hồng Văn, nói ra, Lý Gỗ Lim, người dùng hết toàn lực chống đỡ ở thân thể của ta. Chỉ cần để thân thể của ta rơi vào trong nước biển, chờ ta ăn băng hỏa cự mãng thịt, ta là có thể giúp hai người các ngươi khôi phục. Lý Gỗ Lim không có phủ quyết Hứa Hồng Văn phương pháp xử lý, tại Hứa Hồng Văn sử dụng toàn bộ sức mạnh, chiến chiến nguy nguy từ dưới đất đứng lên thời điểm, Lý Gỗ Lim đột nhiên đánh vào Hứa Hồng Văn trên người, phù phù một tiếng, Hứa Hồng Văn thân thể thuận lợi bay qua lan can, lọt vào trong nước biển, mà Lý Gỗ Lim nhưng là co quắp ngồi dưới đất. Trong miệng không ngừng thở hổn hển, xem ra vừa vặn một cái va, hắn đã là hoàn toàn thể lực tiêu hao rồi. Hứa Hồng Văn vừa vặn rơi xuống băng hỏa cự mãng bên cạnh, bởi vì hắn trong cơ thể không có sức mạnh rồi, căn bản vô pháp bơi lội, cho nên tại rơi vào trong nước biển nháy mắt, Hứa Hồng Văn trực tiếp hé miệng, cắn xuống băng hỏa cự mãng trên người một khối nhỏ thịt. Tại đem băng hỏa cự mãng thịt cắn xuống đến sau đó Hứa Hồng Văn bên trong thân thể là không ngừng hướng về đáy biển chìm xuống rồi, này băng hỏa cự mãng nhục thân mặc dù có đế cấp sơ kỳ cao thủ cường độ. Thế nhưng một khi này băng hỏa cự mãng sau khi chết, cấu tạo bằng thịt của nó liền sẽ trở nên phân tán xuống, cho nên này Hứa Hồng Văn mới có thể cắn một cái dưới băng hỏa cự mãng một khối thịt. Thân thể không ngừng chìm xuống Hứa Hồng Văn, hắn trong lỗ mũi là nín thở. Trong miệng đem băng hỏa cự mãng thịt nhai hư thúi sau. Hắn một cái nuốt vào trong bụng, tại băng hỏa cự mãng thịt tiến vào trong bụng của hắn sau,
hắn nhất thời cảm giác trong cơ thể có một trận hơi lạnh cùng một trận nhiệt khí thông qua, sát theo đó, trong cơ thể hắn linh hồn lực liền từng điểm khôi phục, cuối cùng trực tiếp khôi phục được cấp thánh trung kỳ. Một tiếng, khôi phục linh hồn lực Hứa Hồng Văn, thân thể của hắn đột nhiên từ đáy biển dưới trốn ra, đang cắt dưới băng hỏa cự mãng trên người hai khối thịt sau, hắn trực tiếp nhảy tới du thuyền tầng thứ hai, để Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di nuốt chửng băng hỏa cự mãng thịt. Tại Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di cũng khôi phục linh hồn lực sau, Hứa Hồng Văn nói ra, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta phải yếu lập tức rời đi nơi này. Hứa Thúc, cái kia Diệp Thần Phong đâu này? Chúng ta nhất định phải tìm tới Diệp Thần Phong A Hát. Nếu không có Diệp Thần Phong tại, chúng ta cũng sớm đã chết rồi. Lâm Hân Di một mặt khẩn trương nói ra, đôi mắt đẹp là không nháy một cái nhìn qua Diệp Thần Phong thân ảnh biến mất địa phương. Hứa Hồng Văn gật đầu nói, Hân Di, người yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ lại Diệp Thiếu, chúng ta trước tiên hướng về Diệp Thiếu rời đi địa phương tìm một chút. Nói xong, Hứa Hồng Văn liền trực tiếp hai chân dẫm tại trên mặt biển, sau đó, Lâm Hân Di cùng Lý Gỗ Lim cũng hai chân dẫm tại trên mặt biển, ba người này nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong biến mất địa phương đi tới. Biển rộng bao la vô bờ, yếu tại đây mênh mông trong biển rộng tìm tới một người nói nghe thì dễ. Lần sau nằm ở hôn mê Diệp Thần Phong, hắn sớm liền không biết được nước biển cho hướng đi nơi nào. Sau một ngày, một tòa hoang tàn vắng vẻ tiểu trên hòn đảo. Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di trên mặt là hết đường xoay sở biểu lộ, trải qua một ngày tìm tòi sau đó bọn hắn căn bản liền Diệp Thần Phong cái bóng cũng không thấy, trong đầu liền một tia một hào manh mối cũng không có, nhìn xem phía trước mặt này rộng lớn hải dương. Này làm cho Hứa Hồng Văn đám người trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Mà đang ở Hứa Hồng Văn đám người tìm kiếm Diệp Thần Phong thời điểm. Nằm ở hôn mê Diệp Thần Phong, hắn nửa người trên khoác lên trên gỗ, cũng không biết hắn hiện tại thân ở biển rộng chỗ nào. Bất quá, thân thể của hắn được nước biển chính hướng về một tòa cỡ trung đẳng hòn đảo, ở tòa này hòn đảo bờ biển loáng thoáng thật giống đứng đấy một cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Thời gian vội vã. Một cái chớp mắt lại qua hai ngày. Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn họ là đứng ở biển rộng mênh mông trên mặt biển. Trong hai ngày này bọn hắn vẫn không có tìm đến bất kỳ liên quan với Diệp Thần Phong hành tung manh mối. Này làm cho Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim lông mày là càng nhăn càng chặt rồi. Mà Lâm Hân Di trong lòng lo lắng là càng ngày càng nồng đậm. Người hiện tại trong lòng mặt không phải không thừa nhận, người có lẽ, hay là thật sự đối Diệp Thần Phong có một ít hảo cảm. Mà ở Hứa Hồng Văn đám người không ngừng tìm kiếm Diệp Thần Phong tung tích lúc. Thiên Minh Thần Đảo một gian trong phòng thí nghiệm. Thi Thánh Triệu Vô Cực đã đem biến thành người Côn Nghiêm Thiên Giác mang về Thiên Minh, mà giờ khắc này, nguyên vốn hẳn nên tay chân đều không có Nghiêm Thiên Giác, tứ chi của hắn lại có, hắn này tứ chi là người máy cánh tay cùng chân cơ giới tạo thành, lúc này Nghiêm Thiên Giác vẫn còn hôn mê. Này trong phòng thí nghiệm ngoại trừ Nghiêm Thiên Giác bên ngoài, cũng chỉ có Thi Thánh Triệu Vô Cực cùng Thiên Minh Minh Chủ Nghiêm Phi Trần rồi. Tại Hoàn Hồn Đảo trên đường, Nghiêm Thiên Giác đã đem đại khái sự tình nói cho Triệu Vô Cực rồi, mà Triệu Vô Cực cũng đang vừa vặn đem tất cả mọi chuyện nói cho Nghiêm Phi Trần. Này làm cho Nghiêm Phi Trần trên mặt vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong dĩ nhiên dựa vào sức một người không chỉ có giết băng hỏa cự mãng. Hắn chả giết cấp thánh trung kỳ Đinh Quảng Hải, cùng cấp thánh trung kỳ hiểu rõ Ô Thiên Phàm. Xem ra tiểu tử kia thiên phú chả thật không phải bình thường cường hãn, chẳng trách Thẩm Kinh Vũ sẽ đối với tiểu tử kia ôm có như vậy lớn kỳ vọng. Nằm ở trên bàn thí nghiệm Nghiêm Thiên Giác, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong miệng vội vàng nói, Diệp Thần Phong, đừng có giết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nghiêm Thiên Giác trên trán là toát ra chừng hạt đậu mồ hôi hột, xem ra hắn vừa vặn là làm một cái ác mộng. Tại trong đôi mắt tầm mắt từ từ rõ ràng sau đó Nghiêm Thiên Giác nhìn xem Nghiêm Phi Trần, nói ra cha. Nghiêm Phi Trần sắc mặt khó coi gật gật đầu, nói ra, Diệp Thần Phong tại trong lòng ngươi đã lâu không đi rồi, cái này bóng mở không đi nữa trừ, hay là ngươi cả đời đều chỉ hội dừng lại tại cấp thánh sơ kỳ rồi, thiên cảm giác, ngươi đã mất đi một viên cường giả chi tâm rồi. Cường giả chi tâm, Nghiêm Thiên Giác trong miệng tự nhủ, trên mặt hắn biểu lộ không ngừng biến đổi. Thật giống tại Nghiêm Phi Trần trong lời nói lĩnh ngộ được cái gì. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Thiên Giác trên mặt vẻ mặt càng ngày càng kiên định, hắn nói ra cha,
đời này cho dù chết, ta cũng muốn tự tay giết chết Diệp Thần Phong, mời ngài để cho ta dùng đế hồn đan đi. Nghe được đế hồn đan ba chữ này, một bên thi thánh Triệu Vô Cực sắc mặt đột nhiên biến đổi, phải biết này đế hồn đan là có thể để cường giả cấp thánh trong nháy mắt bước vào đế cấp tầng thứ. Bất quá, cái này dùng đế hồn đan có thể tấn cấp đế cấp có thể ngay cả một phần ngàn cũng không có, từ hôm qua mình vẫn chưa có người nào thông qua dùng đế hồn đan tấn cấp đế cấp. Lần sau, nếu như dùng đế hồn đan tấn cấp không tới đế cấp, như vậy người dùng tương lập thân ngựa thể nổ tung mà chết, cho dù người dùng thuận lợi tấn cấp đã đến đế cấp, như vậy tuổi thọ của hắn cũng sẽ co lại giảm đến chỉ còn dư lại một năm, có thể nói người bình thường đều sẽ không lựa chọn dùng đế hồn đan. Cho dù tấn cấp đã đến đế cấp tầng thứ, chỉ còn dư lại một năm tuổi thọ, như vậy đây cũng có ý tứ gì đâu này. Thiên cảm giác, ngươi thật sự muốn tuyển chọn dùng đế hồn đan. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghiêm Phi Trần nghiêm túc nhìn chằm chằm Nghiêm Thiên Giác, dưới cái nhìn của hắn Nghiêm Thiên Giác đã là phế bỏ, như vậy một kẻ tàn phế không tư cách làm con trai của hắn rồi. Bây giờ Nghiêm Thiên Giác yếu dùng đế hồn đan. Này cũng lại để cho Nghiêm Phi Trần trong lòng hiện lên từng tia nụ cười, dưới cái nhìn của hắn con trai của hắn cho dù tính mạng mất, cũng không thể ném mất một viên cường giả chi tâm. Nghiêm Thiên Giác không chút do dự gật gật đầu, khẳng định nói cha, ta thật sự yếu dùng đế hồn đan, đời này không thân tay giết chết Diệp Thần Phong, ta Nghiêm Thiên Giác chết không nhắm mắt. Nghiêm Thiên Giác trong đầu không khỏi lại hồi tưởng lại, Diệp Thần Phong lôi kéo mất hai cánh tay hắn hình ảnh rồi. Hắn hai cái người máy cánh tay không kiềm hãm được nắm chặt. Vào giờ phút này, tại Nghiêm Thiên Giác trong lòng sinh ra một cổ cường đại chấp niệm, nhất cổ muốn giết chết Diệp Thần Phong chấp niệm. Khi nghe đến Nghiêm Thiên Giác khẳng định trả lời sau đó Nghiêm Phi Trần gật đầu nói, được, ta liền cho ngươi dùng đế hồn đan, lấy năng lực lớn nhất giúp đỡ ngươi tiến vào đế cấp tầng thứ. Chương 1149, Hổ Lạc Đồng Bằng. Thiên Minh Thần Đảo một gian phong bế trong phòng tu luyện. Nơi này chính là dĩ vãng Thiên Minh Minh Chủ Nghiêm Phi Trần bế quan dùng, mà giờ khắc này, Nghiêm Thiên Giác ngồi xếp bằng ở một cái trên đài đá, hắn là thật chặt nhắm cặp mắt, bắp thịt trên mặt hơi có chút co quắp, thân thể có vẻ hơi lảo đảo, quần áo trên người đã sớm là bị không ngừng tràn ra mồ hôi cho thấm ướt. Nghiêm Phi Trần đứng ở một bên, nhìn xem chính mình nhi tử Nghiêm Thiên Giác, tại nửa giờ trước. Nghiêm Thiên Giác là nuốt đế hồn đan, này dung hợp đế hồn đan thời gian bình thường là 2 giờ, nếu như 2 giờ chả không cách nào dung hợp đế hồn đan, như vậy liền chẳng khác gì là đã thất bại, dùng này đế hồn đan người đem người nổ tung mà chết. Này đế hồn đan đầu 1 giờ vẫn tính là dễ ứng phó, chủ yếu là giờ thứ 2 mới thật sự là thống khổ thời điểm, cho nên Nghiêm Phi Trần chả không có ý định ra tay giúp đỡ Nghiêm Thiên Giác, nếu như Nghiêm Thiên Giác không thể dựa vào chính mình vượt qua giờ thứ nhất. Như vậy cho dù có Nghiêm Phi Trần trợ giúp, Nghiêm Thiên Giác cũng nhất định không cách nào dựa vào đế hồn đan bước vào đế cấp tầng thứ. Nhanh nhắm mắt Nghiêm Thiên Giác, trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện Diệp Thần Phong nghiền ép hắn hình ảnh, này làm cho trong lòng hắn muốn giết chết Diệp Thần Phong chấp niệm là càng ngày càng nồng nặc, miệng hắn bên trong cắn răng thật chặt răng, trong lòng không ngừng quát, Diệp Thần Phong, ta muốn tự tay giết ngươi, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Theo thời gian trôi đi. Nghiêm Thiên Giác dựa vào trong lòng nhất cổ chấp niệm, hắn là thuận lợi vượt qua giờ thứ nhất, khi tiến vào giờ thứ hai sau, một bên Nghiêm Phi Trần ngón tay đột nhiên điểm trúng Nghiêm Thiên Giác trên người hai cái huyệt vị, sau đó đem hắn trong cơ thể mình linh hồn lực rót vào đã đến Nghiêm Thiên Giác trong cơ thể, trong miệng nói ra thiên cảm giác, ta giúp ngươi một tay, có sự trợ giúp của ta sau đó ngươi dung hợp đế hồn đan tỷ lệ đem mức độ lớn bay lên. Trong tình huống bình thường. Dung hợp đế hồn đan người bên ngoài thì không cách nào giúp một tay, trừ phi là thần cấp linh hồn lực cao thủ, bất quá, một khi thần cấp linh hồn lực cường giả ra tay giúp đỡ những người khác dung hợp đế hồn đan, đây đối với thần cấp cường giả bản thân cũng sẽ có tổn thương nhất định. Yêu cầu điều dưỡng 2-3 tháng mới có thể triệt để khôi phục, nếu không phải xem ở Nghiêm Thiên Giác là con trai mình phân thượng, này Nghiêm Phi Trần như thế nào lại ra tay giúp đỡ Nghiêm Thiên Giác. 2 giờ vội vã trôi qua. Oanh, 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 nhất cổ đủ để so với đế cấp sơ kỳ sức mạnh tại trong phòng tu luyện khuếch tán ra, tiếp lấy, trong phòng tu luyện liền truyền ra Nghiêm Thiên Giác cuồng ngạo tiếng cười, ha ha ha, đế cấp sơ kỳ sức mạnh. Đây chính là đế cấp sơ kỳ sức mạnh a hát, cho dù chỉ còn dư lại một năm tuổi thọ thì lại làm sao? Diệp Thần Phong, người hạng đầu người, ta Nghiêm Thiên Giác chắc chắn phải có được.
Một gian thập phần đơn sơ, nhưng thập phần sạch sẽ trong nhà gỗ. Diệp Thần Phong đi tới nơi này đã có 2 ngày rồi, bây giờ Diệp Thần Phong thân thể chỉ có thể nằm ngang, căn bản nhúc nhích không được mảy may. Trong cơ thể hắn linh hồn lực hoàn toàn khô cạn rồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch lại từng chiếc gãy vỡ, cho nên linh hồn lực căn bản vô pháp khi hắn trong gân mạch vận chuyển lại, cho nên Diệp Thần Phong thân thể cũng không chiếm được tự mình khôi phục. Tại 2 ngày trước Diệp Thần Phong vừa vặn mở mắt ra thời điểm, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt chính là một cái 2526 tuổi tướng mạo đẹp nữ nhân, này nữ người y phục trên người tuy rằng là mộc mạc, nhưng là tướng mạo của nàng lại hết sức tú lệ. Cho người một loại xinh đẹp rồi lại sạch sẽ cảm giác. Bởi Diệp Thần Phong trong cơ thể bị thương thật sự là quá mức nghiêm trọng, trong cổ họng hắn căn bản không phát ra được thanh âm nào, cuối cùng nữ nhân này cho rằng Diệp Thần Phong là người câm không thể nói chuyện, giúp Diệp Thần Phong đơn giản xử lý một chút vết thương sau đó người liền đối với Diệp Thần Phong lầm bầm lầu bầu lên. Nữ nhân này tên là Đồng Uyển Như, tại Đồng Uyển Như trong giọng nói, Diệp Thần Phong đã minh bạch hắn bây giờ thân ở một cái tên là Viêm Dương Đảo địa phương, là Đồng Uyển Như tại bờ biển nhìn thấy hắn, mới đem hắn từ trong nước biển cứu ra. Này Viêm Dương Đảo cơ hồ là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương, thậm chí trên bản đồ cũng không tìm được cái này hòn đảo. Mà ở mấy trăm năm trước, khả năng còn muốn càng thêm lâu dài, có một nhóm người đi tới Viêm Dương trên đảo, đồng thời tại Viêm Dương đảo bám rễ sinh trồi rồi, nữ nhân trước mặt Đồng Uyển Như chính là đám người kia đời sau. Này tướng mạo thập phần tú lệ Đồng Uyển Như, bình thường hẳn không có quá nhiều người nguyện ý cùng người tiếp xúc, chỉ vì tại người ra đời thời điểm, có 5-6 con hồ ly từng xuất hiện tại nhà của nàng, trên đảo những người khác cho rằng đây là không tốt dấu hiệu, cho rằng Đồng Uyển Như là hồ yêu hóa thân. Sau đó mấy năm bên trong, phụ thân của Đồng Uyển Như cùng mẫu thân nhiễm lên trọng bệnh sinh vong rồi, người trên đảo thì càng thêm khẳng định Đồng Uyển Như là hồ yêu, đồng thời từ nay về sau không có ai sẽ cùng Đồng Uyển Như tiếp xúc, mà Đồng Uyển Như cũng bị bức đem đến trên đảo không có ai khu vực cư trú. Đồng Uyển Như đối với người câm đầu Diệp Thần Phong nói rất nhiều người lúc trước sự tình, cùng với tòa này Viêm Dương trên đảo sự tình, có thể là quá lâu không có người nào cùng người nói chuyện, người coi Diệp Thần Phong là làm một cái nói chuyện trời đất phát tiết miệng. Tại Đồng Uyển Như một người nói rồi tiểu nửa ngày trời sau, người đi vào trong nhà gỗ nhà bếp, rất nhanh bưng một cái chén gỗ liền đi ra, chén gỗ bên trong nở rộ chính là cháo loãng, người múc một muỗng, đặt ở miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Đối với Diệp Thần Phong nói ra, đến, hai ngốc, ta giúp ngươi thổi qua rồi, đã không nóng. Này hai ngốc là Đồng Uyển Như giúp Diệp Thần Phong đạt được danh tự, ai bảo Diệp Thần Phong không thể nói chuyện đây. Đồng Uyển Như đem cái muôi đặt ở Diệp Thần Phong miệng trước, bây giờ Diệp Thần Phong trong cơ thể bị trọng thương, uống một ít cháo loãng là lại thích hợp cực kỳ được rồi, nếu như một điểm đồ vật đều không ăn, thương thế của hắn chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, tứ chi không cách nào nhúc nhích Diệp Thần Phong. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn há hốc miệng ra, hưởng thụ Đồng Uyển Như ôn nhu này cháo, mỗi lần này cháo, Đồng Uyển Như đều yếu tương đối gần Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong cái mũi ngửi đến Đồng Uyển Như trên người có loại thiên nhiên hương vị. Loại mùi thơm này có thể làm cho Diệp Thần Phong thần kinh thanh tĩnh lại. Một tiếng vang trầm thấp. Nhưng mà, vừa lúc đó, nhà gỗ môn đột nhiên bị người hung hăng đá văng, một cái hơn 20 tuổi thanh niên nghênh ngang đi vào. Thanh niên y phục trên người đồng dạng là phi thường đơn sơ, này Viêm Dương trên đảo cũng không có trang phục xưởng các loại, người địa phương đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo ra một ít so sánh thô ráp quần áo tới. Người thanh niên này tên là Kim Ba Thạch, hắn chính là thôn xóm trưởng thôn Tiểu Nhi Tử, này Kim Ba Thạch nhìn xem đang tại cho Diệp Thần Phong này cháo Đồng Uyển Như, hắn cái kia vớ va vớ vẩn khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười phi thường khó coi, cười trêu nói, Đồng Uyển Như. Ta ngày hôm qua nghe người khác nói, ngươi tại mặt biển lượm một người đàn ông về nhà, nguyên bản ta còn chưa tin đây. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là thật, lẽ nào ngươi liền muốn nam nhân muốn điên rồi sao? Lượm một cái tứ chi không thể động rác rưởi trở về, hắn có ta cường tráng sao? Chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ tốt rồi, ta nghĩ biện pháp cho ngươi một lần nữa trở về thôn xóm thế nào? Này Kim Ba Thạch đã sớm đối Đồng Uyển Như có ý nghĩ. Dù sao Đồng Uyển Như khuôn mặt đẹp là nam nhân không thể sao lãng. Đồng Uyển Như nhìn thấy xông vào người trong nhà gỗ Kim Ba sau đá, sắc mặt của nàng bỗng nhiên băng lạnh xuống, lúc trước này Kim Ba Thạch không có thiếu dây dưa qua người,
thậm chí đối với người dùng rất nhiều thấp hèn thủ đoạn, cũng còn tốt Đồng Uyển như thiên tư thông minh, mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, cũng không hề được kim ba thạch chiếm đi bất kỳ tiện nghi. Đồng Uyển như đem trong tay chén gỗ để xuống, quát lên, kim ba thạch, người cho ta lập tức rời đi của ta nhà gỗ. Kim ba thạch một bộ mặt dày mày dạn dáng vẻ, đến gần hai bước, nói ra, Đồng Uyển như, ngươi cần phải biết, ngươi tại thôn xóm những người khác trong mắt, ngươi chính là hồ yêu hóa thân, bây giờ ngươi lại kiếm về một cái nam nhân xa lạ, chuyện này trong thôn xóm người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp lấy, kim ba thạch vừa nhìn về phía nằm ngang Diệp Thần Phong, hắn lạnh nói, tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Xem ngươi dáng dấp này cũng không phải là một người tốt. Thấy Diệp Thần Phong một mực không mở miệng, kim ba thạch cũng thanh Diệp Thần Phong cho rằng là câm, hắn tiếp tục nói, nguyên lai là một cái chết người câm. Tứ chi lại hoàn toàn tàn phế, ta xem người như ngươi còn là nên sớm một chút lên đường, đây đối với ngươi cũng là một loại giải thoát. Nằm ngang Diệp Thần Phong, hắn nghe kim ba thạch thao thao bất tuyệt ngôn ngữ, hắn con mắt là càng ngày càng lạnh như băng, nếu như là không có thụ thương trước Diệp Thần Phong, như kim ba thạch mặt hàng này. Ở trong mắt hắn liền một con kiến cũng không sánh nổi, bây giờ Diệp Thần Phong thật là có loại hổ lạc đồng bằng bị chó khiêu uất ức cảm giác. Lấy tình huống trước mắt đến xem, này kim ba thạch khẳng định đối Đồng Uyển như lên ý biến thái rồi, Đồng Uyển như dù nói thế nào cũng là Diệp Thần Phong ân nhân cứu mạng, lần sau hai ngày nay Đồng Uyển như đối với hắn lại là tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, này làm cho Diệp Thần Phong không quan tâm gãy vỡ gân mạch đau đớn. Hắn ở trong người lần nữa thử điên cuồng đã vận hành lên linh hồn lực đến. Chương 1150, người chờ ta. Biển rộng mênh mông bên trên. Khổ sở siêu tầm đều không tìm được Diệp Thần Phong sau đó còn như vậy tìm đi xuống cũng không phải biện pháp. Này làm cho Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Linh cùng Lâm Hân Di càng ngày càng lo lắng Diệp Thần Phong rồi. Đứng ở trên mặt biển Hứa Hồng Văn, nói ra, Hân Di, theo ta thấy chúng ta hay là trước trở về một chuyến. Lấy ba người chúng ta năng lực, muốn tại trong biển rộng tìm tới Diệp Thiếu, bây giờ hầu như là chuyện không thể nào. Lý Gỗ Lim cũng lập tức phụ họa nói, đúng vậy, Hồng Văn nói không sai, lấy thân phận của Thần Phong, ra ra hắn tuyệt đối sẽ phái đội tàu đến biển rộng siêu tầm Thần Phong, chúng ta đến lúc đó cùng nhau từ bên hiệp trợ, như vậy tìm tới Diệp Thiếu tỷ lệ liền lớn hơn nhiều rồi. Lâm Hân Di nhìn xem mênh mông vô bờ mặt biển, yếu người cứ như vậy rời đi. Người tuyệt đối không làm được, nhưng nàng cũng biết Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim nói đúng vô cùng, thế là, nàng nói đạo, Hứa Thúc, Lý Thúc, chúng ta lại tìm hai ngày, nếu như trong vòng hai ngày lại không tìm được Diệp Thần Phong, chúng ta liền trước trở lại kinh thành một chuyến. Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim nhìn xem Lâm Hân Di cố chấp biểu lộ, bọn hắn ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn nhìn ra được Lâm Hân Di sâu trong nội tâm đúng là đối Diệp Thần Phong động tình, Hứa Hồng Văn nói ra, được. Hân Di, chúng ta theo ý ngươi, chúng ta lại siêu tầm hai ngày. Lý Gỗ Lim an ủi, Hân Di, kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Diệp Thiếu là có là người đại khí vận, lúc trước Diệp Thiếu đã trải qua bao nhiêu lần sống còn. Cuối cùng Diệp Thiếu không phải đều rất đã tới sao, ta tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nam Hoa thành phố cảng khẩu trên bến tàu. Lại có một chiếc to lớn du thuyền lái vào trong biển rộng, một tên khoảng 30 tuổi nam nhân. Hắn đứng ở du thuyền tầng thứ 3 bong tàu bên trên, bén nhọn hai con mắt là ngắm nhìn phương xa. Tên này đàn ông trung niên da thịt có một loại bệnh trạng trắng xanh, hắn tên là Chuông Lập Dương. Chính là thiên minh ngũ thánh bên trong trẻ tuổi nhất một người, một thân thực lực đã tới cấp thánh đỉnh phong tầng thứ, chỉ là 30 tuổi liền có thể có lần này thực lực, Chuông này Lập Dương hoàn toàn xứng đáng là một gã thiên tài cấp bậc nhân vật rồi. Tại thi thánh triệu vô cực mang theo nghiêm thiên giác trở về thần đảo sau đó thiên minh thành công viên 24 giờ canh gác Nam Hoa thành phố chỗ này bến cảng. Bọn hắn cũng không hề phát hiện Diệp Thần Phong cùng Hứa Hồng Văn đám người trở về bến cảng, nói cách khác Diệp Thần Phong đám người vô cùng có khả năng còn ở lại chỗ này biển rộng mênh mông bên trên, cho nên thiên minh minh chủ nghiêm phi trần phái Chuông Lập Dương đến siêu tầm Diệp Thần Phong đám người tung tích. Bất quá, nghiêm phi trần căn dặn Chuông Lập Dương rồi, nhất định không thể đem Diệp Thần Phong giết chết hoặc là đánh cho tàn phế. Chuông Lập Dương thu hồi nhìn về phương xa ánh mắt, tự nhủ, xem ra thiếu chủ dùng đế hồn đan sự tình không giả, hơn nữa thiếu chủ hẳn là thuận lợi dung hợp đế hồn đan, dùng một đời tính mạng đem đổi lấy một năm đế cấp thực lực, này hoàn toàn là tự sát thức hành vi. Diệp Thần Phong,
Chuông Lập Dương trong miệng lầm bầm một lần tên Diệp Thần Phong, tiếp lấy, hắn bệnh trạng khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười, nếu như có thể gặp phải ngươi. Như vậy ta lại xem thực lực của ngươi rồi, ngươi có tài cán gì đem 10 tôn tiêu diệt. Đem băng hỏa cự mãng giết đi, đem Đinh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm cái này hai thánh cũng đã giết. Rất lâu không ai có thể để cho ta thi triển hóa huyết phương pháp, không biết ngươi Diệp Thần Phong có đủ hay không tư cách. Tại Lâm Hân Di đám người cực lực siêu tầm Diệp Thần Phong tung tích, tại cấp thánh đỉnh Phong Chuông Lập Dương cũng cưỡi du thuyền lái vào biển rộng thời điểm. Viêm Dương Đảo, Đồng Uyển Như bên trong nhà gỗ. Đồng Uyển Như thấy Kim Ba Thạch càng nói càng quá mức, trong con ngươi xinh đẹp của nàng là hàm chứa tức giận, khẽ kêu nói Kim Ba Thạch. Ngươi lập tức cút cho ta, lập tức cút cho ta xuất nhà gỗ, nơi này không hoan nghênh ngươi, ta sớm đã bị thôn xóm đuổi ra ngoài, ta cũng không muốn đi trở về. Kim Ba mặt đá đối Đồng Uyển Như rít gào là thờ ơ không động lòng, hắn bẻ bẻ cổ, từng bước hướng về Đồng Uyển Như tới gần, nói ra, Đồng Uyển Như, ngươi ở trước mặt ta chả giả trang cái gì. Nơi này vừa không có người khác, đúng rồi, ngoại trừ có một cái tứ chi tàn phế người câm. Kim Ba Thạch dừng lại một chút tiếp tục nói, Đồng Uyển Như, ngươi liền một người tàn phế người câm đều để ý, lẽ nào ngươi liền chướng mắt ta Kim Ba Thạch sao? Đến a. Để Ba Thạch ca ca ta hảo hảo thương yêu ngươi. Kim Ba Thạch, ngươi cút ngay cho ta. Đồng Uyển Như thuận tay đem một bát cháo loãng rội ở Kim Ba Thạch trên mặt. Này hoàn toàn thanh Kim Ba Thạch là cho chọc giận, hắn liếc mắt nhìn Đồng Uyển Như. Lại nhìn một cái nằm ngang Diệp Thần Phong, hắn muốn đem khí toàn bộ rơi tại Diệp Thần Phong trên người. Hắn âm trầm nói, ngươi cái chết người câm. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lẽ nào ngươi là đang cười nhạo ngươi Kim gia gia ta sao? Xem ta không đem ngươi ném ra. Nói xong, Kim Ba Thạch hai tay liền đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong vai tóm tới, một bên Đồng Uyển Như thấy thế, người đã là không kịp ngăn trở, trong miệng không tự do tự chủ hô, hai ngốc. Tại hai ngày nay chỉ có Diệp Thần Phong nghe Đồng Uyển Như kể ra, tại Đồng Uyển Như trong lòng đã coi Diệp Thần Phong là làm của mình một cái lắng nghe giả rồi. Cho nên nàng trong lòng đối Diệp Thần Phong sinh ra một loại phi thường thuần túy tình cảm. Thân thể nằm ngang Diệp Thần Phong, hắn cố nén gãy vỡ gân mạch đau đớn, trong cơ thể là không ngừng vận chuyển linh hồn lực, tại Kim Ba Thạch hai tay yếu chạm vào bả vai hắn thời điểm, phốc. Một tiếng, Diệp Thần Phong một ngụm máu lớn trực tiếp phun ở Kim Ba Thạch trên mặt, này làm cho Kim Ba Thạch nhãn con ngươi không tự chủ được khép lại, dưới chân bước chân lui về phía sau hai bước. Nãi nãi của ngươi. Trên mặt lây dính Diệp Thần Phong tiên huyết Kim Ba Thạch, hắn đột nhiên lau mặt một cái bàng, lúc này hắn là càng thêm nổi giận, mà Đồng Uyển Như nhưng là chặn lại rồi Kim Ba Thạch con đường, nói ra Kim Ba Thạch, ngươi vẫn tính là một người đàn ông ma. Hai ngốc là một cái lời nói cũng sẽ không nói, động cũng sẽ không động người, bắt nạt người như vậy ngươi liền không dậy nổi. Kim Ba Thạch trên mặt biểu lộ tại biến hóa mấy lần sau đó cười nói, Đồng Uyển Như. Ngươi đã không cho ta bắt nạt cái này chết người câm, như vậy ý của ngươi chính là để cho ta khi dễ ngươi. Hôm nay ngươi đừng mong muốn lại đùa nghịch hoa dạng, trừ phi ngươi không chú ý này người câm chết sống rồi. Kim Ba Thạch tay phải hướng về Đồng Uyển Như gò má sờ lên, nụ cười trên mặt là càng ngày càng thịnh vượng, mà Đồng Uyển Như không còn dám tránh né, nếu như người né tránh, gặp xui xẻo khẳng định chính là Diệp Thần Phong rồi. Đồng Uyển Như hốc mắt trong lệ quang lấp lánh. Cực kỳ không cam lòng nhắm lại đôi mắt đẹp, dưới cái nhìn của nàng này Kim Ba Thạch chính là một con cóc ghẻ, một con từ đầu đến đuôi con cóc ghẻ. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba giây đồng hồ, đi qua, Đồng Uyển Như chả không có cảm giác đến Kim Ba Thạch thủ chạm vào gò má của nàng, này không để cho nàng cấm một lần nữa mở ra hai con mắt, nàng xem thấy từ sau lưng nàng vươn ra một cái tay, vững vàng đem Kim Ba Thạch cổ tay bắt được. Làm cho Kim Ba Thạch căn bản tránh thoát không được. Đồng Uyển Như kinh ngạc xoay người lại, nhìn xem đã nửa đang ngồi Diệp Thần Phong, trong miệng không khỏi hô, hai ngốc. Diệp Thần Phong đối hai ngốc danh xưng này làm không thích, trong miệng hắn hư nhược nói ra ta gọi Diệp Thần Phong. Ngươi, ngươi không phải là người câm, Đồng Uyển Như lần nữa kinh ngạc hỏi. Diệp Thần Phong là trợn tròn mắt, hắn nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận mình là người câm. Vừa vặn phun ra kia ngụm máu để Diệp Thần Phong ngực thông suốt không ít, làm cho trong cổ họng hắn lần thứ hai có thể lên tiếng rồi. Diệp Thần Phong giờ khắc này trong cơ thể gân mạch nhưng vẫn là gãy vỡ lợi hại,
hắn liền cấp một linh hồn lực cũng không có khôi phục, cắn răng lung la lung lay đứng lên, Kim Ba Thạch phát hiện mình làm sao cũng tránh thoát không được Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn nhất thời cuống lên, uy hiếp nói, lập tức buông ra thủ đoạn của ta, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Thần Phong đi qua Đổng Uyển Như bên cạnh, hắn là phí đi sức lực thật lớn mới đứng lên, hắn không muốn cùng Kim Ba Thạch nhiều lời, buông ra Kim Ba Thạch bàn tay trong nháy mắt, Kim Ba Thạch cho rằng Diệp Thần Phong là sợ rồi, cười lạnh nói tiểu tử, coi như ngươi trả. Chỉ là Kim Ba Thạch lời nói vẫn không nói gì, Diệp Thần Phong một quyền liền đánh vào trên ngực của hắn, trực tiếp đem Kim Ba Thạch bắn cho bay ra bên trong nhà gỗ. Diệp Thần Phong hiện tại tối đa so với người bình thường hơi chút lợi hại một ít, nhiều nhất chỉ là đã cắt đứt Kim Ba Thạch ngực một hai cục xương mà thôi. Nếu như đổi lại Diệp Thần Phong thời điểm toàn thịnh, hắn chống trơn là lợi dụng khí thế là có thể giải quyết Kim Ba Thạch, căn bản không dùng tới chật vật như vậy động thủ. Được Diệp Thần Phong một đòn đánh bay suốt nhà gỗ Kim Ba Thạch, hắn cảm giác ngực đau đớn lợi hại, nhìn xem trong nhà gỗ Diệp Thần Phong, hắn không còn dám nơi này ở lâu. Hắn biết Diệp Thần Phong rất có thể là một cái nhân vật hung ác, hắn một bên hướng về nơi xa chạy nhanh, trong miệng một bên quát lên, tiểu hỗn đản, ngươi chờ ta Kim Ba Thạch bảo đảm cho ngươi chết không toàn thây, cũng không nhìn một chút này Viêm Dương Đảo là địa bàn của ai. Chương 1151, Thần Bí Viêm Hỏa Rừng Cây. Diệp Thần Phong nhìn thấy Kim Ba Thạch che ngực lảo đảo trốn sau khi đi, khóe miệng hắn lộ ra một vệt cười khổ. Thân thể một cái không đứng vững, hắn trực tiếp ngồi ở cái ghế một bên thượng, bây giờ đối phó một người bình thường đều cần phí khí lực lớn như vậy, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng là càng ngày càng bất đắc dĩ rồi, nếu như bây giờ cái kia Kim Ba Thạch lại trở lại, như vậy Diệp Thần Phong khẳng định chính mình không cách nào đứng lên lần thứ hai. Một bên Đổng Uyển Như kinh ngạc vi vi há hốc miệng ra, người căn bản không nghĩ tới trên người hiện đầy vết thương hay ngốc, dĩ nhiên trực tiếp đem Kim Ba Thạch cho một quyền đánh bay. Đổng Uyển Như biết Diệp Thần Phong bây giờ còn bị thương nặng, tại trọng thương dưới tình huống vẫn có thể phát huy ra bực này sức mạnh, như vậy không có thụ thương Diệp Thần Phong chẳng phải là một quyền là có thể đem Kim Ba Thạch người như vậy đánh chết. Đây đã là Đổng Uyển Như hướng về Gori mặt đoán chừng, nếu để cho người biết Diệp Thần Phong thực lực chân thật, e sợ cần phải muốn đem nàng cho sợ tráng váng không thể. Đổng Uyển Như tại phục hồi tinh thần lại sau đó nàng nói, hai ngốc. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nhà gỗ, Kim Ba Thạch có phụ thân là thôn xóm trưởng thôn, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có người tới nơi này nắm bắt chúng ta rồi. Diệp Thần Phong dở khóc dở cười nói ra, ta đã với ngươi nói rồi ta gọi Diệp Thần Phong, nếu như ngươi không ngại, ngươi có thể gọi ta Thần Phong, ta cái mạng này là ngươi cứu trở về, cảm ơn ngươi. Diệp Thần Phong lại tiếp tục nói, ta cũng đồng ý hiện tại rời khỏi nơi này trước, các loại của ta thân thể khôi phục. Ta sẽ giúp ngươi tới địa ngục đi thôn xóm lấy lại công đạo, đến lúc đó ta bảo đảm không có bất cứ người nào dám bắt nạt ngươi rồi, bọn hắn hội từng cái xin lỗi ngươi. Kim Ba Thạch sau khi rời đi, nhất định sẽ mang theo một nhóm người tới nơi này, hiện tại Diệp Thần Phong liền một người bình thường cũng không giải quyết được rồi, chớ nói chi là một nhóm người lớn rồi. Đổng Uyển Như đối với Diệp Thần Phong hứa hẹn, trong lòng nàng là cảm giác ấm áp, bất quá. Người tuy rằng cho rằng Diệp Thần Phong sức mạnh khả năng rất lớn, thế nhưng trong thôn xóm có nhiều người như vậy, chỉ dựa vào Diệp Thần Phong một cái lại làm sao có thể cho nàng lấy lại công đạo. Cho nên, người theo bản năng cho rằng Diệp Thần Phong là đang an ủi người, nhưng trong lòng nàng vẫn là vô cùng thoải mái, đã rất lâu không có ai chân chính quan tâm tới nàng. Người chớ ở trước mặt ta khoác lác, Đổng Uyển Như rất là đáng yêu cau mũi một cái. Một đôi không pha bất kỳ tạp chất gì ánh mắt vô cùng đẹp đẽ, nói ra, được rồi, ta dẫn ngươi đi Viêm Dương Đảo Viêm Hỏa trong rừng cây, nơi đó tương đối dễ dàng chúng ta trốn. Nói xong, Đổng Uyển Như cố gắng hết sức đỡ dậy Diệp Thần Phong thân thể, từng bước hướng về Viêm Hỏa rừng cây đi tới. Ước chừng nửa giờ sau, Đổng Uyển Như liền mang theo Diệp Thần Phong đi tới Viêm Hỏa rừng cây lối vào nơi, theo càng đến gần Viêm Hỏa rừng cây. Từ dưới lòng đất toát ra nhiệt khí lại càng phát ra nồng nặc, rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng Đổng Uyển Như liền mồ hôi đầm đìa được rồi. Tại đem Diệp Thần Phong dìu vào Viêm Hỏa trong rừng cây sau, Đổng Uyển Như tìm một địa phương ngồi xuống, nói ra, chúng ta nghỉ ngơi trước mấy phút, ta nghĩ Kim Ba Thạch cho dù muốn bắt chúng ta, hành động của bọn họ cũng không hội nhanh như vậy. Cái mông ngồi trên mặt đất thượng, sau giữa lưng vào một viên màu lửa đỏ trên cây to Diệp Thần Phong.
hắn hô hấp cực kỳ khô nóng không khí, hắn đột nhiên cảm giác được từ dưới lòng đất nhô ra trong hơi nóng hàm có một loại phi thường tinh khiết hỏa thuộc tính năng lượng, này làm cho hắn không khỏi nghi ngờ nói, nơi này làm sao sẽ như thế nóng. Đồng Uyển Như nói ra, năm đó chúng ta tổ tiên đi tới nơi này liền phát hiện cánh rừng cây này trong nhiệt độ vô cùng nóng bức, cho nên đem cái này đảo đặt tên là Viêm Dương Đảo rồi, mà cánh rừng cây này cũng bị kêu là vì viêm hỏa rừng cây, cũng không ai biết nơi này vì sao lại như vậy nóng bức. Chỉ bất quá tại những năm gần đây nhất, này cỗ nóng bức tại không ngừng mà hướng bên ngoài mở rộng, nếu như còn tiếp tục như vậy, đoán chừng không dùng được mấy năm, chúng ta sẽ bị bức rời đi Viêm Dương Đảo rồi. Mà trong thôn xóm rất nhiều người đều cho rằng là ta cho bọn họ mang đến tai nạn, thậm chí có người đưa ra muốn ta đem thân thể của ta đốt cháy, dùng này đến tiêu trừ thần minh phẫn nộ. Cũng may thúc thúc ta một nhà tại thôn xóm cũng coi như có một ít địa vị rồi, thúc thúc một nhà mặc dù không có cùng ta tiếp xúc, nhưng ta biết bọn họ là quan tâm ta, nếu như bọn hắn cùng ta tiếp xúc, như vậy chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị xa lánh, đến lúc đó liền thật sự không ai có thể giúp ta rồi. Đang nghe xong Đồng Uyển Như đơn giản tự thuật sau đó Diệp Thần Phong là đã trầm mặc chốc lát, hắn biết lửa nóng này nhiệt độ tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói, rừng cây nơi sâu xa rất có thể ẩn giấu một ít không muốn người biết đồ vật. Hơn nữa từ dưới lòng đất nhô ra nhiệt khí, Diệp Thần Phong đang hấp thu trong hơi nóng yếu ớt hỏa thuộc tính năng lượng sau, hắn lập tức cảm giác thân thể trở nên thư thái rất nhiều, xem ra lửa nóng này đối với hắn là có trợ giúp. Như vậy hắn càng thêm muốn đi tìm một chút này viêm hỏa rừng cây bí mật. Kỳ thực chúng ta chỉ cần an toàn tránh thoát mấy ngày nay hẳn là liền hết chuyện. Tại 6 ngày trước có một chiếc thuyền lớn, bởi vì thuyền xuất một vài vấn đề, bọn hắn đánh bậy đánh bạ đi tới chúng ta Viêm Dương Đảo. Đồng Uyển Như ngón tay chỉ vào cách đó không xa một ngọn núi, tiếp tục nói, đám người kia liền tạm thời ở tại núi một bên khác, bọn hắn tổng cộng có hơn 100 người, trong tay có phi thường lợi hại vũ khí. Trong thôn xóm người đều không phải là đối thủ của bọn họ, bọn hắn cho trong thôn xóm người 7 ngày thời gian, nếu như toàn bộ thôn xóm nguyện ý thành vì bọn họ nô lệ, như vậy toàn bộ trong thôn xóm người liền có thể sống sót, trái lại bọn hắn đem giết sạch trong thôn xóm tất cả mọi người. Khi nghe đến cái này thôn làng bên trong còn có một phê cùng hung cực ác tên lưu manh, đổi lại dĩ vãng Diệp Thần Phong hoàn toàn sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng hôm nay liền một người bình thường đều có thể giết chết hắn. Hắn nhất định phải mau sớm đem khôi phục thực lực đến tam cấp bên trên, như vậy hắn mới có năng lực tự vệ. Chúng ta xa hơn viêm hỏa trong rừng rậm đi một chút đi. Diệp Thần Phong đề nghị. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, Đồng Uyển Như lần nữa đỡ dậy Diệp Thần Phong đến, hai người từ từ hướng về viêm hỏa rừng cây nơi sâu xa đi đến, lại đi đến sắp tiếp cận viêm hỏa rừng rậm trung tâm lúc, mỗi đến gần một bước, nhiệt độ liền muốn bay lên thật nhiều độ. Thân là người bình thường Đồng Uyển Như, gò má của nàng đỏ chót một mảnh, trong đầu ý thức cũng có chút mơ hồ. Người tại đỡ Diệp Thần Phong sau khi ngồi xuống, nàng nói ta thực sự không chịu nổi, chúng ta không thể càng đi về phía trước rồi. Bằng không chúng ta rất có thể hội được nóng chết. Diệp Thần Phong không nóng không lạnh gật gật đầu, cảm giác bén nhạy năng lực nói cho hắn tất cả vấn đề ở này viêm hỏa rừng cây vùng đất trung tâm. Này nóng bức nhiệt độ là từ vùng đất trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại cảm thấy được điểm này sau đó Diệp Thần Phong không chút do dự đối với Đồng Uyển Như, nói ra, người ở nơi này chờ ta, ta bỏ đến phía trước đi xem. Diệp Thần Phong biết lấy Đồng Uyển Như tố chất thân thể, nếu như lại để cho Đồng Uyển Như đỡ hắn đi tới lời nói, Đồng Uyển Như thật sự sẽ chết, cho nên Diệp Thần Phong quyết định chính mình đi tra xét. Ngươi sẽ không là thật sự được nóng ngốc hả? Trong thôn xóm trà từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới qua viêm hỏa rừng cây vùng đất trung tâm, chúng ta ngay ở chỗ này đàng hoàng đợi là được rồi. Đồng Uyển Như kéo lại Diệp Thần Phong cánh tay nói ra. Đi ngang qua đoạn đường này hấp thu trong hơi nóng hỏa thuộc tính năng lượng, tuy rằng Diệp Thần Phong vẫn là không cách nào chính mình đứng thẳng lên hành tẩu, nhưng là hai cánh tay của hắn khôi phục một ít chi giác, trong thân thể liều lĩnh vận chuyển linh hồn lực. Mới đưa một tia linh hồn lực miễn cưỡng vận chuyển tới tay phải trên đầu ngón tay, tại Đồng Uyển Như chả chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn liền điểm trúng Đồng Uyển Như thân cái trước huyệt vị, trừ miệng có thể nhúc nhích ở ngoài, Đồng Uyển Như thân thể còn lại bộ phận đều không thể động một cái rồi. Diệp Thần Phong biết Đồng Uyển Như chắc chắn sẽ không đồng ý hắn bỏ đến vùng đất trung tâm đi, cho nên hắn chỉ có thể xuất hạ sách này rồi, đối với Đồng Uyển Như nói ra, sau nửa giờ,
trên người ngươi huyệt vị liền sẽ tự động mở ra, đến lúc đó ngươi liền sẽ khôi phục năng lực hoạt động rồi. Tại thân thể không cách nào nhúc nhích sau đó Đồng Uyển như là một trận hoảng hốt, người hiện tại mới phát hiện Diệp Thần Phong xa xa so với nàng nghĩ tới yếu thần bí hơn nhiều, trong lòng nàng cũng có chút tức giận, dù sao cũng là người cứu Diệp Thần Phong, nhất thời giận hờn nói ra ta không muốn quản chết sống của ngươi rồi, ngươi thích làm sao dạng được cái đó đi. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ, khẽ mỉm cười, tiếp lấy thân thể của hắn liền hướng viêm hỏa rừng rậm vùng đất trung tâm bò tới rồi, không có linh hồn lực bảo vệ sau đó lại tăng thêm thân thể cùng dưới đất là chăm chú tiếp xúc, mà nhiệt khí lại là từ dưới lòng đất nhô ra, trong chớp nhoáng này thanh Diệp Thần Phong thân thể là tổn thương rồi, đặc biệt là Diệp Thần Phong cái kia hai cánh tay thượng thịt, được bị phỏng đều có chút yếu nát mất khuynh hướng. Cách đó không xa Đồng Uyển như nhìn thấy Diệp Thần Phong bộ này liều mạng dáng vẻ sau, người đến cùng vẫn là mềm lòng, hay ngốc, người mau trở lại, người không cần làm chuyện điên rồ rồi. Nghe được Đồng Uyển như tiếng gào sau, trên mặt được mồ hôi che kín Diệp Thần Phong, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười nói yên tâm, ta sẽ không chết, ta nói rồi ta sẽ giúp người lấy lại công đạo, giúp người cầm lại thuộc về ngươi tất cả, cho nên ta hiện tại tuyệt đối sẽ không chết. Chương 1152, Địa Viêm Tinh. Khôi phục thực lực. Viêm Dương đảo mặt nam một nơi. Nơi này có từng tòa một dùng cọc gỗ cùng tảng đá xây dựng mà thành phòng ốc, phóng tầm mắt nhìn gần như có hơn 300 căn phòng ở đi. Tại những phòng ốc này cách đó không xa được khai khẩn xuất rất nhiều đất ruộng, tại đây chút trong ruộng trồng đầy đủ loại màu sắc hình dạng rau dưa, nơi này chính là toàn bộ Viêm Dương đảo duy nhất một cái thôn xóm rồi. Tại cái này thôn làng trong nghị sự đại sảnh, so sánh người có quyền phát biểu đều đến đông đủ. Lão đảo trốn về Kim Ba Thạch, căn cứ trong thôn xóm y sư phán đoán, Kim Ba Thạch ngực đứt đoạn mất hai cục xương, giờ khắc này Kim Ba Thạch ngực đã cột nghiêm nghiêm thật thật băng vải rồi, trên mặt tràn đầy cực độ thần sắc tức giận. Ở cái này phòng nghị sự vị trí đầu não ngồi một cái chừng 50 tuổi nam nhân, hắn chính là Kim Ba Thạch phụ thân Kim Vĩ Cường rồi. Đồng dạng hắn cũng là cái này thôn làng danh xứng với thực trưởng thôn, khi biết chính mình tiểu nhi tử Kim Ba Thạch bị người đã cắt đứt xương sau đó hắn liền lập tức tổ chức hội nghị này. Kim Vĩ Cường để Kim Ba Thạch đem đại khái sự tình đối người ở chỗ này nói một lần sau đó hắn là tức giận quát lên, Đồng Uyển như này sao quả tạ lần này làm thật quá mức rồi, không những đem một người đàn ông xa lạ kiếm về nhà, Ba Thạch muốn đi hiểu rõ tình huống, trái lại bị cắt đứt hai cục xương. Này như cái gì lời nói? Này Đồng Uyển như liền là yêu nghiệt chuyển thế, khắc chết rồi cha mẹ nàng, bây giờ muốn tới khắc chúng ta. Phải biết những năm gần đây nhất chúng ta Viêm Dương đảo nhiệt độ là càng ngày càng cao rồi, đây nhất định là lên trời đối Đồng Uyển như yêu nghiệt này trừng phạt, lần này chúng ta nhất định muốn tàn nhẫn, đem Đồng Uyển như cùng cái kia tổn thương Ba Thạch nam nhân xa lạ đồng thời dùng lửa đốt cháy sạch sẽ, dùng này đến bình tức thần minh lửa giận. Ngồi ở Kim Vĩ Cường dưới tay một người trung niên nam nhân, hắn khẽ nhíu chân mày, hắn chính là Đồng Uyển như thân thúc thúc Đồng Thanh Sơn, hắn hắng giọng, nói ra, Vĩ Cường, chuyện này vẫn không có điều tra rõ ràng, hay là trong đó có ẩn tình khác cũng nói không chắc, ngươi không cần thiết sớm như vậy kết luận. Đồng Thanh Sơn phi thường rõ ràng chính mình cháu gái Đồng Uyển như tính cách, hắn cũng tương tự phi thường rõ ràng Kim Ba Thạch tính cách, này Kim Ba Thạch chính là một cái chó ghẻ. Dưới cái nhìn của hắn nhất định là Kim Ba Thạch trước tiên làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Đồng Thanh Sơn, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng là Ba Thạch đang nói dối? Kim Vĩ Cường mặt âm trầm hỏi. Đồng Thanh Sơn trong lòng cười khổ một hồi, nói ra ta không phải ý này. Bất quá, Viêm Dương trên đảo mới vừa vặn đến rồi một nhóm tên lưu manh, chúng ta căn bản không phải đám kia tên lưu manh đối thủ. Xuất hiện ở vào thời điểm này không cần thiết lại gây thêm rắc rối rồi. Ta xem tất cả những thứ này đều là Đồng Uyển như cái kia yêu nghiệt đưa tới, có lẽ để Đồng Uyển như từ trên thế giới này biến mất, hay là chúng ta Viêm Dương đảo tai nạn liền sẽ toàn bộ biến mất rồi, chúng ta vẫn là lấy bỏ phiếu đến quyết định, dù sao ta đồng ý yếu chu diệt Đồng Uyển như cùng cái kia người đàn ông xa lạ. Kim Vĩ Cường cái thứ nhất giơ tay lên cánh tay đến. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý trưởng thôn chỗ nói. Rất nhanh, trong nghị sự đại sảnh vượt qua một nửa người đều giơ tay lên đến, này làm cho Kim Vĩ Cường là lộ ra nụ cười thỏa mãn, mà Đồng Thanh Sơn nhưng là lo âu buồn phiền, xem ra lần này liền hắn cũng không giữ được Đồng Uyển như rồi.
ở trong lòng hắn Đồng Uyển như là một cái hài tử đáng thương, hắn cái này làm thúc thúc lúc trước cũng chỉ là ở trong bóng tối giúp một chút bận bịu. Được, nếu vượt qua một nửa người ủng hộ ta, như vậy chúng ta lập tức triệu tập nhân thủ xuất phát, trước đem Đồng Uyển như cùng cái kia người đàn ông xa lạ cho lùng bắt ở, về phần liên quan với đám kia tên lưu manh sự tình, chúng ta sau sẽ chậm rãi thương lượng. Kim Vĩ Cường đứng lên nói ra. Ba Thạch, người yên tâm, sau đó đại ca ta giúp người báo thù, bất quá, người những kia tiểu tâm tư, ta cái này làm ca ca còn không biết ma. Đứng ở Kim Ba Thạch bên cạnh một người thanh niên cười nói, người thanh niên này thân thể hết sức to lớn cường tráng, hắn chính là Kim Ba Thạch thân ca ca Kim Cường Tráng. Kim Cường Tráng tiếp tục nhỏ giọng nói, ta cũng sớm liền muốn thưởng thức Đồng Uyển như hương vị, này Đồng Uyển như lúc trước trả một mực giả vợ thanh cao, lần này nàng là dù như thế nào cũng trốn không thoát, ta xem suốt phụ thân của chúng ta đối Đồng Uyển như cũng có ý tứ, nói cách khác tại đem Đồng Uyển như đốt cháy trước đó, phụ thân của chúng ta nhất định sẽ động thủ, đến lúc đó chúng ta chỉ cần chia một chén canh là được rồi. Tại trong thôn xóm người bắt đầu sẽ đối Đồng Uyển như cùng Diệp Thần Phong áp dụng hành động thời điểm. Viêm Dương Đảo viêm hỏa trong rừng cây. Trên người bị điểm ở huyệt vị không cách nào nhúc nhích Đồng Uyển như, người nghe được Diệp Thần Phong mỉm cười hứa hẹn sau đó trái tim của nàng bỗng nhiên sửa chữa lên, đôi mắt đẹp là không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hàm răng thật chặt cắn môi, người biết mình là không ngăn cản được Diệp Thần Phong rồi, chỉ có thể cứ như vậy đứng ở phía sau nhìn xem. Trên cánh tay được bỏng máu thịt be bét Diệp Thần Phong, liền ngay cả trên mặt của hắn cũng bị phỏng toát ra bỏng máu đến rồi, trong đầu có loại mãnh liệt hôn mê cảm giác, Diệp Thần Phong đột nhiên đem đầu lưỡi ta của mình cho cắn nát, nếu như ở nơi này đã hôn mê, nhưng không ai có thể cứu được hắn. Diệp Thần Phong lợi dụng hai tay tiếp tục không ngừng dịch chuyển về phía trước động lên, y phục trên người hắn sớm đã bị nhiệt khí cho đốt cháy không còn chút nào, gian nan mà lại thống khổ bò sau 20 phút. Diệp Thần Phong cuối cùng là đi tới viêm hỏa rừng cây vùng đất trung tâm, Diệp Thần Phong trách một hạ thân tử, hai tay bắt đầu cật lực đào móc lên trước mặt bùn đất. Oanh! Tại vừa vặn đào ra tầng thứ nhất bùn đất, liền có một trận ánh lửa ngút trời mà lên, Diệp Thần Phong hiện tại cũng không có linh hồn lực bảo vệ, thân thể của hắn trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, xa xa Đồng Uyển như thấy cảnh này sau, người mang theo tiếng khóc nức nở hô, hai ngốc, hai ngốc. Tại Diệp Thần Phong thân thể bị ngọn lửa cho đốt lúc thức dậy, hắn bên trong đan điền cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa đột nhiên nhanh chóng vận chuyển, nhất cổ cực hạn lạnh lẽo thấu thể mà ra, đem thiêu đốt hỏa diễm lập tức cho dập tắt, tại ngàn năm băng tuyết liên hoa vận chuyển lại sau đó Diệp Thần Phong thân thể nhất thời cảm giác sảng khoái cực kỳ. Tại có ngàn năm băng tuyết liên hoa trợ giúp sau đó Diệp Thần Phong không lại e ngại loại này nóng bức rồi, hắn nhìn xem khảm tại trong bùn đất. Cái kia từng khối tay cỡ bàn tay, hình dạng là lăng hình vật thể, trong đầu hắn đột nhiên không giải thích được vang lên một thanh âm, tất nhiên viêm tinh. Xa xa Đồng Uyển như, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong ngọn lửa trên người không những dập tắt, Diệp Thần Phong còn bị một tầng tầng băng cho bao trùm rồi, này làm cho nàng là bất khả tư nghị trợn to hai mắt, này hoàn toàn vượt ra khỏi của nàng nhận thức phạm vi. Mà Diệp Thần Phong nhưng là dùng sức lắc đầu, trong miệng nói lầm bầm, địa viêm tinh. Vừa vặn là ai đang nói chuyện, hay là ta sản sinh ảo giác? Nghĩ một lát không nghĩ xuất một kết quả sau. Diệp Thần Phong đem cái vấn đề này cho ném ra sau đầu rồi, trước mắt hắn quan trọng nhất là khôi phục thực lực, bằng không hắn rất có thể sẽ chết tại Viêm Dương Đảo những người bình thường kia trong tay. Diệp Thần Phong trực tiếp đem một khối màu đỏ nhạt địa viêm tinh cầm ở trong tay, có ngàn năm băng tuyết liên hoa trợ giúp, đất này viêm tinh nhiệt độ bị triệt để ngăn cách, tiếp lấy. Diệp Thần Phong thử đi hấp thu địa viêm tinh bên trong hỏa thuộc tính năng lượng. Này không hấp chả không sao, một cái hấp, nhất cổ cường hãn hỏa thuộc tính năng lượng nhất thời tràn vào Diệp Thần Phong trong gân mạch, dường như muốn đem Diệp Thần Phong gân mạch cũng cho đốt cháy rồi. Cũng may, bên trong đan điền hồng sắc khí thể cũng vận chuyển, có một phần lớn năng lượng trực tiếp được hồng sắc khí thể cho hấp thu, chỉ có một phần nhỏ đang bị Diệp Thần Phong cho hấp thu. Diệp Thần Phong biết thân thể của hắn không thể chịu đựng năng lượng to lớn như vậy, cho nên hồng sắc khí thể mới ra đến giúp một tay, tại có ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể dưới sự giúp đỡ, Diệp Thần Phong là thỏa thích hấp thu lên địa viêm tinh đến, theo hấp thu không ngừng tăng nhanh, Diệp Thần Phong trong tay màu đỏ nhạt địa viêm tinh, cuối cùng trực tiếp biến thành trong suốt sắc, ầm. Một tiếng,
trong nháy mắt vỡ ra được, hóa thành vô số bột phấn. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, Diệp Thần Phong đã hấp thu 30 khối màu đỏ nhạt địa viêm tinh rồi, đương nhiên trong đó phần lớn năng lượng là bị hồng sắc khí thể cho chia sẻ đi qua, nhưng đều là cho dù như thế, Diệp Thần Phong trong thân thể gân mạch cơ hồ là hoàn toàn khôi phục rồi, liền ngay cả bộ ngực hắn gãy vỡ xương cũng hoàn toàn khép lại, thân trong thân thể linh hồn lực khôi phục được cấp 10 đỉnh phong linh hồn lực. Tại thân thể bên trong có linh hồn lực sau đó Diệp Thần Phong này mới yên tâm xuống, bây giờ cho dù không khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ dựa vào này cấp 10 đỉnh phong linh hồn lực, tại nho nhỏ này viêm dương trên đảo, cũng không ai có thể làm gì được hắn, thân trong thân thể trong gân mạch tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng Diệp Thần Phong, hắn vẫn cứ tại không ngừng mà khôi phục linh hồn lực. Chương 1153, tự gây nghiệt. Không thể sống. Oanh, một tiếng. Nhất cổ cường hãn linh hồn lực chấn động hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, lại hấp thu 10 khối nhạt màu đỏ địa viêm tinh sau, Diệp Thần Phong thực lực thuận lợi khôi phục được tông cấp đỉnh phong, hắn bây giờ thực lực chân thật chính là tại tôn cấp đỉnh phong tầng thứ, lúc trước hấp thu băng hỏa cự mãng hai viên nội đan, chỉ là khiến hắn từ tôn cấp trung kỳ khóa nhập tôn cấp đỉnh phong, bất quá, đã trải qua lần này đại nạn không chết, Diệp Thần Phong cảm giác hắn bước vào cấp thánh sơ kỳ tầng thứ chỉ có lâm môn nhất cước rồi. Mà xa xa Đồng Uyển Như, thân thể của nàng đã là khôi phục năng lực hoạt động rồi, nàng nhìn Diệp Thần Phong trên người nhanh chóng khép lại vết thương, cảm giác được từng trận làm cho nàng tim đập nhanh khí thế, trong lòng thầm nghĩ, này, này hai ngốc rốt cuộc là ai? Diệp Thần Phong đang khôi phục đến tông cấp đỉnh phong sau, hắn tạm thời đình chỉ khôi phục thực lực, thời gian dài như vậy không ngừng hấp thu địa viêm tinh bên trong thuộc tính họ ếch năng lượng. Để Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch có loại hỏa thiêu cảm, phản chính có như thế nhiều địa viêm tinh tại, Diệp Thần Phong yếu khôi phục lại tôn cấp đỉnh phong không được bao lâu thời gian. Tại đình chỉ hấp thu nhạt màu đỏ địa viêm tinh sau, Diệp Thần Phong bên trong đan điền băng tuyết liên hoa đình chỉ vận chuyển, lấy hắn hiện tại tông cấp đỉnh phong linh hồn lực, hắn đủ để chống cự bực này nóng bức rồi. Diệp Thần Phong lần nữa bắt đầu đào móc lên viêm hỏa trong rừng cây dài đất bùn đất. Theo đào móc bắt đầu, Diệp Thần Phong phát hiện phía trên nhất một tầng đều là nhạt màu đỏ địa viêm tinh, mà tầng thứ hai nhưng là màu đỏ địa viêm tinh, tầng thứ ba nhưng là sâu màu đỏ địa viêm tinh, tầng thứ tư nhưng là đỏ màu tím địa viêm tinh. Nhạt màu đỏ địa viêm tinh ước chừng có hơn 2.000 khối, màu đỏ địa viêm tinh hơn 1.000 khối, sâu màu đỏ địa viêm tinh ước chừng có hơn 500 khối, mà đỏ màu tím địa viêm tinh ước chừng có hơn 200 khối, nhan sắc càng sâu địa viêm tinh. Ẩn chứa trong đó thuộc tính họ ếch năng lượng liền càng thêm cường hãn, Diệp Thần Phong cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đem màu đỏ địa viêm tinh cầm trong tay, về phần sâu màu đỏ địa viêm tinh, vừa vặn lấy đến trong tay mặt, Diệp Thần Phong trên tay liền lập tức được bỏng xuất rất nhiều bong bóng đến. Chớ nói chi là đem đỏ màu tím địa viêm tinh cầm trong tay rồi. Diệp Thần Phong linh hồn lực tập trung ở được bỏng xuất thủy ngâm trên lòng bàn tay, trải qua linh hồn lực ôn dưỡng sau. Trên bàn tay được bỏng đi ra ngoài bong bóng lập tức bình phục đi xuống, đất này viêm tinh căn bản không thích hợp những người khác hấp thu, nếu không phải Diệp Thần Phong trong cơ thể có băng tuyết liên hoa cùng màu đỏ khí thể, đoán chừng hắn sớm đã bị địa viêm tinh hỏa nhiệt năng lượng cho đốt cháy sạch sẽ. Bây giờ khôi phục thực lực đã đến tông cấp đỉnh phong, để Diệp Thần Phong trong lòng có loại mãnh hổ thoát khỏi lao tù cảm giác, nếu không để liền cái phổ thông rác rưởi đều có thể ở trước mặt hắn gọi tới gọi lui. Này vẫn đúng là để Diệp Thần Phong trong lòng biệt khuất. Này rất nhiều địa viêm tinh đối với Diệp Thần Phong tới nói xác thực là đồ tốt, bất quá, đất này viêm tinh nhiệt độ thật sự là quá cao, nếu như trực tiếp đem địa viêm tinh thả ra trong không gian giới chỉ. Đoán chừng Diệp Thần Phong nhẫn không gian sẽ trực tiếp hòa tan đi. Phải như thế nào mang đi những đất này viêm tinh, này ngược lại là để Diệp Thần Phong khổ não. Diệp Thần Phong liếc nhìn xa xa Đồng Uyển Như. Đất này viêm tinh sự tình có thể từ từ suy nghĩ, hắn cái mạng này xem như là Đồng Uyển Như cứu trở về, lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn đầy đủ giúp Đồng Uyển Như lấy lại công đạo rồi. Diệp Thần Phong trong tay cầm một khối nhạt màu đỏ địa viêm tinh. Trong đó nhiệt độ được linh hồn của hắn lực cho vững vàng chế trụ, hắn rời khỏi viêm hỏa rừng cây vùng đất trung tâm, đi tới Đồng Uyển Như bên cạnh, đối với Đồng Uyển Như nói ra, để viêm dương đảo nhiệt độ càng sâu càng cao. Phải là loại tinh thể này rồi. Đồng Uyển Như còn không từ vừa vặn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn đi tới trước mặt mình Diệp Thần Phong,
nói ra, hai ngốc, ngươi thân thể khôi phục. Ngươi thậm chí ngay cả một chút vết sẹo đều không hề lưu lại. Đối với Đồng Uyển như một mực gọi hắn là hai ngốc, Diệp Thần Phong chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận rồi. Tại Đồng Uyển như trải qua ngắn ngủi ngây người sau đó nàng nhìn Diệp Thần Phong trong tay nhạt màu đỏ tinh thể, lại nhìn phía xa viêm hỏa trong rừng cây khu vực rậm rạp chằng chịt loại tinh thể này, người hỏi, để viêm dương đảo nhiệt độ càng ngày càng cao đúng là loại tinh thể này. Cũng không phải ta cho mọi người mang đến vận xui. Tại Đồng Uyển như sau khi cha mẹ mất nhiều năm như vậy bên trong, người có lúc cũng sẽ cho rằng là mình khắc chết rồi cha mẹ. Tại đây chút người một mình trưởng thành trong năm tháng, có thể nói Đồng Uyển như nội tâm là thập phần cô độc cùng tịch mịch, liền một cái người có thể dựa cũng không có. Các ngươi đôi trai gái này, lúc này xem các ngươi chả chạy trốn nơi đâu. Ngực đeo băng kim ba thạch lạnh giọng quát lên. Tại trưởng thôn Kim Vĩ Cường dẫn dắt đi, khởi điểm bọn hắn đi rồi một chuyến Đồng Uyển như nhà gỗ, tại trong nhà gỗ không có phát hiện Đồng Uyển như cùng Diệp Thần Phong sau. Kim Vĩ Cường đám người liền phán định Đồng Uyển như cùng Diệp Thần Phong là trốn vào này viêm hỏa rừng cây. Kỳ thực vừa vặn Kim Vĩ Cường đám người còn tại chỗ rất xa lúc, Diệp Thần Phong bén nhạy linh hồn lực cũng cảm giác được. Bất quá, đối với những người bình thường này, Diệp Thần Phong căn bản là không có tất muốn chạy trốn. Trưởng thôn Kim Vĩ Cường dẫn dắt ước chừng 50 tên thanh niên, trong tay mỗi người đều cầm một cái xiên sắt, về phần Đồng Uyển như thúc thúc Đồng Thanh Sơn cũng ở trong đó. Làm Đồng Thanh Sơn nhìn thấy Đồng Uyển như thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra một vệt vẻ mặt bất đắc dĩ đến. Đồng Uyển như tuy nhiên tại Diệp Thần Phong trên người nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi, thế nhưng người chưa từng thấy Diệp Thần Phong chân chính ra tay, bây giờ Kim Vĩ Cường dẫn theo hơn 50 người tới nơi này, theo Đồng Uyển như Kim Vĩ Cường là người đông thế mạnh, Diệp Thần Phong cho dù lợi hại đến đâu, e sợ song quyền cũng khó địch bốn tay. Kim Vĩ Cường đám người mỗi một cái đều là đầu đầy mồ hôi, này viêm hỏa rừng cây không phải là người ở địa phương, ngực đeo băng kim ba thạch, hắn vẻ mặt hí hành hạ nhìn chằm chằm Đồng Uyển như cùng Diệp Thần Phong, nói ra, hai người các ngươi lập tức bó tay chịu trói, được ta bắt gặp các ngươi cầu thả sự tình, các ngươi liền động thủ đả thương ta, Đồng Uyển như, ngươi quả thực là bại hoại thôn của chúng ta tốt đẹp truyền thống. Này kim ba thạch tại vừa vặn nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm. Trong lòng của hắn hơi hơi ngẩn người, này Diệp Thần Phong không là bị thương thế nghiêm trọng đấy sao? Làm sao hiện tại như một người không có chuyện gì giống nhau? Bất quá, Kim Ba Thạch không nghĩ ra cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao dưới cái nhìn của hắn hắn nơi này có này nhiều người, căn bản là không dùng tới sợ Diệp Thần Phong một cái. Đồng Thanh Sơn đứng ra nói ra, ta xem hay là trước nghe một chút Đồng Uyển như cách nói đi. Chả có cái này tất yếu sao? Đồng Uyển như cùng này người đàn ông xa lạ phải dùng hỏa phần đốt, dùng này đến khiến thần rõ ràng nguôi giận. Kim Vĩ Cường không thể phản bác nhìn chằm chằm Đồng Kiến Sơn, nói tiếp, Đồng Thanh Sơn, ta biết Đồng Uyển như là của ngươi cháu gái, trong lòng ngươi hoàn toàn là đang thiên vị cái này yêu nghiệt, cho nên này bên trong không có phần của ngươi nói chuyện rồi. Trưởng thôn nói rất đúng, yêu nữ này không lưu lại được rồi, nhất định muốn giết chết. Yêu nữ này khắc chết rồi cha mẹ nàng không sao, bây giờ lại đến khắc chúng ta, làm sao có thể làm cho nàng tiếp tục sống sót. Đồng Thanh Sơn khi nghe đến người chung quanh căn phẫn sục sôi sau, hắn sắc mặt là lúc thì xanh, lúc thì đỏ, hắn biết lần này hắn là thật sự không giúp được Đồng Uyển như bề bộn rồi. Mà Đồng Uyển như khi nghe đến từng câu yêu nữ, người hốc mắt trong rõ ràng cho thấy có nước mắt tại đánh chuyển, hàm răng là thật chặt cắn môi. Bàn tay phải bên trong cầm một khối nhạt màu đỏ địa viêm tinh Diệp Thần Phong, hắn đi lên hai bước, nước mắt mông lung Đồng Uyển như thấy thế, người vội vàng nói, hai ngốc, người muốn làm gì? Tiếp lấy, Đồng Uyển như rồi hướng Kim Vĩ Cường nói ra, người này là phiêu đến chúng ta viêm dương đảo tới, các ngươi yếu xử trí ta như thế nào cũng không quan hệ, bất quá, còn xin ngươi nhóm buông tha hắn. Ta nói các ngươi là cẩu nam nữ đi, mọi người xem. Đôi cẩu nam nữ này còn có tình cảm. Kim Ba Thạch trong khi nói chuyện, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong trong tay địa viêm tinh, hắn lại thấy được cách đó không xa cái kia rậm rạp chằng chịt địa viêm tinh. Đất này viêm tinh bề ngoài là phi thường xinh đẹp, dường như từng cái chân quý giống như bảo thạch. Kim Ba Thạch liền vội vàng nói, Đồng Uyển như là mang theo tên khốn này tới tìm chúng ta viêm dương đảo bảo tàng. Các ngươi nhìn, tiểu tử này trong tay nắm đồ vật. Các ngươi nhìn lại một chút nơi xa bị bọn hắn khai quật ra. Kim Ba Thạch ngón tay chỉ vào xa xa địa phương.
Người ở chỗ này nhìn thấy Diệp Thần Phong trong tay nhạt màu đỏ địa viêm tinh, cùng với nhìn thấy nơi xa cái kia rậm rạp chẳng chịt địa viêm tinh sau, trong lòng bọn họ đều đồng ý Kim Ba Thạch nói chuyện. Kim Ba Thạch lại lập tức quát lên, khốn nạn tiểu tử, lập tức thanh vật trong tay ngươi thả xuống, đây không phải ngươi nên cầm. Ồ, ngươi muốn ngươi thì lấy đi đi. Diệp Thần Phong tiện tay đem trong tay địa viêm tinh hướng về Kim Ba Thạch phương hướng ném một cái. Kim Ba Thạch cùng ca ca của hắn Kim Cường Tráng, bọn hắn đang nhìn đến này cực kỳ xinh đẹp tinh thạch sau, hai người này là không hẹn mà cùng muốn đi kiếm trên đất địa viêm tinh. Kim Ba Thạch so với Kim Cường Tráng nhanh một bước, nhưng mà, làm Kim Ba Thạch vừa vặn đem địa viêm tinh cầm ở trong tay, chỉ thấy oanh. Một tiếng, tại 2-3 giây loại bên trong, Kim Ba Thạch trực tiếp được địa viêm tinh năng lượng cho đốt cháy thành tro, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Không có Diệp Thần Phong linh hồn lực áp chế nhạt màu đỏ địa viêm tinh, lại không phải Kim Ba Thạch loại này người bình thường có thể cầm. Vậy thì ấn chứng một câu nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Chương 1154, mượn đao giết người. Phù phù, một tiếng. Tại Kim Ba Thạch được địa viêm tinh bên trong thuộc tính hỏa ếch năng lượng đốt cháy thành cho thời điểm, nguyên bản theo sát tại Kim Ba Thạch phía sau, mang trên mặt cực kỳ vui mừng nụ cười Kim Cường Tráng. Hắn hai chân mềm nhũn, bỗng nhiên đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, nhìn xem đã hóa thành cho tàn đệ Kim Ba Thạch, nhìn trên mặt đất yên tĩnh nằm địa viêm tinh, Kim Cường Tráng liên tục lăn lộn cách xa địa viêm tinh, thân thể là không ngừng run rẩy. Ở đây ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, không ai từng nghĩ tới Kim Ba Thạch hội rơi vào được đốt cháy thành cho bụi kết cục, liền ngay cả đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Đồng Uyển Như. Người cũng đôi mắt đẹp vi vi trừng lớn, này kỳ quái tinh thạch thậm chí có uy lực lớn như vậy. Như vậy Diệp Thần Phong làm sao cầm nó không có chuyện gì. Kim Ba Thạch phụ thân Kim Vĩ Cường, trên mặt hắn bình tĩnh vẻ mặt đọng lại, hắn không nghĩ tới vừa vặn trả hoạt bính loạn khiêu tiểu nhi tử, mới ngăn ngắn mấy giây liền biến thành một đống cho bụi. Đi ngang qua ngắn ngủi ngây người sau đó này làm cho Kim Vĩ Cường trên mặt phẫn nộ là càng ngày càng thịnh vượng. Diệp Thần Phong đối với Kim Ba Thạch chết đi là thờ ơ không động lòng, phải biết nếu như Diệp Thần Phong thực lực không có khôi phục một ít, như vậy cuối cùng hắn có lẽ sẽ chết tại Kim Vĩ Cường các loại những người bình thường này trong tay rồi. Diệp Thần Phong đối với bên cạnh Đồng Uyển Như khẽ mỉm cười nói, còn nhớ ta đáp ứng ngươi sự tình sao? Ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, ta nghĩ bắt đầu từ hôm nay, tại đây Viêm Dương trên đảo sẽ không có người còn dám nói ngươi chuyện phiếm rồi. Ngược lại, Diệp Thần Phong rồi hướng Kim Vĩ Cường đám người, nói ra các ngươi từng cái xếp thành hàng lại đây hướng về Đồng Uyển Như xin lỗi. Diệp Thần Phong ngôn ngữ trực tiếp đánh trúng vào Đồng Uyển Như nội tâm mềm mại thượng, đây là từ khi người sau khi cha mẹ mất. Người chưa từng có cảm giác, coi như là của nàng thúc thúc Đồng Thanh Sơn cũng chỉ là tình cờ lén lút quan tâm một chút nàng, giống như vậy có người quang minh chánh đại bảo hộ nàng. Đây chỉ là Đồng Uyển Như đang ngủ mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Bất quá, Đồng Uyển Như lập tức phản ứng lại, vừa vặn Kim Ba Thạch là chết ở địa viêm tinh thượng, người không cho là Diệp Thần Phong có thể đối phó nhiều như vậy cầm trong tay xiên sắt thanh niên. Tại người vừa vặn muốn yếu lúc nói chuyện, được Kim Vĩ Cường giành trước một bước, Kim Vĩ Cường quát lên, mọi người thấy sao? Này người đàn ông xa lạ chỉ sợ cũng là Đồng Uyển Như tuyển tới yêu nghiệt. Nếu như không đem hai cái này yêu nghiệt cho diệt trừ, về sau chúng ta Viêm Dương đảo đem không được an bình. Cái mông ngồi ở trên mặt đất Kim Cường Tráng, hắn cũng chậm chậm hồi phục thần trí. Hắn đã không lo được suy nghĩ tại sao Diệp Thần Phong cầm địa viêm tinh không sao rồi, hắn nhưng cũng thiếu chút nữa đã bị địa viêm tinh nhiệt độ cho đốt cháy thành cho bụi. Hắn trong con ngươi tràn ngập nồng nặc sát khí, trực tiếp từ một tên tay của thanh niên bên trong lấy qua một cái xiên sắt. Đột nhiên đem xiên sắt hướng về Diệp Thần Phong bắn đi qua. Trong miệng chợt quát lên, ngươi chết đi cho ta, ngươi chết đi cho ta. Xiên sắt nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong ngực bay đi, mà Diệp Thần Phong lại đứng tại chỗ không nghi yếu tránh thoát ý tứ. Kim Cường Tráng thấy cảnh này sau, hắn cười lạnh nói, sợ tráng váng, tên khốn này được của ta xiên sắt cho sợ tráng váng, đệ đệ, ta rất nhanh có thể đủ báo thù cho ngươi rồi. Này Kim Cường Tráng nhưng là trong thôn nổi danh đại lực sĩ, 3-4 cái to lớn tráng thanh niên gộp lại cũng không kịp nổi sức mạnh của hắn. Tại Kim Cường Tráng nhanh chóng tung ra này xiên sắt thời điểm, người chung quanh là nghị luận ầm ĩ lên. Cường Tráng ca một cái dĩa ăn nhưng đột nhiên tàn nhẫn a hát.
tiểu tử này nhất định sẽ được xiên sắt trực tiếp xuyên thấu ngực. Như loại này cùng Đồng Uyển Như lẫn lộn một chỗ yêu nghiệt. Chết rồi cũng xứng đáng, chỉ bất quá ba Thạch Ca lần này nhưng chết phi thường oan uổng a hát. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Đồng Uyển Như, nàng nhìn không nhúc nhích Diệp Thần Phong, người cũng cho rằng Diệp Thần Phong là bị giật mình, trong miệng vội vàng khẽ kêu nói, hai ngốc, mau tránh ra, mau tránh ra. Nhưng là bây giờ tất cả đã là không còn kịp rồi, chỉ nghe cong. Một tiếng, xiên sắt mãnh liệt đụng vào Diệp Thần Phong trên ngực, từ nơi ngực của hắn phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm, Diệp Thần Phong ngực máu thịt be bét cùng được xuyên thấu hình ảnh chưa từng xuất hiện, trái lại là đụng vào Diệp Thần Phong ngực xiên sắt, trải qua này đột nhiên va chạm sau đó chỉnh thanh xiên sắt phần đầu trong nháy mắt cong thành một cái 45 độ nghiêng giác. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, vỗ vỗ ngực của hắn. Nói ra, ngươi là tự cấp ta gãi ngứa sao? Vẫn là ngươi hôm nay không có ăn cơm. Đùa giỡn, phải biết Diệp Thần Phong thương thế đã triệt để khôi phục, cơ thể hắn cường độ nhưng là có cấp thánh tầng thứ, chỉ là một người bình thường lại làm sao có thể phá tan cơ thể hắn. Một bên Đồng Uyển Như thấy cảnh này sau, người vội vàng đi qua hai bước, duỗi ra trắng noãn tay ngọc, tại Diệp Thần Phong trên ngực sờ tới sờ lui, hỏi, hai ngốc, ngươi thật sự không có chuyện gì. Ngươi thấy ta giống có chuyện người sao? Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra. Đang xác định Diệp Thần Phong không có chuyện gì sau đó Đồng Uyển Như nhìn xem đặt ở Diệp Thần Phong trên lồng ngực thủ trưởng. Người vội vàng đỏ mặt thu lại rồi, vừa vặn là nhìn thấy Diệp Thần Phong không có chuyện gì, người trong lúc nhất thời không kìm chế được nỗi nòng rồi. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Mà Kim Vĩ Cường cùng Kim Cường Tráng đám người, bọn hắn từng cái trong cổ họng là liều mạng nuốt nước miếng. Này Diệp Thần Phong thân thể chẳng lẽ là kim cương chế tạo sao? Lại đem xiên sắt đều va cong queo. Chính khi tất cả mọi người đều rơi vào trong khiếp sợ thời điểm, một đạo hung ác âm thanh vang lên, Kim Vĩ Cường, ta Giang Hoa Quân kiên chỉ đã mất đi, nguyên bản ngày mai mới là các ngươi cho chúng ta trả lời thời gian, bất quá, ta các ngươi phải hôm nay liền cho ta trả lời. Lại có một đám người từ đằng xa đi tới, này một đám người ước chừng có hơn 100 người. Những người này chính là mấy ngày trước đi tới Viêm Dương đảo cái kia một đám đạo tặc rồi, cầm đầu một người trung niên nam nhân tên là Giang Hoa Quân, hắn chính là đám này lão đại của phỉ đồ, đám này đạo tặc người người trong tay đều cầm một cán thương. Giang Hoa Quân đi tới Kim Vĩ Cường bên cạnh, người chung quanh cũng không dám có bất kỳ hành động, bởi vì bọn họ đã từng gặp qua thương lợi hại, Kim Vĩ Cường đám người từ nhỏ tại Viêm Dương đảo lớn lên, bọn hắn cũng không biết loại uy lực này vô cùng vũ khí gọi là thương. Giang Hoa Quân dụng đi nòng súng vỗ vỗ Kim Vĩ Cường đầu, nói ra, vừa vặn chúng ta đi một chuyến các ngươi thôn xóm, lúc này mới nghe nói các ngươi hướng về tới bên này, lại trước khi đến ta có thể hưởng lão bà của ngươi, vẫn đúng là đừng nói, lão bà ngươi bảo dưỡng chả thật không tệ. Nghe vậy, Kim Vĩ Cường sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn thứ một người vợ đã sớm chết, đây là hắn cái thứ hai lão bà mới chừng 30 tuổi, khắp mọi mặt đều tính thập phần xuất chúng. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng nhìn Giang Hoa Quân súng trong tay, Kim Vĩ Cường cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Trên mặt hắn miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, muốn chúng ta toàn bộ thôn làng thành vì đầy tớ của các ngươi, này cũng không phải là không thể, bất quá, các ngươi được phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì, nói nghe một chút, Giang Hoa Quân hỏi. Kim Vĩ Cường ngón tay chỉ vào cách đó không xa Diệp Thần Phong. Nói ra, các ngươi giúp ta giết tên tiểu tử này, chúng ta toàn bộ trong thôn xóm người liền toàn bộ thành vì đầy tớ của các ngươi. Vừa vặn Diệp Thần Phong thủ đoạn đã trấn nhiếp rồi Kim Vĩ Cường rồi, hắn muốn mượn Giang Hoa Quân đám người tay giết Diệp Thần Phong, về phần trở thành Giang Hoa Quân đám người nô lệ. Kim Vĩ Cường cũng không có ý nghĩ này, hắn một chiêu này chỉ là kế hoãn binh, hắn hiện tại trong lòng mặt tốt nhất Diệp Thần Phong có thể rất cường hãn một ít. Nếu như có thể giết cái Giang Hoa Quân đám người lưỡng bại câu thương, như vậy là hắn có thể đủ ngồi thu ngư ông thủ lợi rồi. Bất quá, Kim Vĩ Cường nhìn xem Giang Hoa Quân bên kia hơn 100 người thổi kèn nắm hỏa lực vũ khí tội phạm, bọn hắn biết lưỡng bại câu thương là không thể nào, chuyện sau đó chỉ có chờ Giang Hoa Quân đám người giết Diệp Thần Phong lại bàn bạc kỹ càng rồi. Giang Hoa Quân đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, hắn cười nói, yêu cầu này cũng rất đơn giản, được. Ta đáp ứng ngươi rồi. Giang Hoa Quân hướng về phía Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, đụng với ngươi Giang gia ông mày, coi như ngươi suối quẩy,
ngươi là muốn tự mình kết thúc đâu này? Hay là muốn huynh đệ ta tiễn ngươi một đoạn đường? Ta hai cái cũng không tuyển, bởi vì sau đó yếu lên đường chính là bọn ngươi. Diệp Thần Phong khóe miệng chậm rãi xẹt qua một vệt độ cong, trên mặt là phong đạm vân khinh biểu lộ. Này Kim Vĩ Cường một chiêu này mượn đao giết người quả thực buồn cười, nếu như thanh Diệp Thần Phong tỉ dụ thành một cái ngao du cửu thiên cự long lời nói, như vậy Giang Hoa Quân đám người không thể nghi ngờ chính là một cái dao cắt móng tay rồi, muốn dùng một cái dao cắt móng tay giết chết một cái cự long, điều này có thể sao? Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Chương 1155, kiên cường quá lâu. Hắc, này Giang Hoa Quân là hoàn toàn bị Diệp Thần Phong lời nói cho chọc cười. Nhớ năm đó Giang Hoa Quân tại phương Bắc xem như là một cái mãnh long quá giang rồi, chẳng qua là lúc đó nhất thời ngông cuồng tự đại, cuối cùng rơi vào lưu vong kết cục. Qua nhiều năm như thế Giang Hoa Quân lần nữa tập kết một nhóm huynh đệ, mua một chiếc thuyền lớn, chuyên môn ở trên biển làm một ít nhận không ra người hoạt động. Lần này Giang Hoa Quân đám người đánh bậy đánh bạ đi tới Viêm Dương Đảo. Này Viêm Dương Đảo ngoại trừ nhiệt độ cao hơn một chút ở ngoài, còn lại đều rất để Giang Hoa Quân hài lòng. Đặc biệt là cái này ngoại giới không người hiểu rõ trên hòn đảo, lại vẫn sinh sống một nhóm người. Này Giang Hoa Quân nhất thời có tại Viêm Dương trên đảo lưu lại ý nghĩ, hắn muốn làm cái này Viêm Dương đảo đảo chủ, tại trên tòa đảo này hắn Giang Hoa Quân tướng là chân chính chúa tể, huống chi Viêm Dương trên đảo đã có nhiều người như vậy rồi, gây giống đời sau căn bản không thành vấn đề, nói không chắc tương lai tòa đảo này khi hắn quản lý dưới, đem sẽ trở nên càng ngày càng phồn vinh. Đương nhiên Giang Hoa Quân cũng chịu đủ lắm rồi ở trên biển vải gió dầm mưa sinh sống, cho nên hắn mới sẽ dứt khoát kiên quyết muốn ở lại Viêm Dương Đảo. Chó mực, đưa tiểu tử này lên đường, tự cho là đúng thanh niên ta thấy hơn nhiều, cuối cùng bọn hắn đều đi gặp Diêm Vương ra rồi. Giang Hoa Quân đối với bên cạnh một cái da thịt đen thui nam nhân nói. Tên này gọi chó mực nam nhân thân cao ước chừng có khoảng 2 mét, trên người sức bùng nổ cơ bắp rất có đánh vào thị giác cảm giác. Mỗi bước ra một bước, đều trên mặt đất trên bùn đất lưu lại 1-2-3 cm vết chân, xem ra này chó mực cũng vẫn là một cái luyện gia tử, chó mực cái kia một đôi mang theo lệ khí con ngươi là hí hành hạ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, phảng phất là theo dõi một đầu con mồi mỹ vị bình thường. Kim Vĩ Cường cùng Kim Cường Tráng đám người vừa vặn được Diệp Thần Phong thân thể cường hãn trình độ khiếp sợ rồi, trước mắt nhìn thấy chó mực khí thế ngập trời, này để hai người bọn họ thoáng yên tâm lại rồi. Chó mực đem súng trong tay thả lại bên hông, quát lên, đối phó loại người như ngươi, hai quả đấm của ta vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem tràn ngập tự tin chó mực, cười lạnh nói, ồ, ngươi đối với quả đấm của ngươi làm có tự tin. Chó mực lại đi đến sắp tới gần Diệp Thần Phong thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên vào tới trước, hổ hổ xanh uy song quyền hướng về Diệp Thần Phong đầu oanh kích tới, trên mặt là mang theo vô cùng tàn nhẫn vẻ mặt. Nếu như một người bình thường thừa nhận lấy chó mực cái này hai quyền, như vậy đầu của hắn không thể nghi ngờ sẽ bị chó mực cũng nện bạo phát, này chó mực rõ ràng cho thấy muốn một chiêu sẽ phải Diệp Thần Phong mệnh. Đã như vậy, Diệp Thần Phong lại nơi nào sẽ hạ thủ lưu tình. Thân thể của hắn vi sau này lùi lại, trong cơ thể tập trung tông cấp đỉnh phong linh hồn lực, song quyền của hắn cũng phong đạm vân khinh vung ra ngoài, nhìn thấy Diệp Thần Phong cái kia nhìn như mềm nhũn nắm đấm sau. Chó mực cười nói, người cái này cũng là nam nhân nắm đấm. Quả thực là cho chúng ta nam nhân mất mặt, ngươi. Hai tiếng. Tại Diệp Thần Phong song quyền cùng chó mực song quyền đụng vào nháy mắt, chó mực cái cổ giống như là bị người cho bóp lấy đồng dạng, trong cổ họng lời nói là im bặt đi, chỉ thấy hắn cái kia cùng Diệp Thần Phong đụng vào hai cánh tay, ở trong không khí trong nháy mắt hóa thành hai luồng huyết vụ. Tiếp lấy. Này chó mực trong cổ họng liền tê tâm liệt phế kêu gào, a hát. Đối với muốn tính mạng mình người, Diệp Thần Phong không đem đối phương đưa đi thấy Diêm Vương ra, đây căn bản không phù hợp Diệp Thần Phong tính cách, cho nên tại chó mực liên tục gào thét thời điểm, Diệp Thần Phong mang theo chó mực quần áo đột nhiên hướng về giữa bầu trời vung một cái, tại chó mực thân thể bị quăng lên đồng thời. Diệp Thần Phong một cước trực tiếp đá vào chó mực trên bụng, làm cho chó mực bay lên không tốc độ là đột nhiên tăng nhanh. Tại chó mực thân thể hướng lên bầu trời bay 80-90 mét thời điểm, chỉ nghe lại là ầm. Một tiếng, chó mực thân thể ở giữa không trung bạo liệt ra, giống như một đóa sán lạn pháo hoa ở trên bầu trời tỏa ra. Nguyên gốc mặt bình thản Giang Hoa Quân, hắn đột nhiên trợn to hai mắt,
dường như muốn đem hai con ngươi đều trợn lồi ra, này chó mực thực lực Giang Hoa Quân hiểu rõ đi nữa bất quá, coi như là hắn và chó mực giao thủ, hắn cũng không có tất thắng chó mực nắm chắc. Này trong nháy mắt này chó mực thân thể dĩ nhiên ở trên bầu trời nổ tung, bực này hình ảnh để Giang Hoa Quân trong lỗ mũi là hít một hơi thật sâu. Mà Kim Vĩ Cường cùng Kim Cường Tráng thấy cảnh này, bọn hắn cũng đã sớm là sợ ngây người, về phần Diệp Thần Phong sau lưng Đổng Uyển Như, người đã sớm là khiếp sợ bưng kín miệng mình. Đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong bóng lưng. Bất quá, Giang Hoa Quân tốt xấu cũng là tại trên lưỡi đao liếm nhiều năm như vậy huyết nhân vật hung ác, hắn tại sửng sốt 7-8 giây sau đó hắn liền ngay đầu tiên tỉnh táo lại, miệng quát mở cho ta thương, lập tức mở cho ta thương. Đứng ở Giang Hoa Quân sau lưng chừng 100 người, trong đó có hai người là nhanh chóng giơ lên trong tay thương, nhìn dáng dấp hai người này cũng từng thấy một ít cảnh tượng hoành tráng được rồi, nhưng mà, tại hai người này giơ súng lên nháy mắt, lại là ầm. Ầm, hai tiếng, hai người kia đầu trực tiếp dường như dưa hấu bình thường bạo liệt ra, thân thể chậm rãi hướng về sau ngã tới, mà Diệp Thần Phong nhưng thủy chung là mỉm cười đứng tại chỗ. Hai cái giơ súng lục lên thủ hạ đầu vô duyên vô cớ nổ tung, đây không thể nghi ngờ là cho Giang Hoa Quân tâm bẩn một cái trọng trùy. Giang Hoa Quân mồ hôi trên trán dường như thác nước, trong cổ họng hắn nuốt một ngụm nước bọt, quát lên các người mỗi một người đều còn đứng ngây ra đó làm gì. Giang Hoa Quân tại đây một nhóm tội phạm trong, có tuyệt đối lực uy hiếp, tuy rằng vừa vặn xảy ra chuyện khó mà tin nổi, nhưng là vừa có mười mấy cái người đồng thời hướng về Diệp Thần Phong giơ tay lên thương đến. Chuyện quái gì lại một lần nữa xảy ra, ầm, 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 cái kia mười mấy cái giơ súng lục lên đầu người đồng dạng là liên tiếp nổ tung. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, ánh mắt nhìn Giang Hoa Quân, nói ra, ta không rảnh bồi các ngươi chơi tiểu hài tử trò chơi, ta ngược lại thật ra rất thích ngươi đầu. Được Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm, Giang Hoa Quân cảm giác đầu của mình thượng lạnh siêu siêu, hắn hiện tại có thể 100% khẳng định. Vừa vặn này chuyện quái gì đều là Diệp Thần Phong làm, nhưng Diệp Thần Phong rõ ràng đứng tại chỗ hơi động cũng không động, này thì càng thêm để Giang Hoa Quân cảm giác đáng sợ, loại này không biết sức mạnh để Giang Hoa Quân có loại muốn khóc xúc động rồi. Về phần Kim Vĩ Cường cùng Kim Cường Tráng đám người, bọn hắn nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi lầm lượt từng món phát sinh, bọn hắn cũng biết những chuyện này là Diệp Thần Phong làm ra, giờ khắc này, bọn hắn một viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Giang Hoa Quân biết Diệp Thần Phong là hắn không chọc nổi người, hắn lập tức ánh mắt không lành nhìn hướng một bên Kim Vĩ Cường, nếu không phải Kim Vĩ Cường yêu cầu, hắn sẽ hướng về Diệp Thần Phong động thủ sao? Này Giang Hoa Quân trực tiếp đem Kim Vĩ Cường cho một cước đạp ở trên mặt đất, hung hãn nói, lão già, ngươi lại dám âm ta. Tại đem Kim Vĩ Cường gạt ngã sau đó Giang Hoa Quân bay thẳng đến Diệp Thần Phong quỳ xuống, nói ra, đại ca, vừa vặn là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Kính xin đại ca ngươi thả chúng ta một con ngựa. Diệp Thần Phong phất phất tay, chỉ vào một bên Kim Vĩ Cường cùng Kim Cường Tráng, đối với Giang Hoa Quân nói ra, người trước giải quyết cùng giữa bọn họ mâu thuẫn. Này Diệp Thần Phong là muốn mượn Giang Hoa Quân thủ giết Kim Vĩ Cường cùng Kim Cường Tráng, dù sau này Kim Vĩ Cường là thôn làng trưởng thôn, về sau Đồng Uyển Như còn muốn tại Viêm Dương trên đảo sinh hoạt, nếu như Diệp Thần Phong giết Kim Vĩ Mạnh. Món nợ này về sau nhất định sẽ ghi vào Đổng Uyển Như trên người, cho dù ngay mặt không dám chê trách Đổng Uyển Như, e sợ sau lưng cũng tuyệt đối sẽ nghị luận, nếu phải trợ giúp Đổng Uyển Như thay đổi dĩ vãng sinh hoạt, như vậy Diệp Thần Phong đương nhiên yếu thay đổi triệt để một chút. Cho nên, này Kim Vĩ Cường cùng Kim Cường Tráng được Giang Hoa Quân đám người giết đi, vậy thì không liên quan Diệp Thần Phong đánh giắm rồi. Này Giang Hoa Quân cũng không phải một cái người ngu xuẩn. Hắn đương nhiên có thể nghe được suốt Diệp Thần Phong trong lời nói ý tứ rồi, hắn tự cho là thông minh cho rằng chỉ cần giết Kim Vĩ Cường cùng Kim Cường Tráng, Diệp Thần Phong tự có khả năng buông tha hắn. Thế là, Giang Hoa Quân liên tục lăn lộn từ trên mặt đất đứng lên, móc súng lục ra chỉ vào Kim Vĩ Cường cùng Kim Cường Tráng đầu, không có cho hai người này cơ hội nói chuyện, hắn liền không chút do dự bóp cò, ầm, ầm, hai tiếng, Kim Vĩ Cường cùng Kim Cường Tráng đầu là trực tiếp bị bắn thủng. Sau đó, Giang Hoa Quân nịnh nọt đối với Diệp Thần Phong, nói ra, đại ca, hiện tại có thể hay không thả chúng ta? Không thể. Diệp Thần Phong băng lạnh lùng nói, nếu như thực lực của hắn không có khôi phục, như vậy hắn sợ là sớm đã chết ở Giang Hoa Quân đám người trong tay. Nghe vậy,
Giang Hoa Quân đột nhiên sững sờ, nghẹn đỏ mặt nói ra, ngươi. Diệp Thần Phong trực tiếp bàn tay vung lên, ầm, một tiếng, Giang Hoa Quân đầu cũng trực tiếp bạo liệt ra. Tiếp lấy, ầm, 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 đầu tiếng bạo liệt nhấp nhô liên tục vang lên, không bao lâu thời gian, Giang Hoa Quân dưới tay một nhóm kia đạo tặc là chết một cái đều không có còn lại rồi. Diệp Thần Phong lôi kéo rơi vào ngây người bên trong Đổng Uyển Như đi lên hai bước, nói ra, Viêm Dương đảo nhiệt độ sở dĩ hội càng ngày càng nóng, này hoàn toàn là vùng đất trung tâm những tinh thể kia tạo thành, cho nên không tồn tại Đổng Uyển Như cho các ngươi mang đến vận xui cách nói, xuất hiện tại có phải hay không các ngươi nên từng cái hướng về Đổng Uyển Như nói lời xin lỗi. Được Diệp Thần Phong lôi kéo cánh tay Đổng Uyển Như, người khi nghe đến lời nói này sau đó thân thể mềm mại của nàng vi vi run lên. Hàm răng là gắt gao cắn môi, nước mắt sốt cục không chống cự nổi từ hốc mắt trong chảy ra, người kiên cường quá lâu, quá lâu. Chương 1156, khống hỏa năng lực. Dã man va chạm. Đối với Diệp Thần Phong lần này thủ đoạn thần thông, những người còn lại đã sớm là bị sợ tráng váng, trong đó Đổng Uyển Như thúc thúc Đổng Thanh Sơn, hắn tại hít sâu vài khẩu khí sau đó hắn cái thứ nhất từ trong đám người đi ra, hắn từng bước đi tới Đổng Uyển Như trước mặt. Nói ra, Uyển Như, những năm này thúc thúc có lỗi với ngươi a hát. Nếu như thúc thúc ta không trông trước trông sau, hay là cuộc sống của ngươi vẫn có thể càng tốt hơn một chút. Viên mắt ướt át Đổng Uyển Như, người hung hăng lắc đầu, dù sao Đổng Thanh Sơn lúc trước cũng lén lút giúp người không ít bận bịu, kỳ thực trong lòng nàng vẫn là tán đồng Đổng Thanh Sơn cái này thúc thúc. Người vội vàng nói, thúc thúc, này không thể trách ngươi, nếu không có ngươi đang len lén giúp đỡ. Chỉ sợ ta đã sớm tại Viêm Dương đảo không cách nào tiếp tục sống rồi. Đổng Thanh Sơn tại đối Đổng Uyển Như xin lỗi sau đó hắn nhìn hướng Diệp Thần Phong, thận trọng hỏi, chúng ta Viêm Dương đảo nhiệt độ càng ngày càng cao nguyên nhân, có phải không thật sự cùng viêm hỏa trong rừng cây giải đất những tinh thể kia có quan hệ? Diệp Thần Phong khẳng định gật gật đầu, nói ra, đúng, những tinh thể kia ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi xử lý xong. Về sau các ngươi Viêm Dương đảo hẳn là sẽ không lại có như thế nóng bức nhiệt độ rồi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong cực kỳ khẳng định trả lời sau đó Đổng Thanh Sơn đối với trong thôn những người khác, nói ra các ngươi có nghe hay không, này Viêm Dương đảo nhiệt độ căn bản cùng cháu gái của ta không liên quan, huống hồ vị tiên sinh này giúp chúng ta giải quyết xong đám kia tội phạm, hắn còn nói phải giúp chúng ta xử lý xong những tinh thể kia, về sau chúng ta Viêm Dương đảo đem khôi phục bình thường. Các ngươi còn muốn nói Uyển Như là yêu nữ sao? Này Đổng Thanh Sơn tại trong thôn xóm cũng là có địa vị nhất định, huống hồ người ở chỗ này được Diệp Thần Phong thủ đoạn chấn nhiếp rồi, bọn hắn từng cái điên cuồng lắc đầu, theo người thứ nhất thanh niên đi tới Đổng Uyển Như trước mặt nói một câu, xin lỗi. Sau đó, người ở chỗ này liền một tên tiếp theo một tên đối với Đổng Uyển Như nói xin lỗi. Đổng Uyển Như nhìn xem đã từng những này đối với nàng châm chọc khiêu khích qua. Đối với nàng mắt lạnh đối đãi người, từng cái đều cúi thấp đầu nói xin lỗi rồi, người lau khô khóe mắt nước mắt, dùng dư quang của khóe mắt liếc nhìn một cái Diệp Thần Phong. Nhìn xem Diệp Thần Phong kiên nghị vô cùng gò má, người ở trong lòng lặng lẽ nói một câu cảm ơn ngươi. Sau một tiếng, Đổng Thanh Sơn mang theo trong thôn xóm người rời khỏi viêm hỏa rừng cây, mà Diệp Thần Phong lại trở về viêm hỏa rừng cây vùng đất trung tâm. Lần nữa bắt đầu hấp thu địa viêm tinh khôi phục thực lực, về phần Đổng Uyển Như nhưng là ngồi ở phía xa dưới một cây đại thụ, ánh mắt thủy chung là tập trung ở Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong làm cho nàng đi theo Đổng Thanh Sơn về thôn xóm đi, nhưng này Đổng Uyển Như chính là không muốn. Đang hấp thu hơn 10 khối màu đỏ nhạt địa viêm tinh sau đó Diệp Thần Phong thuận lợi khôi phục được tôn cấp đỉnh phong, hắn liếc nhìn nơi xa Đổng Uyển Như chả không hề rời đi, hắn liền hướng Đổng Uyển Như đi tới. Tại Đổng Uyển Như bên cạnh ngồi xuống. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít phương tiện đồ ăn, đối với Đổng Uyển Như nói ra, đói bụng không? Cùng ta đồng thời ăn một chút gì đi. Đổng Uyển Như nhìn thấy Diệp Thần Phong bỗng dưng biến ra rất nhiều người xưa nay chưa từng thấy thực vật. Người lần nữa tò mò nhìn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu xanh da trời sợi tơ quần áo đến. Trước đây không lâu Diệp Thần Phong đi tới Nam Hoa thành phố thời điểm. Hắn thuận tiện rút thời gian đi dạo một chút thương trường, tại trong thương trường giúp Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người chọn lựa một ít quần áo. Hắn đối Vũ Hiểu Phỉ đám người kích cỡ là khá hiểu, bởi vì Diệp Thần Phong thời gian dài không ở Vũ Hiểu Phỉ đám người bên cạnh, cho nên hắn giúp Vũ Hiểu Phỉ đám người tự mình chọn một ít quần áo,
e sợ Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người biết cũng sẽ rất vui vẻ. Này Đồng Uyển Như vóc người cùng Vũ Hiểu Phỉ gần như, mà Diệp Thần Phong cũng giúp Vũ Hiểu Phỉ mua nhiều bộ quần áo đây. Cho nên, hắn dự định lấy ra một cái màu xanh da trời sợi tơ quần áo đưa cho Đồng Uyển Như, dù sao Đồng Uyển Như y phục trên người quá mộc mạc rồi, nếu như mặc vào cái này màu xanh da trời sợi tơ quần áo, này hẳn có thể càng làm nổi bật lên khuôn mặt đẹp của nàng tới. Bộ y phục này đưa cho ngươi, hai ngày nữa ta hẳn là sẽ phải rời khỏi Viêm Dương đảo rồi. Cho rằng cho ngươi lưu cái kỷ niệm đi, cảm ơn ngươi đem ta từ biển bên trong cứu tới. Diệp Thần Phong ôn nhu nói. Đồng Uyển Như tại nhận lấy màu xanh lam sợi tơ quần áo sau, người cho tới bây giờ chưa từng thấy này quần áo đẹp đẽ, người không có suy nghĩ Diệp Thần Phong trên người vì sao lại có nữ nhân quần áo. Khởi điểm người là phi thường vui vẻ, nhưng nghe được Diệp Thần Phong hai ngày nữa sẽ phải rời khỏi Viêm Dương đảo, đây cũng để Đồng Uyển Như trong lòng nhất thời thật giống thiếu một thứ. Tại đem màu xanh lam sợi tơ quần áo đưa cho Đồng Uyển Như. Lại tùy tiện ăn một ít gì đó sau đó Diệp Thần Phong đi trở về Viêm Hỏa rừng cây vùng đất trung tâm, tại vừa vặn đang hấp thu màu đỏ nhạt địa viêm tinh lúc, hắn phát hiện một cái phi thường chuyện kỳ diệu, hắn dự định lại thử. Diệp Thần Phong đem một khối màu đỏ nhạt địa viêm tinh nắm tại trong tay trái, bắt đầu hấp thu lên địa viêm tinh trong hỏa thuộc tính năng lượng, làm nhất cổ cường hãn lửa nóng đột nhiên tràn vào Diệp Thần Phong trong gân mạch lúc, còn không chờ bên trong đan điền hồng sắc khí thể xoay tròn. Diệp Thần Phong bàn tay phải nhanh chóng hướng về bên cạnh một cây đại thụ phương hướng bình đưa ra ngoài, đem một mạch tràn vào hắn trong gân mạch hỏa thuộc tính năng lượng, nỗ lực thông qua bàn tay phải của hắn thả ra ngoài. Oanh, một tiếng. Một tia mãnh liệt hỏa diễm từ Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong xì ra, này làm cho Diệp Thần Phong là mừng rỡ, nếu như hắn có thể đủ hấp thu địa viêm tinh bên trong năng lượng, dùng này đến tiến hành hỏa diễm công kích. Vậy thì lại đều sẽ trở thành hắn một cái lá bài tẩy. Bất quá, hắn nhất định muốn để bên trong đan điền hồng sắc khí thể không nên hấp thu địa viêm tinh năng lượng. Vừa vặn hắn chỉ là hấp thu một phần nhỏ hỏa thuộc tính năng lượng, tại hồng sắc khí thể còn chưa kịp xoay tròn lúc thức dậy. Hắn liền lại đem nguồn năng lượng này thả ra ngoài rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến không nên hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng, không nên hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng. Một bên hắn lại bắt đầu hấp thu bàn tay trái bên trong địa viêm tinh năng lượng, thật giống bên trong đan điền hồng sắc khí thể nghe được Diệp Thần Phong trong lòng lời nói, theo Diệp Thần Phong không ngừng hấp thu địa viêm tinh năng lượng, hồng sắc khí thể dĩ nhiên thật không có xoay tròn. Tại cầm trong tay địa viêm tinh năng lượng toàn bộ hút khô sau đó Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được nhất cổ cường hãn hỏa thuộc tính năng lượng, tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong gân mạch chảy xuôi. Khiến hắn gân mạch nằm ở một loại hỏa thiêu đâm nhói bên trong. Diệp Thần Phong cánh tay phải lần nữa giơ lên, đột nhiên đem trong cơ thể hỏa thiêu thuộc tính năng lượng phóng thích ra ngoài, oanh, 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 một đám lớn hỏa diễm từ Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong đột nhiên trốn ra, đem chung quanh cây cối đều bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Thần Phong vi vi nhíu nhíu mày, ngọn lửa này quá phân tán, cho nên uy lực này không có đạt đến hắn trong dự đoán yêu cầu. Trong lòng thầm nghĩ, tập trung thành mẫu dạng sự vật lại thả ra ngoài, e sợ công kích hiệu quả đều sẽ mức độ lớn bay lên. Thế là, Diệp Thần Phong lại đem một khối màu đỏ nhạt địa viêm tinh nắm ở trong tay trái, tại đem địa viêm tinh bên trong hỏa thuộc tính năng lượng hấp thu xong sau đó Diệp Thần Phong từ từ nâng lên cánh tay phải, tại trong đầu nỗ lực khắc họa xuất như thế sự vật đến, trong đầu rất nhanh hội tụ thành một đầu tức giận châu đực. Diệp Thần Phong hơi hơi khinh cau mày. Trong cổ họng quát nhẹ một tiếng sau đó dưới chân hắn bước chân không kiềm hãm được lui về phía sau một bước, nhất cổ cường hãn hỏa thuộc tính năng lượng từ bàn tay phải của hắn bên trong tập trung phóng thích ra ngoài, này cháy hừng hực hỏa diễm tại trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa diễm châu đực, đột nhiên hướng về phía trước một cây đại thụ chạy tới. Tại đây đầu hỏa diễm châu đực đụng vào cây kia trên đại thụ che trời thời điểm, cây kia đại thụ che trời tại trong vài giây trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhìn xem này các loại hiệu quả sau đó Diệp Thần Phong mới hài lòng gật gật đầu, bây giờ hắn mới tôn cấp đỉnh phong thực lực, tại không tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng, hắn chỉ có thể chính diện giao thủ cấp thánh trung kỳ cao thủ. Mà vừa vặn cái này hỏa diễm công kích sức mạnh, Diệp Thần Phong đoán chừng đủ khiến một tên cấp thánh đỉnh phong cao thủ được vết thương không nhẹ rồi, quan trọng nhất là trong cơ thể hắn sẽ không tiêu hao quá nhiều linh hồn lực. Tại thả ra cái này hỏa diễm công kích sau đó hắn chả có năng lực có thể chiến đấu.
Chính lúc Diệp Thần Phong còn muốn thử nghiệm thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch một trận đâm nhói, xem ra ngọn lửa này công kích cũng không phải có thể vô hạn sử dụng, nhiều lắm mỗi ngày sử dụng một lần, Diệp Thần Phong cũng không dám muốn đi hấp thu còn lại màu sắc càng sâu sắc thêm hơn địa viêm tinh rồi, bây giờ hắn biết mình nhiều nhất có thể thừa nhận được màu đỏ nhạt địa viêm tinh. Diệp Thần Phong lau một cái mồ hôi trên trán, tự nhủ chiêu này hỏa diễm công kích tự kêu là dã man va chạm đi. Chương 1157, rời đi, quỷ dị âm thanh lại vang lên. Tại đem dã man va chạm nghiên cứu ra sau đó Diệp Thần Phong yếu suy tính là như thế nào đem nhiều như vậy địa viêm tinh mang đi, màu đỏ nhạt cùng màu đỏ địa viêm tinh hẳn là vẫn có thể miễn cưỡng đựng vào trong không gian giới chỉ, nhưng màu đỏ sẫm cùng màu hồng đậm địa viêm tinh nhiệt độ quá cao, liền Diệp Thần Phong đều không thể lấy tay đi tiếp xúc, nếu như trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ. Như vậy có 90% khả năng, nhẫn không gian sẽ trực tiếp hòa tan đi. Này hết thảy địa viêm tinh Diệp Thần Phong là tình thế bắt buộc, trong đầu bắt đầu không ngừng suy tư lên, khi hắn vừa vặn rơi vào trong trầm tư thời điểm, một đạo thanh âm xa lạ tại ý thức của hắn bên trong vang vọng lái tới, dùng máu tươi của ngươi nhỏ ở địa viêm tinh thượng, địa viêm tinh nhiệt độ là có thể tạm thời được ẩn giấu đi rồi. Rơi vào trong trầm tư Diệp Thần Phong đột nhiên từ trong trầm tư tỉnh táo lại, hai con mắt hướng về bốn phía tra xét một lần, tại không có bất kỳ phát hiện sau đó hắn tự nhủ, rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Đúng rồi, tại vừa vặn phát hiện loại tinh thể này thời điểm, cũng là cái thanh âm này nói cho ta biết loại tinh thể này gọi là địa viêm tinh, đây cũng không phải ảo giác không thể đồng thời xuất hiện hai lần, ta gần nhất đến cùng là thế nào. Diệp Thần Phong không khỏi lại hồi tưởng lại lúc trước giấc mộng kia cảnh. Ở trong giấc mộng cái kia bóng trắng cùng bóng đen người tiện tay giết chết trong truyền thuyết Phượng Hoàng cùng Thanh Long, từ khi chuyện kia sau đó Diệp Thần Phong trong lòng liền có loại phi thường dự cảm không tốt rồi. Dù sao trong giấc mộng bóng trắng cùng bóng đen người quá mạnh mẽ, bọn hắn có thể phá toái hư không, bọn hắn có thể đứng ở trên bầu trời, Diệp Thần Phong ở đằng kia bóng trắng cùng bóng đen mặt người trước căn bản so với run dế còn muốn nhỏ bé. Lẽ nào tất cả những thứ này thật cùng đan điền ta bên trong hồng sắc khí thể có quan hệ? Lẽ nào bóng trắng cùng bóng đen người bực này cường giả tuyệt thế thật sự tồn tại? Các loại nghi hoặc bồi hồi tại Diệp Thần Phong trong đầu, để trong đầu hắn suy nghĩ là càng ngày càng hỗn loạn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong mãnh liệt lắc đầu, đem các loại nghi vấn tạm thời áp chế xuống, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ loại kia thần hồ kỳ thần tuyệt thế cao thủ đến cùng có tồn tại hay không. Hiện tại mục tiêu của ta chính là sớm ngày đến thần cấp tầng thứ, sớm ngày đem thiên minh minh chủ Nghiêm Phi Trần giết chết. Diệp Thần Phong ánh mắt lần nữa nhìn hướng trên mặt đất địa viêm tinh, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây chủy thủ, tự nhủ, bất kể như thế nào, ta thử trước một chút đi. Diệp Thần Phong trực tiếp đem chính mình tay phải ngón trỏ bị rạch rách rồi, sau đó, hắn đem một giọt mang có một chút điểm sáng màu vàng óng tiên huyết, nhỏ ở một khối màu đỏ nhạt địa viêm tinh thượng. Tại máu tươi của hắn chạm vào địa viêm tinh thời điểm, rất nhanh dung nhập vào địa viêm tinh bên trong, màu đỏ nhạt địa viêm tinh thượng nhiệt độ bỗng nhiên co rút lại, hiện tại cho dù người bình thường cầm lấy khối này màu đỏ nhạt địa viêm tinh cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì rồi. Xem ra còn thật sự có hiệu quả, này thì càng thêm chứng minh rồi âm thanh kia cũng không phải ảo giác. Diệp Thần Phong lập tức lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chén nhỏ, đột nhiên đem tay phải của mình bị rạch rách rồi. Thả một chén nhỏ tiên huyết đi ra, nếu như mỗi một mảnh đất viêm tinh thượng chỉ cần nhỏ lên một giọt tiên huyết, như vậy này một chén nhỏ huyết là đầy đủ dùng. Màu đỏ nhạt địa viêm tinh tổng cộng có hơn 2.000 khối, màu đỏ địa viêm tinh tổng cộng có hơn 1.000 khối, màu đỏ sẫm địa viêm tinh tổng cộng có hơn 500 khối, màu hồng đậm địa viêm tinh nhưng là có hơn 200 khối. Diệp Thần Phong trước đem màu đỏ nhạt, màu đỏ cùng màu đỏ sẫm địa viêm tinh, toàn bộ dùng một giọt máu tươi đến áp chế ở bọn chúng hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng đến phiên màu hồng đậm địa viêm tinh lúc, khởi điểm Diệp Thần Phong nhỏ một giọt tiên huyết, hắn phát hiện màu hồng đậm địa viêm tinh không có bị áp chế lại, sau đó, hắn lại giọt giọt thứ hai, thứ ba tuôn, thứ tư tích. Thẳng đến thứ tám tích thời điểm, mới miễn cưỡng đem màu hồng đậm địa viêm tinh chế trụ rồi, xem ra này màu hồng đậm địa viêm tinh bên trong hỏa thuộc tính năng lượng. Muốn không biết so với trước kia ba loại địa viêm tinh cường hãn bao nhiêu lần đây. Này làm cho Diệp Thần Phong cũng âm thầm tặc lưỡi, nếu như hắn trực tiếp cầm lấy màu hồng đậm địa viêm tinh, đoán chừng kết cục của hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào.
Tại đem hết thảy địa viêm tinh đều tạm thời áp chế lại sau đó Diệp Thần Phong đem các loại địa viêm tinh thu sạch vào trong không gian giới chỉ, nhất thời đem toàn bộ nhẫn không gian là nhét được tràn đầy được rồi. Này làm cho Diệp Thần Phong phải không cấm nhíu nhíu mày, xem ra hắn cần thiết một lần nữa chế tác một cái càng gia tăng hơn nhẫn không gian rồi. Tại đem hết thảy địa viêm tinh đều thu nhập trong không gian giới chỉ sau, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái lớn vô cùng hố, mà viêm hỏa rừng cây nhiệt độ cũng đang dùng một loại cực kỳ nhanh chóng phương thức hạ thấp, về sau tòa này viêm dương đảo phải cùng phổ thông hòn đảo sẽ không có bất kỳ khác biệt gì rồi. Bây giờ Diệp Thần Phong khôi phục thực lực đã đến tôn cấp đỉnh phong, địa viêm tinh cũng thu sạch tiến trong không gian giới chỉ rồi, có thể nói hắn là thời điểm rời đi viêm dương đảo rồi, bất quá, làm hắn nhìn thấy trước sau ở phía xa đang ngồi Đồng Uyển Như, này làm cho trong lòng của hắn là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn dự định tại viêm dương đảo nhiều thêm ở 2 ngày đi. Vừa vặn hắn trong không gian giới chỉ có linh hồn trùng tử, hắn dự định đem linh hồn trùng tử cắm vào Đồng Uyển Như trong cơ thể, để Đồng Uyển Như trở thành linh hồn lực chiến sĩ, lấy hiện tại Diệp Thần Phong thực lực, hắn gần như có thể để cho Đồng Uyển Như trực tiếp trở thành tam cấp linh hồn lực tả hữu cao thủ. Dựa vào phần này thực lực, về sau ở cái này viêm dương trên đảo hẳn là không ai có thể bắt nạt đến nàng, cái này cũng là xem như là Diệp Thần Phong đối Đồng Uyển Như một loại báo đáp đi. 2 ngày sau, viêm dương đảo bờ biển. Đồng Uyển Như mặc trên người Diệp Thần Phong đưa cho nàng cái này màu xanh da trời sợi tơ quần áo, làm cho nàng đẹp là càng thêm lóa mắt rồi. Tại Kim Vĩ Cường sau khi chết, Đồng Uyển Như thúc thúc Đồng Thanh Sơn thuận lợi đã trở thành thôn xóm trưởng thôn. Đồng Thanh Sơn cùng một ít người trong thôn cũng đều tại mặt biển. Trải qua Đồng Thanh Sơn cùng lúc đó người ở chỗ này giải thích, trong thôn xóm tất cả mọi người lần nữa tiếp nhận rồi Đồng Uyển Như. Mà tại đây 2 ngày bên trong, Diệp Thần Phong cũng thuận lợi đem linh hồn trùng tử cắm vào Đồng Uyển Như trong cơ thể, đồng thời giúp Đồng Uyển Như đem trong cơ thể linh hồn lực tăng lên tới tam cấp đỉnh phong tầng thứ. Đồng Uyển cả ánh mắt không thôi nhìn chằm chằm đứng ở bờ biển Diệp Thần Phong, hôm nay Diệp Thần Phong thật sự muốn rời khỏi viêm dương đảo rồi, theo Đồng Uyển Như Diệp Thần Phong xuất hiện mấy ngày nay, là ở người sau khi cha mẹ mất trong mấy ngày nay, người cảm giác vui vẻ nhất tháng ngày. Tại 2 ngày nay tiếp xúc, Đồng Thanh Sơn cũng biết tên Diệp Thần Phong, hắn cũng nhìn ra được cháu gái của mình đối Diệp Thần Phong có ý tứ. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài, nói ra, Diệp tiên sinh, lẽ nào ngươi thật sự không có ý định tại viêm dương đảo định cư lại sao? Chúng ta viêm dương đảo tất cả mọi người hoan nghênh ngươi. Tại Đồng Thanh Sơn nói ra câu nói này thời điểm, Đồng Uyển Như là mong đợi nhìn xem Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sao có thể đủ ở lại viêm dương đảo. Hắn tuy rằng nhìn ra được Đồng Uyển Như đối với hắn có chút ý tứ, thế nhưng hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, hắn cũng không muốn làm lỡ Đồng Uyển Như hạnh phúc. Không được, ở bên ngoài chả có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm đây. Diệp Thần Phong hồi đáp. Đồng Uyển Như trong lòng một trận khó chịu, mà Đồng Thanh Sơn là biết không cách nào lưu lại Diệp Thần Phong rồi. Hắn cười nói Diệp tiên sinh, đa tạ ngươi giúp chúng ta giải quyết xong một nhóm kia tội phạm. Đa tạ ngươi giúp chúng ta giải quyết xong viêm dương đảo nhiệt độ cao sự tình. Diệp Thần Phong tùy ý khoát tay áo một cái, hắn đã lấy được nhiều như vậy địa viêm tinh, kỳ thực cuối cùng nhất là hắn kiếm được. Hắn nhìn xem tiếng trầm không nói Đồng Uyển Như, nói ra, Đồng Uyển Như, ta phải đi, cuối cùng nói cho ngươi biết, ta gọi Diệp Thần Phong, không nên gọi ta hai choáng váng. Đồng Uyển Như trong con ngươi xinh đẹp nước mắt chợt lóe lên, cười nói, đi thôi. Ta biết ngươi không phải là người bình thường, thế giới bên ngoài nhất định làm đặc sắc chứ. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, có lúc nhất định muốn quyết định thật nhanh, Diệp Thần Phong trực tiếp để dâng lên linh hồn lực, bóng người hướng về biển rộng tránh đi rồi, hai chân dẫm tại trên mặt biển, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy đi rồi, không quay đầu lại. Mà khi Diệp Thần Phong vừa vặn đi ra ngoài 50, 60 mét thời điểm, chỉ nghe Đồng Uyển Như thanh âm từ phía sau truyền tới, hai ngốc. Gặp lại. Hai ngốc, gặp lại. Chạy nhanh tại trên mặt biển Diệp Thần Phong, thân thể hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa không khống chế xong linh hồn lực, thân thể trực tiếp ngã vào trong biển rộng. Đứng ở bờ biển Đồng Uyển Như, nàng nhìn Diệp Thần Phong thân ảnh từ từ biến mất ở trong tầm mắt của nàng hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, nhớ tới vừa vặn Diệp Thần Phong tại trên mặt biển lảo đảo một cái dáng dấp, trong lòng nàng nở nụ cười, hai ngốc, ta liền phải gọi ngươi hai ngốc. Bởi vì ngươi là hai ngốc mấy ngày nay, đều là thuộc về ta Đồng Uyển Như một người.
Cười, cười, Đồng Uyển như rơi lệ, tiếp lấy, tê tâm liệt phế bắt đầu khóc lớn, người quên không được người đàn ông này rồi, hay là cả đời không cách nào quên mất. Đồng Uyển như trong lòng đột nhiên nhô ra một cái ý nghĩ, người cũng muốn rời khỏi Viêm Dương đảo, tại gần đoạn thời gian, người cũng muốn mau chân đến xem Viêm Dương đảo thế giới bên ngoài. Chương 1158, kỳ quái hố đen. Bị bức ép tuyệt cảnh. Viêm Dương đảo. Viêm hỏa rừng cây vùng đất trung tâm. Tại Diệp Thần Phong sau khi rời đi, Đồng Thanh Sơn đám người là về trong thôn xóm rồi, mà Đồng Uyển như chỉ một người đi tới Viêm hỏa rừng cây. Đồng Uyển như ngồi xổm ở Viêm hỏa rừng cây vùng đất trung tâm, nhìn xem phía trước mặt bởi vì móc xuống địa viêm tinh, do đó sinh ra một cái cự đại hố động, này làm cho Đồng Uyển như là lún xuống tiến vào thế giới của mình bên trong. Đồng Uyển như sở dĩ sẽ nhanh như thế đối Diệp Thần Phong sản sinh một loại nào đó tình cảm, điều này là bởi vì tại Diệp Thần Phong chưa có tới đến Viêm Dương đảo trước đó, người Đồng Uyển như thủy chung là lẻ loi một người, chả phải bị trong thôn xóm người xa lánh cùng chào phúng, có thể nói Đồng Uyển như sợ nhất liền là một người buổi tối, chỉ là người ở bề ngoài có vẻ hết sức lạc quan mà thôi. Ngồi xổm đang ngồi Đồng Uyển như, nhớ tới Diệp Thần Phong đem kim ba thạch cho một quyền đánh bay. Nhớ tới Diệp Thần Phong phải giúp người lấy lại công đạo hứa hẹn, nhớ tới Diệp Thần Phong vậy không tính thâm hậu, lại làm cho nàng như vậy an tâm bóng lưng, Đồng Uyển như khóe miệng liền không kiềm hãm được lộ ra một vệt nụ cười, đem đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm chặt một ít, tự nhủ, hai ngốc, ta tin tưởng chúng ta nhất định còn có thể gặp mặt lại. Nhưng mà, làm Đồng Uyển như mới vừa từ mặt đất thượng đứng lúc thức dậy, trước mặt nàng cái kia cực lớn hố động sản sinh biến hóa. Chỉ thấy cái kia nguyên bản không có bất kỳ đặc thù hố, bỗng nhiên biến thành một cái không đáy hố đen, căn bản không thấy rõ trong hố đen ra sao loại cảnh tượng. Đột nhiên nhìn thấy như vậy biến hóa Đồng Uyển như, trong lòng nàng có loại phi thường dự cảm không tốt, chính lúc người muốn lập tức rời đi Viêm hỏa rừng cây thời điểm, chỉ thấy cái kia kỳ quái trong hố đen đột nhiên sinh ra nhất cổ cực hạn sức hút, phải đem Đồng Uyển như hoàn toàn hút vào trong hố đen. Đồng Uyển như mới chỉ là tam cấp đỉnh phong linh hồn lực. Người thì lại làm sao ngăn cản được này hố đen cực hạn sức hút, bạch. Một tiếng, Đồng Uyển như thân thể trực tiếp chìm vào trong hắc động, tại đem Đồng Uyển như hút vào trong hắc động bên trong, cái hắc động này lại từ từ khép lại, khôi phục được nguyên lai cái kia hố dáng dấp. Này kỳ quái trong hố đen rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào sẽ là đi về một cái thế giới khác lối vào sao? Vẫn là, tại Đồng Uyển như bị kỳ quái hố đen hút đi vào thời điểm. Diệp Thần Phong nhưng là tại trên mặt biển nhanh chóng chạy trốn, ước chừng tại chạy trốn sau 3 tiếng, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân đột nhiên ngừng lại, hắn ánh mắt nhìn về phía bên trái xa xa một cái hòn đảo, hắn cảm giác bén nhạy năng lực, cảm thấy hòn đảo nhỏ kia tự thượng có từng tia linh hồn lực truyền đến. Chẳng lẽ là hân gì bọn hắn? Diệp Thần Phong không tự chủ lầm bầm một câu, dù sao trước đó hắn hoàn toàn nằm ở một loại trạng thái mất khống chế, Lâm Hân Di. Lý Gỗ Lim cùng Hứa Hồng Văn 8, 9, 10% hội siêu tầm tung tích của hắn. Trong lòng nghĩ tới chỗ này sau đó Diệp Thần Phong liền hướng hòn đảo nhỏ kia tự đi tới, bất quá, hắn cố ý áp chế trong cơ thể linh hồn lực, tại chưa có xác định tiểu trên hòn đảo người là địch. Là hữu, trước đó, Diệp Thần Phong chả không có ý định bại lộ thân phận. Tiểu trên hòn đảo trong rừng cây. Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, ánh mắt song toàn bộ tập trung vào cách bọn họ cách đó không xa một người đàn ông trên người. Người đàn ông này ước chừng khoảng 30 tuổi, trên mặt là phong đạm vân khinh vẻ mặt, hắn chính là đến trong biển rộng siêu tầm Diệp Thần Phong đám người Thiên Minh Ngũ Thánh một trong Chuông Lập Dương rồi. Tại Chuông Lập Dương bên cạnh còn đứng 4 tên tôn cấp sơ kỳ Thiên Minh cao thủ, tại một ngày trước, Chuông Lập Dương phát hiện Lý Gỗ Lim đám người tung tích. Thế là Chuông Lập Dương đối Lý Gỗ Lim đám người triển khai truy kích, trải qua một ngày truy kích sau đó Chuông Lập Dương rốt cuộc tại trên hòn đảo nhỏ này ngăn chặn Lý Gỗ Lim đám người đường đi. Mới có 30 tuổi liền đến cấp thánh đỉnh phong Chuông Lập Dương, hắn thân là thiên minh nhân vật thiên tài, hắn luôn luôn là cực kỳ cao ngạo, trên trời minh bên trong ngoại trừ minh chủ Nghiêm Phi Trần, Chuông Lập Dương sẽ không mua bất luận người nào món nợ. Tại Chuông Lập Dương xem ra hắn yếu đột phá đến đế cấp linh hồn lực không tốn thời gian dài thời gian, đời này coi như là bước vào thần cấp linh hồn lực, này đối với hắn mà nói cũng không phải là không có khả năng. Chuông Lập Dương ánh mắt quét mắt một lần Lý Gỗ Lim đám người,
hắn hơi mỉm cười nói, Diệp Thần Phong đâu này? Hắn lẽ nào không cùng với các ngươi sao? Vậy thì phi thường đáng tiếc, nguyên bản ta chả muốn phải xem thử xem Diệp Thần Phong thực lực đây. Bây giờ nhìn lại là không có cơ hội này. Chuông Lập Dương lại nói tiếp, các ngươi là lựa chọn đầu hàng đi theo ta đâu này? Vẫn để cho ta động thủ, dù sao minh chủ cũng không có điểm danh yếu lưu các ngươi người sống, một khi ta động thủ, ta nhưng bảo đảm không cho phép sơ ý một chút đem bọn ngươi cho một con trưởng đập chết. Lý Gỗ Lim, Hứa Hồng Văn cùng Lâm Hân Di sắc mặt đều hết sức khó coi, Chuông này Lập Dương tên tuổi, Lý Gỗ Lim mấy người cũng là nghe nói qua, mà Lý Gỗ Lim chỉ có cấp thánh sơ kỳ thực lực, Hứa Hồng Văn chỉ có cấp thánh trung kỳ thực lực, về phần Lâm Hân Di nhưng là càng thêm không chịu nổi, người chỉ có tôn cấp trung kỳ thực lực, ba người bọn hắn gộp lại cũng hầu như không thể nào là Chuông Lập Dương đối thủ, huống hồ tại Chuông Lập Dương bên cạnh còn đứng bốn tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ đây. Thế nhưng, muốn cho Lý Gỗ Lim đám người ngoan ngoãn đầu hàng, đây căn bản là không thể nào, Hứa Hồng Văn trước tiên đem trong cơ thể linh hồn lực cho đề được đưa lên. Sau đó Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di cũng để dâng lên linh hồn lực đến. Chuông Lập Dương thấy thế, hắn uốn éo cánh tay, nói ra, xem ra các ngươi là lựa chọn động thủ. Cũng tốt, mấy ngày nay tại du thuyền thượng ngốc xương đều không thoải mái, liền để cho ta tới lỏng xương một chút đi. Ngược lại, Chuông Lập Dương rồi hướng bên cạnh bốn tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ, nói ra các ngươi ở một bên nhìn xem là được rồi. Tiếng nói vừa vặn hạ xuống. Chuông Lập Dương thân ảnh liền hướng Lý Gỗ Lim đám người nhoáng tới, trong đó Lâm Hân Di căn bản vô pháp đuổi tới Chuông Lập Dương tốc độ, Chuông Lập Dương tiện tay một quyền, liền đem Lâm Hân Di cho cái thứ nhất đánh bay ra ngoài. Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim không dám có chút qua loa, hai người bọn họ liên hợp lại đối Chuông Lập Dương triển khai công kích, này Lý Gỗ Lim liên thủ với Hứa Hồng Văn, có thể nói có thể so sánh vậy cấp thánh đỉnh phong cao thủ, nhưng Chuông Lập Dương cũng không phải bình thường cấp thánh đỉnh phong cao thủ. Đang cùng Lý Gỗ Lim, Hứa Hồng Văn quá rồi mấy chiêu sau đó Chuông Lập Dương cười nói, không tệ, không tệ, vừa vặn ta chỉ dùng 5 thành thực lực, hai người các ngươi có thể để cho ta dùng 8 thành thực lực. Chuông Lập Dương thân thể đột nhiên run lên, khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên, này làm cho Hứa Hồng Văn cùng Lý Tương trong lòng đột nhiên một cái lộp bộp, Chuông này Lập Dương tốc độ cùng sức mạnh đột nhiên gia tăng rồi, này làm cho Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim bắt đầu không cách nào chiêu dậy. Trải qua 3 phút sau khi chiến đấu, hai tiếng, Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề té lăn quay trên mặt đất, trong miệng đột nhiên phun xuất một ngụm máu tươi đến, hai người bọn họ không cách nào từ dưới đất đứng lên rồi, về phần một bên cái thứ nhất được đánh bại Lâm Hân Di, người cũng bị nội thương nghiêm trọng, cũng may không tổn thương tới tính mạng, chỉ là tạm thời không cách nào nhúc nhích mà thôi. Diệt Thiên Minh thánh cấp cao thủ cũng chỉ đến như thế, ta nghĩ nếu như cái kia gọi Diệp Thần Phong tại, hắn hay là có thể làm cho ta sử dụng 100% thực lực. Chuông Lập Dương một mặt thất vọng lắc đầu. Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn liếc nhìn nhau, lúc này bọn họ là thật sự bị ép vào trong tuyệt cảnh rồi, dĩ vãng có Diệp Thần Phong ở thời điểm, bọn hắn hay là còn có một tia hy vọng, nhưng bây giờ liền Diệp Thần Phong cũng không tại, bọn hắn lại bị trọng thương. Trước mắt chỉ có thúc thủ xin mời phần rồi. Bốn người các ngươi lại đây. Chuông Lập Dương đối với cái kia bốn tên thiên minh tôn cấp sơ kỳ cao thủ nói ra. Ở đằng kia bốn tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ đi tới Chuông Lập Dương bên cạnh thời điểm, rừng cây nơi nào đó cành lá xum xuê trên cây to, bôi đen bóng chính ngồi xổm ở đại thụ trên thân cây. Này lau người bóng chính là Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong đem chuyện mới vừa phát sinh thu sạch vào đáy mắt. Hắn cố ý thu lại trong cơ thể linh hồn lực, bàn tay phải bên trong nắm một khối màu đỏ nhạt địa viêm tinh, hắn chính tại không ngừng mà hấp thu địa viêm tinh bên trong hỏa thuộc tính năng lượng, hắn cảm giác được suốt Chuông Lập Dương là cấp thánh đỉnh phong cao thủ. Hắn nhất định muốn trước tiên lợi dụng dã man va chạm để Chuông Lập Dương bị thương, như vậy hắn mới chắc chắn đem tên này cấp thánh đỉnh phong cao thủ cho giết chết. Bốn người các ngươi đem ba người bọn hắn cho cầm lên. Chuông Lập Dương rồi hướng cái kia bốn tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ nói ra. Nằm dưới đất Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn được thiên minh người cầm nã không sao, nhưng là bọn hắn liền Diệp Thần Phong mất tích tin tức cũng vẫn không có mang trở lại kinh thành đây này. Đến lúc đó không có ai đi tìm kiếm Diệp Thần Phong, nói không chắc Diệp Thần Phong thật sự sẽ phát sinh một ít cái gì bất ngờ. Đây là bọn hắn lo lắng nhất.
Về phần mình bây giờ bị đẩy vào tuyệt cảnh, bọn hắn đúng là không có quá mức lo lắng, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong mới là tương lai diệt trừ thiên minh hy vọng. Chương 1159, Hóa huyết phương pháp. Bữa ăn ngon thời gian. Ở đằng kia bốn tên thiên minh tôn cấp sơ kỳ cao thủ nghe được Chuông Lập Dương mệnh lệnh, chuẩn bị phải đem cách đó không xa Hứa Hồng Văn đám người bắt giữ thời điểm, Hứa Hồng Văn đám người là trên mặt mang theo vẻ tuyệt vọng, mà chính lúc này, bôi đen bóng từ nơi không xa trên một cây đại thụ trốn ra, cái này động tĩnh làm cho bốn tên thiên minh tôn cấp sơ kỳ cao thủ đình chỉ bước chân, không hẹn mà cùng nhìn hướng về kia bóng đen, rít lên một tiếng từ về kia bóng đen phương hướng chuyển đến, dã man va chạm. Tiếp lấy, từ về kia bóng đen địa phương đột nhiên xuất hiện một đám lớn hỏa diễm ở trong không khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa diễm châu đực. Ngọn lửa này châu đực nhanh chóng hướng về bốn tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ cùng Chuông Lập Dương vào tới. Cái này đột nhiên lên tất cả để tất cả mọi người tại chỗ đều trong thời gian ngắn lăng thần, mà hỏa diễm châu đực tốc độ lại nhanh vô cùng. Oanh! Một tiếng, ngập trời đại hỏa trong nháy mắt đem Chuông Lập Dương cùng bốn tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ cắn nuốt mất rồi. Đối mặt với cuồn cuộn sóng nhiệt, Hứa Hồng Văn đám người là trợn mắt hốc mồm, nhìn xem vệt kia càng đi càng gần bóng đen người. Hứa Hồng Văn nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc nói, Diệp thiếu. Lý Gỗ Lim cũng chậm chậm hồi phục thần trí, tâm tình cực kỳ kích động nói, Diệp thiếu, đúng là người a hát. Về phần nằm dưới đất Lâm Hân Di, người đang nhìn đến Diệp Thần Phong nháy mắt, trong con ngươi xinh đẹp bắn ra khác thường hào quang đến, bất quá, trên mặt nàng cũng không hề biểu hiện đặc biệt rõ ràng, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, ta liền biết ngươi không có việc gì. Ngươi vừa cứu ta một lần, vừa cứu mọi người một lần. Diệp Thần Phong đi tới Hứa Hồng Văn đám người trước mặt sau, ánh mắt của hắn là không nháy một cái nhìn cách đó không xa lửa cháy hừng hực. Hắn biết hắn một chiêu này dã man va chạm nhiều nhất để cấp thánh đỉnh phong cao thủ bị thương nặng, còn không đến mức đem cấp thánh đỉnh phong cao thủ cho một chiêu mất mạng. Diệp Thần Phong hỏi, Hứa Thúc, Lý Thúc. Người này cũng là thiên minh ngũ thánh một trong. Hứa Hồng Văn gật đầu nói, Diệp Thiếu. Người nói không sai, hắn gọi Chuông Lập Dương, năm nào chỉ 30 tuổi liền bước vào cấp thánh đỉnh phong tầng thứ, có thể nói hắn là thiên minh bên trong hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Bất quá, Diệp Thiếu, ngươi vừa vặn một đòn hẳn có thể đưa hắn cho giết chết, Diệp Thiếu ngươi vừa vặn công kích không giống như là linh hồn chi thuật a hát. Lúc trước cũng chưa từng thấy Diệp Thiếu ngươi từng dùng tới. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, chiêu này dã man va chạm xác thực không là linh hồn chi thuật. Là ta mấy ngày nay vừa vặn nghiên cứu một loại chiêu thức mới. Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn nghe được câu này sau. Bọn hắn lần nữa lâm vào trong khiếp sợ, vừa vặn một chiêu kia power thật sự là quá lớn, cho dù cấp thánh trung kỳ Hứa Hồng Văn, hắn biết mình nếu như được một chiêu này cho đánh chúng, kết cục của hắn nhất định là chắc chắn phải chết, Diệp Thần Phong lại đang mấy ngày ngắn ngủi bên trong lại nghiên cứu ra bực này cường hãn tuyệt chiêu. Này làm sao có thể để cho bọn họ không kinh sợ. Tại Hứa Hồng Văn đám người rơi vào trong khiếp sợ thời điểm. Diệp Thần Phong lại nói, Chuông Lập Dương hẳn là còn chưa chết, ta vừa vặn một chiêu kia chỉ có thể làm cho cấp thánh đỉnh phong cao thủ bị thương nặng. Diệp Thiếu, cái này không thể nào đi. Hứa Hồng Văn không dám tin nói ra. Nhưng mà, tại Hứa Hồng Văn lời nói âm mới vừa hạ xuống xong, cách đó không xa cháy hừng hực hỏa diễm dần dần tản đi rồi. Từ trong ngọn lửa xuất hiện một bóng người, đạo nhân ảnh này trên người rất nhiều vị trí đều bị cháy rụi. Nhưng cũng lấy khẳng định là người này còn chưa chết, người này chính là Chuông Lập Dương rồi. Về phần mặt khác bốn tên thiên minh tôn cấp sơ kỳ cao thủ, bọn hắn nhưng là trực tiếp được dã man va chạm cho đốt thành cho bụi rồi. Toàn thân nhiều chỗ vị trí được đốt cháy khét Chuông Lập Dương, ánh mắt của hắn tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, cực kỳ âm trầm nói, ngươi chính là Diệp Thần Phong chứ. Không tệ. Không tệ, người quả nhiên không để cho ta thất vọng, vừa vặn một chiêu kia liền miểu sát bốn tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ, hơn nữa để cho ta đều tổn thương thương thế nghiêm trọng. Rõ ràng trên người ngươi linh hồn lực chấn động chỉ ở vào tôn cấp đỉnh phong tầng thứ, mà thực lực của ngươi lại cường hãn đáng sợ, lúc trước rất nhiều người đều cho rằng ta Chuông Lập Dương là thiên tài, ta đồng dạng cũng cho là như vậy, bất quá. Hôm nay ta nhất định phải thừa nhận một điểm, ngươi Diệp Thần Phong mới thật sự là thiên tài. Chuông Lập Dương trong con ngươi đột nhiên bắn ra hai bôi nồng nặc lệ khí đến, đề cao mấy phần âm lượng, nói tiếp, thế nhưng,
ta Chuông Lập Dương liền là ưa thích xóa bỏ thiên tài, bất quá, Diệp Thần Phong ngươi làm may mắn, minh chủ điểm danh yếu lưu ngươi người sống, như vậy ta liền để ngươi biết một cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Tôn cấp đỉnh phong liền muốn chiến thắng ta cái này cấp thánh đỉnh phong, ngươi đừng có nằm mộng. Chuông Lập Dương thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đợi được hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, một cước hướng về Diệp Thần Phong hông của giữa đá tới. Mà Diệp Thần Phong dưới chân cũng lập tức sử dụng bạo huyền bộ pháp, thuận lợi tránh qua Chuông Lập Dương một cước này, tuy rằng Chuông Lập Dương có cấp thánh đỉnh phong thực lực, bất quá, Chuông Lập Dương tại thừa nhận lấy một chiêu hỏa diễm va chạm sau, hắn bây giờ tốc độ cùng lực lượng là mức độ lớn hạ thấp, nhiều lắm là cùng Diệp Thần Phong tại sàn sàn với nhau rồi. Diệp Thần Phong vọt đến Chuông Lập Dương sau lưng, một quyền hướng về Chuông Lập Dương sau lưng thượng oanh kích tới rồi. Chuông Lập Dương tốt xấu cũng là cấp thánh đỉnh phong cao thủ, phản ứng của hắn năng lực không phải bình thường nhanh, thân ảnh của hắn đột nhiên nhất chuyển, ầm. Một tiếng, hắn đem hữu quyền của mình cho văng ra ngoài, cùng Diệp Thần Phong quả đấm lẫn nhau đánh vào nhau. Diệp Thần Phong cùng Chuông Lập Dương dưới chân bước chân từng người lui về phía sau một bước. Nằm ở cách đó không xa Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Chuông Lập Dương chiến khó hòa giải. Này làm cho Hứa Hồng Văn trong lòng là cảm khái vạn phần, lúc trước minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng phó minh chủ Lâm Khang Thắng đi kinh thành tìm Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong mới chỉ là tông cấp sơ kỳ linh hồn lực, mà bây giờ nhưng có cùng cấp thánh đỉnh phong cao thủ đối chiến thực lực, này thiên tài trưởng thành tốc độ quả nhiên là phi thường kinh người. Dưới chân bước chân lui về phía sau một bước Chuông Lập Dương, trên mặt hắn vẻ mặt càng thêm âm trầm mấy phần, cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, ta thừa nhận. Ngươi bây giờ có đủ thực lực miểu sát cấp thánh trung kỳ cao thủ, bằng vào ta bây giờ trạng thái muốn giết chết ngươi, cái này cũng là phi thường khó khăn, ngươi có tư cách để cho ta sử dụng hóa huyết phương pháp, ta đã thật lâu không có sử dụng một chiêu này rồi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Chuông Lập Dương hai tay đột nhiên run lên, bên trong thân thể linh hồn lực bỗng nhiên sôi trào lên, mà trên người hắn lại nổ tung ra lần lượt trẻ con to bằng ngón tay lỗ máu. Tiên huyết không ngừng từng cái lỗ máu bên trong chảy ra, rất nhanh, Chuông Lập Dương thân thể đã bị tiên huyết bao trùm lại rồi. Nằm ở cách đó không xa Hứa Hồng Văn thấy cảnh này sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lập tức quát lên, Diệp Thiếu, mau ngăn cản hắn, ta lúc trước nghe nói qua một chiêu này hóa huyết phương pháp, Chuông Lập Dương thông qua đem trong cơ thể mình tiên huyết cô đọng thành tinh huyết. Trong khoảng thời gian ngắn đem nhục thân cường độ cùng sức mạnh tăng lên tới một cái phi thường trình độ đáng sợ. Hóa huyết phương pháp, tinh huyết, Diệp Thần Phong không khỏi ngẩn người, tại Chuông Lập Dương không ngừng cô đọng tinh huyết thời điểm, Diệp Thần Phong cảm thấy bên trong đan điền hồng sắc khí thể bắt đầu trở nên xuẩn xuẩn dục động. Này hồng sắc khí thể bên trong chẳng những có hỏa thuộc tính tồn tại, nó chả đặc biệt yêu thích hấp thu tinh huyết, từ hôm qua minh là bất tử huyết ảnh. Hắn không thì có một chiêu liên quan với tinh huyết chiêu thức đấy sao? Cuối cùng khổ rồi hao tổn đã bị chết ở tại hồng sắc khí thể bên trên. Cảm giác được bên trong đan điền hồng sắc khí thể dục ra dục dịch sau đó Diệp Thần Phong phải không đi ngăn cản Chuông Lập Dương cô đọng máu tươi. Chuông này Lập Dương chiêu này hóa huyết phương pháp, không phải là cho Diệp Thần Phong hồng sắc khí thể đưa tinh huyết ăn ma. Này Diệp Thần Phong nào có ngăn cản đạo lý? Cách đó không xa Hứa Hồng Văn nhìn thấy Diệp Thần Phong thờ ơ không động lòng, hắn lại vội vàng quát lên, Diệp Thiếu, ta không phải đùa với ngươi, nếu để cho Chuông Lập Dương thành công thi triển hóa huyết phương pháp, e sợ hôm nay chúng ta bốn người toàn bộ đều không thể rời bỏ nơi này. Chuông Lập Dương cả người run lên, vô số viên huyết châu trôi nổi thân thể hắn bốn phía, những này huyết châu chính là cô đọng mà thành tinh huyết, giờ khắc này. Bên trong thân thể của hắn thật khí thế thượng đã tăng tới một cái phi thường đáng sợ độ cao. Hắn nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra, đúng vậy, làm có tự tin là chuyện tốt, bất quá, có lúc quá mức ngông cuồng chính là tự tìm đường chết rồi. Diệp Thần Phong không nóng không lạnh nhún nhún vai, tại Chuông Lập Dương máu huyết ngưng tụ mà thành thời điểm, hắn bên trong đan điền hồng sắc khí thể là càng ngày càng không bị khống chế, khóe miệng hắn vi vi hiện lên một vệt nụ cười. Thầm nghĩ, hồng sắc khí thể bữa ăn ngon đã đến giờ. Chương 1160, lại tới mộng cảnh. Diệp Thiếu không phải một cái bất cần người a hát, hắn tại sao phải các loại Chuông Lập Dương sử dụng tới hóa huyết phương pháp đến? Nằm ở Hứa Hồng Văn bên cạnh Lý Gỗ Lim đồng dạng là tràn đầy nghi hoặc. Hứa Hồng Văn lông mày là càng nhăn càng chặt rồi,
hắn thở dài, nói ra, hy vọng Diệp Thiếu có kế sách ứng đối đi. Mà Lâm Hân Di lại khẳng định nói, Hứa Thúc, Lý Thúc, ta nghĩ Diệp Thần Phong làm như vậy, nhất định là có dụng ý của hắn, ta tin tưởng Diệp Thần Phong nhất định có thể chiến thắng Chuông Lập Dương. Chuông Lập Dương tại quanh thân ngưng tụ thành vô số viên tinh huyết, sau đó ánh mắt của hắn khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, hiện tại mới là chiến đấu chân chính bắt đầu, ta ngược lại muốn xem ngươi chả làm sao ngăn cản ta công kích. Chuông Lập Dương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, dưới cái nhìn của hắn bây giờ liền hóa huyết phương pháp đều thi triển ra, coi như là cùng đế cấp sơ kỳ cao thủ đối chiến, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối sẽ không bị thua. Đây chính là hắn trong lòng tự tin khởi nguồn. Đứng ở cách đó không xa Diệp Thần Phong, trên mặt hắn thần không biến sắc, bên trong đan điền hồng sắc khí thể dẫy dụa phát mãnh liệt lên, tại Chuông Lập Dương trong mắt Diệp Thần Phong là con mồi, mà ở Diệp Thần Phong trong mắt Chuông Lập Dương nhưng là không hơn không kém con mồi. Chuông Lập Dương dưới chân bước chân đột nhiên bước ra một bước, ầm. Một tiếng, trên mặt đất bùn đất trực tiếp sụp đổ một khối lớn, mà ngay tại lúc này, Diệp Thần Phong bên trong đan điền đoàn kia hồng sắc khí thể cũng nhịn không được nữa, nhanh chóng từ Diệp Thần Phong bên trong đan điền trốn ra, hồng sắc khí thể từ Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong lỗ chân lông tràn ra ngoài, không có dấu hiệu nào hướng về Chuông Lập Dương lướt tới. Chuông Lập Dương nhìn thấy hướng về hắn lướt tới hồng sắc khí thể, tại vi vi ngây người, sau đó hắn miệng quát, giả thần giả quỷ. Mà ở hồng sắc khí thể tiếp cận Chuông Lập Dương thời điểm, Chuông Lập Dương cảm thấy không đúng, chỉ thấy trôi nổi ở chung quanh thân thể hắn vô số tinh huyết, dĩ nhiên nhanh chóng hướng về hồng sắc khí thể bay đi, cuối cùng được hồng sắc khí thể cho hấp thu một đám sạch, này làm cho Chuông Lập Dương là thay đổi sắc mặt. Chuông Lập Dương chiêu này hóa huyết phương pháp, là hắn tiêu hao bao nhiêu giọt tinh huyết, hắn lại sẽ tự động ngưng luyện ra bao nhiêu giọt tinh huyết tới, tại trôi nổi ở Chuông Lập Dương quanh thân máu huyết được nhóm lớn hấp thu đi, sau đó Chuông Lập Dương trong cơ thể lại điên cuồng tại cô đọng máu tươi. Phải biết phổ thông mấy chục giọt máu tươi chỉ có thể ngưng luyện ra một giọt tinh huyết đến, điên cuồng như thế tiêu hao, căn bản là để Chuông Lập Dương không thể chịu đựng. Chuông Lập Dương khóe miệng nụ cười dữ tợn không còn sót lại chút gì rồi, một mặt nóng nảy nhìn chằm chằm trôi nổi ở giữa không trung hồng sắc khí thể. Hắn căn bản nắm đoàn kia hồng sắc khí thể không có bất kỳ phương pháp xử lý. Hắn hướng về Diệp Thần Phong điên cuồng gầm hét lên. Diệp Thần Phong, ngươi lập tức khiến nó dừng lại. Có bản lĩnh chúng ta mặt đối mặt một trận chiến. Ngươi này tính là cái gì bản lĩnh? Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn a hát. Ước chừng sau 10 phút. Trong lúc này hồng sắc khí thể phải không gián đoạn hấp thu Chuông Lập Dương ngưng luyện ra được tinh huyết. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, có thể lấy mắt thường nhìn ra Chuông Lập Dương trong cơ thể tiên huyết đang nhanh chóng trôi đi. Rất nhanh, Chuông Lập Dương da thịt liền dán vào xương rồi. Trong cơ thể hắn tiên huyết toàn bộ ngưng đã luyện thành tinh huyết, mà hết thảy tinh huyết đều bị hồng sắc khí thể cho hấp thu không còn chút nào. Thân thể giống như một cổ thây khô Chuông Lập Dương, con mắt của hắn trợn lên lớn vô cùng, dáng dấp trở nên hết sức đáng sợ, thân thể từ từ hướng xuống đất thượng ngã xuống rồi. Về phần hồng sắc khí thể tại hấp thu xong tinh huyết sau đó lại lần thứ hai về tới Diệp Thần Phong bên trong đan điền. Nằm ở cách đó không xa Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, trong đó Lâm Hân Di mặc dù đối với Diệp Thần Phong có 100% tự tin, nhưng nàng vẫn không có nghĩ đến, Diệp Thần Phong dĩ nhiên cả tay đều không động, liền đem cấp thánh đỉnh phong Chuông Lập Dương cho giết chết. Này, cái này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Hứa Hồng Văn trong cổ họng là chật vật nuốt một ngụm nước bọt, hắn bất đắc dĩ nói, Diệp Thiếu quả nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán đó a. Lý Gỗ Lim biểu hiện rất đồng ý gật gật đầu, nói ra, Diệp Thiếu càng cường đại, liền cách chúng ta diệt trừ thiên minh tháng ngày càng gần. Diệp Thần Phong đi tới biến thành thây khô Chuông Lập Dương bên cạnh, thuận lợi tại Chuông Lập Dương trên người lại tìm ra một tờ bản đồ, tại đem bản đồ để vào trong không gian giới chỉ sau. Hắn đi tới Hứa Hồng Văn đám người trước mặt, giúp Hứa Hồng Văn đám người đơn giản xử lý một chút thương thế, sau đó Hứa Hồng Văn hỏi, Diệp Thiếu, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Diệp Thần Phong hồi đáp, mấy ngày nay ta lưu lạc đến một hòn đảo bên trên, tại hai ngày nay mới khôi phục thương thế, vừa vặn cảm ứng được nơi này có linh hồn lực chấn động, cho nên mới tới xem một chút. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi, ta cũng yếu xem xét một chút thân tình huống trong cơ thể. Nói xong, Diệp Thần Phong liền ngồi xếp bằng xuống,
hai con mắt thật chặt đóng lại, kiểm tra khởi bên trong đan điền đoàn kia hồng sắc khí thể rồi, hắn phát hiện đang hấp thu chuông lập dương tên này cấp thánh đỉnh phong cao thủ hết thảy tinh huyết, sau đó hồng sắc khí thể màu sắc trở nên càng thêm tươi đẹp rồi. Mà chính lúc Diệp Thần Phong muốn kết thúc kiểm tra thời điểm, ý thức của hắn đột nhiên nhận lấy nhất cổ cực kỳ kịch liệt công kích, ý thức bắt đầu từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng thẳng đến toàn bộ biến mất, mà ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Thần Phong, thân thể của hắn cũng đột nhiên té lăn quay trên mặt đất. Thấy cảnh này sau, Lâm Hân Di lập tức đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, đẩy một cái Diệp Thần Phong thân thể, nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh lại đi. Ngươi tỉnh lại đi a hát. Thấy Diệp Thần Phong trước sau không tỉnh lại nữa xu thế, Lâm Hân Di đối với Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim, hỏi, Hứa Thúc, Lý Thúc, Diệp Thần Phong đây là thế nào? Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Hứa Hồng Văn nỗ lực dùng linh hồn lực cứu tỉnh Diệp Thần Phong, nhưng hắn tất cả những thứ này thuần túy là uổng công vô ích, chỉ chốc lát sau, hắn nói ra, Diệp Thiếu hẳn là rơi vào hôn mê trong rồi. Hơn nữa loại này hôn mê vô cùng đặc thù, người bên ngoài căn bản vô pháp khiến hắn tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào chính hắn, hay là Diệp Thiếu là ở một loại cực kỳ đặc thù trạng thái tu luyện bên trong. Làm Diệp Thần Phong lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn phát hiện mình nằm ở một chỗ rộng lớn thảo nguyên vô tận bên trên, hắn từ trên mặt đất đứng lên, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này căn bản không phải hắn chỗ ở chỗ kia đảo nhỏ tự rồi, trong lòng thầm nghĩ ta tại sao lại ở chỗ này. Đúng rồi, ta nhớ được vừa vặn ta là đang tra xem bên trong đan điền hồng sắc khí thể, tiếp lấy ý thức của ta liền mơ hồ, lẽ nào ta lại tiến vào cái kia cái giấc mơ kỳ quái cảnh bên trong. Đỉnh đầu xanh thẳm thiên không bên trong, bỗng nhiên trở nên cuồng gió chẳng ngừng lên, một bàn tay lớn từ bầu trời bên trong đưa ra ngoài, đem xanh thẳm thiên không cho mạnh mẽ kéo ra một lỗ hổng khổng lồ đến, một tên ăn mặc quần áo màu trắng đàn ông trung niên từ lỗ to lớn bên trong đi ra. Diệp Thần Phong nhớ được phi thường rõ ràng, đây chính là lần trước hắn ở trong giấc mộng nhìn thấy cái kia bóng trắng người, nói như vậy, hắn thật sự lại tiến vào trong mộng cảnh. Chờ giây lát sau đó lần trước tên kia trong giấc mộng bóng đen người cũng chưa từng xuất hiện, lần này chỉ có bóng trắng người xuất hiện, trôi nổi ở trên bầu trời bóng trắng người, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, trong ánh mắt không mang theo có bất kỳ tình cảm. Được bóng trắng người ánh mắt kia nhìn chằm chằm. Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác cả người không dễ chịu, trên người vậy đột nhiên giữ nhiều hơn một luồng vô hình áp lực thật lớn, tại đây bóng trắng mặt người trước, hắn phảng phất căn bản liền chống cự tâm tư cũng cầm lên không nổi. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi sâu hít hai cái khí sau đó hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời bóng trắng người, hắn lớn tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta biết nơi này cũng không phải mộng cảnh đơn giản như vậy. Bóng trắng người đã trầm mặc chỉ chốc lát sau. Mở miệng nói, quá yếu, ngươi chả quá yếu, nơi này chả cũng không phải ngươi có thể tới địa phương, rời đi đi. Chỉ thấy bóng trắng người tay phải nhẹ nhàng vung lên, nhất cổ cực kỳ cường hãn kình khí liền đánh vào Diệp Thần Phong trên người, ầm. Một tiếng, Diệp Thần Phong thân thể nhất thời trở nên chia năm xẻ bảy rồi. Đảo nhỏ tự trong rừng cây. Hôn mê nằm dưới đất Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy. Trên trán là che kín chừng hạt đậu mồ hôi hột, trong miệng khí tức cũng hiện ra phải vô cùng hỗn loạn, hắn nhìn một chút chính mình thân thể hoàn chỉnh, trong cổ họng lúc này mới sâu đậm nôn thở ra một hơi lên, đây là hắn lần thứ hai tiến vào cái kia cái giấc mơ kỳ quái cảnh, này để trong lòng hắn là càng ngày càng bất an, hắn luôn cảm giác trong tương lai có lẽ có càng thêm chuyện đáng sợ chờ hắn, cái này chuyện đáng sợ hay là vượt xa khỏi thiên minh mạnh mẽ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.